Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên, Tô Thương. Tập 66. Ban đầu, có người nghi ngờ, Viêm Long Tiên Đế đã động tay chân, mục đích là khiến linh khí của trái đất cạn kiệt, vì muốn cao thủ của trái đất yếu đi, nên cách tốt nhất là khống chế trái đất. Nhưng sau này mọi người mới phát hiện ra, điều này không phải do Viêm Long Tiên Đế có thể khống chế được, mà do luật của thiên đạo, không ai có thể thay đổi hay ngăn cản được. Một khi linh khí bắt đầu khô kiệt, thì tinh vực này bắt đầu suy yếu dần, rồi sụp đổ, và bắt đầu mở ra một kỷ nguyên mới. Một vòng tuần hoàn lặp lại như vậy, mãi mãi không ngừng nghỉ. Cho dù là tộc Long Thị, hay là Tây Giao nhà họ Tây, thì cấp bậc của gia tộc bọn họ, vẫn tồn tại ở kỷ nguyên của bọn họ. Nhưng dù như thế nào đi nữa, thì bọn họ cũng hết cách khống chế kỷ nguyên sụp đổ, và sẽ biến mất cùng nhau. Nhưng Long Thị nhất tộc và lão tổ tông nhà họ Tây, đã nhìn ra sự bất thường, nên đã kế thừa lại. Từ xưa đến nay, nhiều kỷ nguyên như vậy, phần lớn các gia tộc lớn mạnh, đều biến mất ở những lần kỷ nguyên sụp đổ, thật là đáng buồn. Hơn 2.000 năm trước, Tổ Long đã cảm nhận được sự thay đổi của trái đất, và các cao thủ ở đây, cho nên mới rời khỏi trái đất. Sự tình đúng như Viêm Long Tiên Đế đã dự đoán, 2.000 năm nay, linh khí ở trái đất càng ngày càng suy yếu. Cho đến hiện đây, đã suy yếu vô cùng rồi. Nhưng, giờ phút này, dưới sự sắp xếp của Tổ Long và một số cao thủ ở trái đất, cho nên linh khí ở trái đất đã có dấu hiệu khôi phục. Chỉ cần linh khí khôi phục thành công, thì trái đất sẽ tránh khỏi được kỷ nguyên sụp đổ lần này, và tiến vào thời kỳ vàng son một lần nữa. Đây chính là làm trái với lẽ trời mà, trong cái khó, thì ló cái khôn. Nhưng bây giờ, linh khí khôi phục tu luyện bắt đầu. Xem chút nữa là có thể thành công rồi. Còn Tô Thương và một đoàn người, còn chưa làm gì cả, cứ thư thái như vậy mà cũng có thể thấy linh khí khôi phục sao? Cái này khiến Tô Thương có chút không dám tin, chuyện xảy ra bất ngờ như thế, cho nên anh ấy mới mông lung có một dự cảm bất thường, nhưng lại vô cùng mãnh liệt. Trời ơi! Tô Vô Kỵ bên cạnh cũng như vậy, liền nhíu mày nói ra, sư phụ tôi đã từng nói, linh khí khô phục là bước ngoặt của trái đất. Sao bây giờ lại dễ dàng thành công được vậy? Chấm hỏi. Sức mạnh linh hồn của Viêm Long Tiên Đế, đã bị đánh bại, chắn chắn cậu ta đã biết rõ sự hiện của chúng ta. Thương Ưởng phân tích nói, điều kiện tiên quyết mà vẫn chưa chuẩn bị xong, thì chắc Viêm Long sẽ không tùy tiện đến trái đất đâu. Trừ Viêm Long Tiên Đế ra, thì những người ở trái đất kia, cũng không ai có đi điêu năng lực để ngăn cản. Thương Ưởng ôm một tia may mắn. Khuôn mặt tràn đầy sự hy vọng nói, có lẽ, linh khí khôi phục sắp thành công rồi. Bạch Khởi và Tô Ma, cũng không nói gì thêm, tất nhiên cũng có chút buông lỏng cảnh giác. Vương Dương Minh đứng cách đó không xa, khẽ cười nói, linh khí khôi phục có thể thành công, chính là kết quả tốt nhất, không nhất thiết phải ầm ĩ đến mức như thế đâu. Có lý. Tô Vô Kỵ khẽ gật đầu, rồi nói, dựa theo tình hình phát triển như bây giờ, nhiều nhất là 2 phút. Thì linh khí mới khôi phục hoàn toàn được. Không sai. Vương Dương Minh cười nói, cho nên, các vị, hãy tranh thủ thời gian mà chuyên tâm tu luyện đi. Theo như tôi được biết, khi linh khí vừa khôi phục, giữa trời đất sẽ sinh ra nguồn gốc của linh khí, thuần khiết vô cùng. Khi nguồn gốc của linh khí sản sinh ra, thì nơi này của chúng ta, có thể hấp thụ được bao nhiêu, thì phải xem vào vận may của mọi người rồi. Mọi người nói chuyện tiếp đi. Tôi không khách sáo nữa, tuy có sự áp chế của cảnh giới tiên đế, thì trái đất cũng sẽ không cho phép người thứ hai đặt chân đến cảnh giới tiên đế nữa đâu, nhưng nếu hấp thụ được nguồn gốc của linh khí, nâng cao thực lực là điều hiển nhiên. Nói xong, Vương Dương Minh liền ngồi khoanh chân lại, hai mắt khép hờ, nhanh chóng tiến vào trạng thái tu luyện. Bệ hạ, Bạch Khởi và Thương Ưởng, nghe thấy vậy, thì cùng nhìn về phía Tô Thương, rồi hỏi thăm ý kiến của anh ấy. Hai người cũng tu luyện đi, cội nguồn của linh khí, nghe có vẻ rất có hiệu quả với trái đất. Tô Thương gật đầu nói. Vâng. Sau khi có được sự cho phép của Tô Thương, Bạch Khởi và Thương Ưởng, cũng đều tiến vào trạng thái tu luyện. Tô Ma, Tô Vô Kỵ, cũng như vậy. Cứ như thế, hiện trường chỉ còn Tô Thương và Tô Du Du là không tu luyện. Cha! Tô Du Du vui vẻ nói, có phải chúng ta sắp thành công rồi không? Chắc là vậy đó. Tô Thương nói một cách không chắc chắn, sau đó xoa đầu cô con gái nhỏ, dịu dàng cười nói, Du Du, bây giờ con đã trở nên lợi hại như vậy rồi, thì có hiểu ra được gì không? Không ạ.
Tô Du Du lắc đầu nói, lúc đầu thì có một chút kiêu ngạo, nhưng dần dần con đã tỉnh táo lại rồi. Con chỉ là nhờ có Tiểu Lam, nên mới mạnh được như vậy, nếu không có Tiểu Lam, thì con cũng không là cái gì đâu. Nói đến đây, Tô Du Du nghiến răng nói, nhưng cha ơi, rồi sẽ có một ngày, tự con sẽ mạnh lên, sẽ đánh bại hết tất cả người xấu, và bảo vệ cha. Ha ha, Du Du có chí đấy, không như thằng danh con Tô Tinh Hà kia, lúc nào cũng muốn gây sự. Tô Thương cười rồi khen thưởng. He he, Tô Du Du được cha khen, nên tâm trạng rất vui, sau đó cô bé lại nghĩ đến một chuyện, tò mò hỏi, đúng rồi, cha, vừa rồi chú kia nói đến lai lịch của Tiểu Lam, con cũng nghe được rồi. Chú ấy nói Tiểu Lam là người con gái được Tổ Long yêu quý chế tạo ra, người đó tên Hiên Viên Thần Am, chú ấy còn nói Hiên Viên Thần Am còn lợi hại hơn cả Tổ Long nữa. Khuôn mặt nhỏ của Tô Du Du tràn đầy sự nghi ngờ, liền hỏi tiếp, nhưng, chú ấy nói khi đó, Tổ Long đã là cảnh giới tiên đế rồi, hơn nữa còn là một người khá có tiếng ở cảnh giới tiên đế. Nếu như Hiên Viên Thần Am còn lợi hại hơn cả Tổ Long, vậy chắc chắn cũng là cảnh giới tiên đế mới đúng. Tô Du Du tiếp tục nghi ngờ, thế nhưng, không phải người tên Vương Dương Minh đã nói rồi sao? Cảnh giới tiên đế ở trái đất, có cách áp chế của cảnh giới tiên đế. Cho nên, trái đất sẽ không thể cùng một lúc xuất hiện hai tên cảnh giới tiên đế được, một người đạt được cảnh giới tiên đế, người khác cho dù có ưu tú đến mấy, cũng không thể nào đặt chân đến cảnh giới tiên đế được. Tô Du Du nhìn về phía Tô Thương, biểu cảm tỏ ra khó hiểu mười phần không hiểu, cha có biết chuyện này là sao không? Cái này, Tô Thương bỗng ngẩn người ra, lúc nãy tâm tư của anh ấy đều suy nghĩ đến việc linh khí khôi phục, nên không để ý đến chuyện này, nghe thấy Tô Du Du nói, thì anh ấy mới phản ứng lại. Đúng vậy, địa cầu có cảnh giới tiên đế áp chế, không thể đồng thời xuất hiện hai cảnh giới tiên đế, vậy kiếp trước của Tổ Long và Hiên Viên Thần Am, sao có thể cùng tồn tại được nhỉ? Không hợp lý chút nào. Rất không bình thường. Điều này đã phá vỡ quy tắc lâu đời của trái đất, không phải ai cũng có khả năng làm được đâu. Chẳng lẽ, ở thời đại kia trái đất có thể xuất hiện nhiều vị cảnh giới đế cùng nhau tồn tại? Mà cũng không đúng. Nếu như vậy, 3.000 đệ tử của quỷ cốc môn hạ, những người siêu phàm thời kỳ tiên tần, tại sao lại không thể đặt chân lên cảnh giới tiên đế nhỉ? Hình 1. Tô Thương không thể nào giải thích được. Sau đó ánh mắt anh ấy liền nhìn sang Vương Dương Minh đang ngồi tu luyện, bởi vì Vương Dương Minh cảm nhận được ánh mắt của Tô Thương, không hề giấu giếm nói luôn ra tin tức động trời, Hiên Diên Thần Am, không phải người ở trái đất, bà ấy là người ở ngoại vực. Hiên Diên Thần Am biết được Tổ Long đầu thai ở kiếp sau, nên mới mở ra đời thứ ba, bà ấy cũng buông bỏ đạo hạnh cảnh giới tiên đế tiến vào vòng luân hồi đầu thai ở núi Cửu Phong, lấy tên. Nói xong, Vương Dương Minh liền ngồi khoanh chân. Hai mắt khép hờ, nhanh chóng tiến vào trạng thái tu luyện. Thiên Sơn Tuyết. Vương Dương Minh vẫn chưa nói hết, Tô Thương đã mơ hồ đoán được là cái gì, anh vội vàng nói, Tuyết Nhi. Vương Dương Minh, Hiên Viên Thần Am là Tuyết Nhi. Hiên Viên Thần Am. Từ trong lời nói của Bạch Khởi mà Tô Thương biết được, Hiên Viên Thần Am không hổ danh là nữ thiên tài, năng khiếu tài năng xuất chúng, có 102 từ xưa tới nay. Năm đó lại còn là người đi trước Tổ Long một bước. Rời khỏi trái đất đi đến ngoại vực tìm kiếm một con đường sống. Vào giờ phút này, mặc dù thân phận của vị đại khủng bố ở núi Cửu Phong vẫn chưa rõ, nhưng chắc chắn là tu vi đế cảnh. Thế nhưng thân thể Thiên Sơn Tuyết lại có thể trấn áp được vị đại khủng bố đế cảnh kia, cho nên có thể thấy được Thiên Sơn Tuyết có lai lịch không tầm thường. Cho nên khi Vương Dương Minh nhắc tới núi Cửu Phong, phản ứng đầu tiên của Tô Thương là cho rằng Thiên Sơn Tuyết chính là Hiên Viên Thần Am. Cũng chỉ có như thế, cho nên Thiên Sơn Tuyết mới có thể có được một thân thể có thể trấn áp được sức mạnh của vị đại khủng bố đế cảnh kia. Không sai. Vương Dương Minh từ đầu tới cuối vẫn luôn khép hờ hai mắt, ông ấy vừa tu luyện vừa nói, Thiên Sơn Tuyết chính là Hiên Viên Thần Am. Cô ấy ở ngoại vực khổ sở truy tìm nhiều năm, đi khắp 3.000 tinh vực, nhưng vẫn không tìm được cách nào để đột phá đế cảnh, bước vào một cảnh giới cao hơn. Vương Dương Minh nói tiếp, cho nên... Cô ấy đã trở về trái đất, dự định sẽ phối hợp với Tổ Long, dùng một cách khác để cứu vớt trái đất, và đó chính là linh khí thức tỉnh. Vốn dĩ cô ấy định đột phá lên đế cảnh, có được sức mạnh đối đầu với bàn tay trong bóng tối, bắt đầu chém giết, định sẽ một lần vất vả nhàn nhã cả đời. Nhưng đáng tiếc thay, cô ấy không thể thành công, dự định rằng chỉ cần linh khí thức tỉnh,
trái đất sẽ tiến vào thời kỳ hoàng kim, suy yếu quá độ lên hưng thịnh, và đương nhiên lúc đó sẽ không có kỷ nguyên sụp đổ nữa. Vương Dương Minh nói tiếp, cho nên, cô ấy bước vào luân hồi, hiến thân trở thành Thiên Sơn Tuyết. Tô lão đệ, Thiên Sơn Tuyết không giống cậu, cậu là linh hồn bước vào luân hồi, tu luyện lại từ đầu. Còn cô lại là dùng một bí thuật, bảo tồn thân thể và thực lực mà bước vào luân hồi. Vương Dương Minh nói tiếp, cậu cần phải từng bước trở nên mạnh mẽ, nhưng Hiên Viên Thần Am lại không giống vậy, chỉ cần cô ấy mở khóa ký ức của mình thì sẽ đạt tới đỉnh phong ngay lập tức. Làm thế nào để mở khóa ký ức vậy? Tô Thương vội vàng truy hỏi. Đến ngày hôm nay, một mình Thiên Sơn Tuyết nằm dưới núi Cửu Phong, dùng thân thể của mình để trấn áp vị đại khủng bố với sức mạnh đế cảnh không rõ thân phận kia, chỉ cần sơ sẩy một chút là sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Thế nhưng, nếu như vào lúc này làm cho Thiên Sơn Tuyết thức tỉnh ký ức, có được sức mạnh của Hiên Viên Thần Am, vậy thì vị đại khủng bố đế cảnh kia sẽ không còn đáng sợ đến thế nữa. Không biết. Vương Dương Minh lắc đầu, sau đó ông ấy không nói thêm nữa, tiếp tục vận chuyển công pháp. Mà Tô Thương cũng không truy hỏi nữa. Cũng không phải do Tô Thương tin tưởng Vương Dương Minh, mà là anh tin tưởng vào phán đoán của mình đời thứ hai. Nếu Huyền Thiên Tiên Đế đã nói với ông cố, có thể tin tưởng vào Vương Dương Minh, vậy thì Tô Thương sẽ tin. Cái mà Tô Thương tin tưởng không phải là Vương Dương Minh, mà là phán đoán lúc trước của mình. Chấm chấm chấm. Mắt thấy linh khí thức tỉnh đã sắp thành công, chỉ thiếu một bước nữa thôi. Lúc này, luồng linh khí dồi dào đã truyền khắp Giang Bắc. Không chỉ vậy, linh khí còn cuồn cuộn không ngừng, đang lấy Giang Bắc làm trung tâm mà bức xạ toàn trái đất. Linh khí nồng đậm như vậy. Ha ha ha, linh khí thức tỉnh thành công rồi, trái đất sắp bước vào thời kỳ hoàng kim hưng thịnh rồi. Đừng nóng vội, có lẽ vẫn còn thiếu một chút, nghe nói sau khi linh khí thức tỉnh, điểm chẳng lành sẽ bị phá vỡ, đến lúc đó ai nấy cũng đều có thể không cần quan tâm đến điểm chẳng lành mà bước lên một cảnh giới cao hơn, nhưng mà bây giờ lực áp chế của điểm chẳng lành vẫn còn tồn tại. Thời điểm linh khí thức tỉnh, không phải sẽ sản sinh ra căn nguyên linh khí sao, chúng ta có cần. Đừng có nằm mơ nữa, tỉnh táo chút đi, bộ không thấy mấy vị vừa đi vào lúc nãy sao, có ai dễ đụng vào hả? Đúng vậy, nói không chừng bất cứ ai trong bọn họ, không cần phải ra tay, mà chỉ thổi một hơi thôi là chúng ta đã xong đời rồi. Chấm chấm chấm. Bên ngoài động phủ, một đám người đang bàn luận sôi nổi. Trong đám người, Khuê Long từ đầu đến cuối vẫn luôn nhìn chằm chằm vào cửa động, nhưng vẫn không dám tiến vào trong. Viêm Long Tiên Đế không ngăn cản linh khí thức tỉnh, chuyện này sao có thể? Chẳng lẽ, ông ta? Bỗng nhiên, Khuê Long nảy sinh ra một suy đoán to gan, chẳng lẽ Viêm Long Tiên Đế bị giết rồi? Khả năng này, là rất lớn. Với lập trường của Viêm Long Tiên Đế chắc chắn sẽ không để mặc cho linh khí thức tỉnh thành công, nhất định sẽ ngăn cản. Nhưng đến giờ này, linh khí thức tỉnh vẫn đang được tiến hành như cũ, vậy thì chỉ có một khả năng. Đó chính là Viêm Long Tiên Đế đã bỏ mạng. Người nào bên trong động phủ lại có được sức mạnh có thể đánh chết được Viêm Long Tiên Đế, mặc dù đó chỉ là một hồn phách mà Viêm Long Tiên Đế ẩn giấu trong cơ thể Phong Khê thiếu gia, nhưng uy thế có được lại không thể khinh thường đâu nhỉ. Khuê Long nhịn không được suy đoán, vừa rồi hai người cuối cùng tiến vào động phủ sở hữu thực lực sâu không lường được, chẳng lẽ là bọn họ liên thủ với nhau giết Viêm Long Tiên Đế sao? Lúc nãy, Khuê Long ẩn nấp trong đám người, tận mắt chứng kiến Thương Ưởng và Tô Ma một trước một sau tiến vào động phủ. Lúc ấy anh ta không có phát hiện ra thực lực của hai người, mà chỉ cảm thấy vô cùng mạnh mẽ. Cho nên, Khuê Long mới không tiến vào động phủ, dù sao bản thân anh ta cũng là người ngoại vực, tránh rơi vào tình cảnh bị bao vây tấn công. Anh ta trà trộn vào trong đám người, là dự định ngư ông đắc lợi. Nhưng bây giờ anh ta mới biết được, nếu như bản thân là ngư ông, vậy thì trong động phủ chính là sư tử hùng mạnh đang cắn xé nhau. Cho dù đối phương có bị thương nặng hơn nữa, thì anh ta cũng không có tư cách làm ngư ông. Mình vẫn còn quá yếu ớt. Khuê Long nở một nụ cười khổ, sau đó lắc đầu nói, hầy, thôi bỏ đi, mình vẫn không nên tranh giành căn nguyên linh khí, chỉ dựa vào tài nguyên mà tộc rồng cho mình thôi là mình đã có thể thăng cấp lên đế cảnh, vẫn yên phận thôi. Nhưng mà, sao mình cứ cảm thấy trong thế giới này có một loại uy áp nhàn nhạt, giống như sẽ ngăn cản mình đặt chân vào đế cảnh, đây là áp chế gì đây? Thôi kệ vậy, trước hết mình cứ trốn đã, nếu như linh khí thức tỉnh thành công,
trái đất tiến vào thời kỳ hoàng kim, vậy thì với tư chất của mình, nhất định 100 năm là có thể đặt chân vào đế cảnh. Khuê Long tràn đầy tự tin, sau đó lập tức tung người rời khỏi nơi đây, không tham lam muốn tranh giành căn nguyên linh khí nữa, anh ta định sẽ bế quan 100 năm, sau khi xuất hiện trở lại thì chính là đế cảnh vô địch. Nhưng điều mà anh ta không biết chính là, trái đất có đế cảnh áp chế, chỉ cần đế cảnh trên trái đất không chết thì sẽ không có khả năng đặt chân vào đế cảnh. Khoảng thời gian 2 phút đồng hồ này trôi qua rất chậm, mỗi một giây đối với Tô Thương mà nói đều vô cùng dày vò. Thế nhưng cũng may, 2 phút đồng hồ cũng đã sắp trôi qua, linh khí thức tỉnh cuối cùng cũng đã có thể thành công. 10, 9, 8, chấm chấm chấm, 3, 2, 1, chấm chấm chấm. Giây cuối cùng, chỉ còn một giây nữa, linh khí thức tỉnh sẽ hoàn toàn thành công, chấm dứt thời đại kỷ nguyên sụp đổ. Đến lúc đó, sẽ mở ra một trái đất thịnh vượng, ai cũng đều mạnh như rồng. Nhưng ngay tại thời điểm quan trọng, bầu trời bỗng nhiên nứt ra một vết nứt, một thanh trường kiếm toàn thân màu đỏ thẫm, xé mở không gian, xuất hiện trên sa mạc hoang vu. Thanh trường kiếm này tản ra uy thế khủng bố, toàn thân trải đầy những hoa văn thần bí. Ngay tại thời điểm này, trường kiếm phóng ra một cảm giác áp bách vô cùng lớn, bao trùm toàn bộ xung quanh, cát bụi bay đầy trời. Và điều đáng sợ nhất chính là, tại thời điểm này, thời gian đã tạm dừng. Quy luật thời gian, chỉ có đế cảnh mới có được năng lực khủng bố này. Thời gian bị tạm ngưng, dẫn đến linh khí thức tỉnh chỉ còn thiếu 0.1 giây, chỉ còn thiếu một bước nhỏ cuối cùng này. Hỗn nguyên vô cực trận quả thực lớn mạnh, cho dù là thời kỳ yếu nhất nhưng vẫn khiến cho bổn đế phí tay chân một hồi. Nhưng mà cũng may là bổn đế không hề đến muộn, có bổn đế đây rồi. Linh khí thức tỉnh ư, cũng chỉ là mơ mộng hão huyền mà thôi. Đầu tiên là giọng nói vang dội truyền đến, ngay sau đó, là một bóng người đàn ông mặc chiến giáp đỏ thẫm đi ra từ trong khe nứt, một tay cầm trường kiếm đỏ thẫm đứng giữa không trung nhìn xuống tất cả mọi đang có mặt ở bên dưới. Trường kiếm hoành không, mặc chiến giáp lên người. Viêm Long Tiên Đế chân chính, nghiền nát hư không, xuyên qua trận pháp bảo vệ trái đất, đã tới rồi. Diện mạo của ông ta đã bị mũ giáp bao trùm, chỉ lộ ra ngoài một đôi mắt. Viêm Long Tiên Đế vào giờ này phút này, xung quanh cơ thể có vô số ngọn lửa đang chuyển động, lấy ông ta làm trung tâm, nhiệt độ khủng bố bao trùm lấy xung quanh. Cường giả chuẩn đế có mặt ở đây đương nhiên đối với điều này sẽ không sao cả, nhưng Tô Thương thì lại khác, anh bị thiêu đốt đến nổi cả người đều nóng lên. Ngay lập tức, tháp hư không và chìa khóa của Đông Phủ hiện ra từ trong cơ thể anh, bảo vệ xung quanh anh. Lúc này mới tránh khỏi được sự thiêu đốt kia. Viêm Long Tiên Đế. Tô Ma ở bên dưới, sau khi nhìn thấy Viêm Long Tiên Đế, trong hai mắt tràn ngập lửa giận, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Viêm Long Tiên Đế. Là ông. Bởi vì vừa rồi, hồn phách của Viêm Long Tiên Đế đã bị Vương Dương Minh thu lại, cho nên lúc này chính là Viêm Long Tiên Đế chân chính. Cũng không biết lúc trước đã xảy ra chuyện gì, nhưng ông ta lại lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Tô Ma, tức giận nói, hừ. Năm đó ông khiến cho tôi bị thương nặng, hại tôi không thể không rời trái đất, món nợ này đã đến lúc giải quyết rồi. Ha ha, những lời này là tôi nên nói với ông mới đúng. Tô Ma trầm giọng nói. Hình một. Thế nhưng lúc này đây, ông ta cũng không có chủ động ra tay, mà chỉ là cảnh giác nhìn chằm chằm vào Diêm Long Tiên Đế. Bởi và Tô Ma đã phát hiện ra, Viêm Long Tiên Đế này trước mắt không phải là chuẩn đế, mà là đế cảnh chân chính. Cảnh giới này quá mức khủng bố, không phải là cảnh giới mà ông ta có thể đối chọi. Viêm Long Tiên Đế, hôm nay ông dùng đế cảnh để tiến vào trái đất sao? Đúng lúc này, Tô Vô Kỵ nhìn về phía Diêm Long Tiên Đế, sắc mặt trầm xuống hỏi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Không sai. Viêm Long Tiên Đế nhẹ nhàng cười nói, những năm gần đây tôi vẫn luôn chờ đợi cơ hội này. Mấy người chờ mong vào linh khí thức tỉnh. Nhưng thật ra, tôi cũng hy vọng ngày này đến sớm một chút. Viêm Long Tiên Đế nói tiếp, bởi vì chỉ có trong quá trình linh khí thức tỉnh, sức mạnh phòng ngự của hỗn nguyên vô cực mới có thể giảm đi rất nhiều. Chỉ cần bổn đế bắt lấy cơ hội này, chắc chắn có thể lấy trạng thái toàn thịnh mà tiến vào trái đất. Viêm Long Tiên Đế cười châm chọc nói, ngày hôm nay, cuối cùng bổn đế cũng được toại nguyện, ha ha. Tên Phong Khê thiếu gia lúc trước kia đã chết rồi. Một phần sức mạnh linh hồn của ông khống chế thân thể của cậu ta đã bị chúng tôi thu phục.
Tô Vô Kỵ lạnh lùng nói, ông bây giờ đã thiếu đi một phần hồn phách, sao có thể là trạng thái toàn thịnh? Ha ha, cái tên ngu xuẩn Phong Khê kia chỉ là quân cờ tôi dùng để bày mê trận mà thôi. Viêm Long Tiên Đế nhẹ nhàng cười nói, còn về phần hồn phách của tôi. Với thủ đoạn của mấy người chắc chắn sẽ không thể nào phá hủy được, cùng lắm là khống chế mà thôi. Bây giờ tôi đến đây với sức mạnh đế cảnh, mấy người vốn dĩ không xứng làm đối thủ của tôi, thu hồi hồn phách cũng giống như dễ như trở bàn tay, dễ như ăn cháo. Lời này vừa nói ra, sắc mặt của mọi người đang có mặt ở đây đều trở nên khó coi, ai nấy cũng đều cúi đầu im lặng không lên tiếng. Đế cảnh và chuẩn đế, chênh lệch giữa đôi bên quá lớn rồi. Viêm Long Tiên Đế vừa xuất hiện, đã làm ngưng động thời gian, khiến cho thời gian ở hiện trường trở nên tĩnh lặng. Loại thủ đoạn này, quá mức nghịch thiên rồi. Bạch Khởi, Thương Ưởng, Tô Ma, ngay cả Tô Vô Kỵ vào giờ phút này cũng trở nên vô cùng nặng nề. Đế cảnh. Ha ha. Lúc này, Tô Thương lại cười khinh thường nói, Viêm Long Tiên Đế, ở trước mặt tôi ông khỏi cần giả giờ làm gì. Ông thật sự cho rằng tôi nhìn không ra, rằng ông bây giờ chỉ là linh hồn thể thôi sao, hơn nữa cảnh giới cũng chịu sự áp chế của quy luật trái đất, không phải là chuẩn đế chân chính sao. Huyền Thiên Tiên Đế. Nghe được giọng nói của Tô Thương, ánh mắt Viêm Long Tiên Đế lập tức dừng trên người Tô Thương, ông ta nhẹ nhàng cười nói, ha ha, hơn 100 năm không gặp, sao bây giờ cậu lại kém cỏi như vậy nhỉ? Hóa Thần Đỉnh Phong, ha ha ha, mặc dù tôi không phải là đế cảnh chân chính. Mặc dù tôi chỉ là linh hồn thể, nhưng nếu tôi muốn nghiền ép mọi thứ xung quanh thì cũng không thành vấn đề. Viêm Long Tiên Đế tự tin nói, đến lúc đó, tôi sẽ hủy diệt nơi đây, chấm dứt mơ mộng của mấy người về linh khí thức tỉnh, làm cho trái đất yên ổn lại, tiến vào kỷ nguyên sụp đổ, ha ha. Bệ hạ, xảy ra chuyện gì vậy, ông ta bây giờ là linh hồn thể sao? Lúc này, Bạch Khởi đứng bên cạnh hỏi. Lạ thật, Thương Ưởng cũng vô cùng khó hiểu. Tò mò hỏi, bệ hạ, rõ ràng ông ta có máu có thịt, cũng không phải là linh hồn đơn thuần, có phải ngài đã nhìn lầm hay không? Không lầm. Tô Thương lắc đầu, sau đó giải thích, Viêm Long Tiên Đế là đế cảnh đỉnh phong, hơn nữa lại còn dừng chân ở đỉnh phong rất nhiều năm, sức mạnh linh hồn của ông ta vô cùng mạnh mẽ, lại còn tu luyện bí thuật, cho nên ông ta có thể xuất khiếu linh hồn. Thậm chí linh hồn sau khi xuất khiếu lại vô cùng kiên cố, gần như là tương đương với cơ thể máu thịt. Tô Thương nói tiếp, nhưng giả thì suy cho cùng cũng vẫn là giả, bây giờ trước mặt chúng ta quả thật chỉ là linh hồn thể. Hơn nữa, sức mạnh quy luật của trái đất rất mạnh, cho dù là thân thể hay là linh hồn của Viêm Long Tiên Đế hay đi nữa, chỉ cần đi tới trái đất thì đều sẽ bị trừng phạt. Không sai. Tô Ma nghe đến đó, lập tức nói, theo như tôi được, trước đây khi Viêm Long Tiên Đế đến trái đất đều là chuẩn đế đỉnh phong, sao lần này lại biến thành đế cảnh? Sao chuyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên app Metruin Hot? Nếu bạn đọc ở các trang web khác, đó là metruinhot.vn. Vui lòng đọc tại app Metruin Hot để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất. À phải rồi, Tô Thương, lúc nãy cậu nói Viêm Long Tiên Đế giờ phút này cũng không phải đế cảnh chân chính là thế nào vậy? Tô Ma khó hiểu nói, rõ ràng tôi có thể cảm nhận được một luồng uy áp đế cảnh trên người ông ta. Hơn nữa ông ta còn làm ngưng động thời gian, chuyện này là chuyện mà đế cảnh mới làm được, sao có thể không phải là đế cảnh. Ông ta quả thật không phải là đế cảnh, nhưng trường kiếm đỏ thẫm trong tay ông ta lại là đế khí. Tô Thương nhìn chằm chằm vào trường kiếm trong tay Viêm Long Tiên Đế, anh nói thêm một câu, hơn nữa, lại còn là đế khí trạng thái toàn thịnh. Nếu như tôi đoán không sai, sở dĩ Viêm Long Tiên Đế có thể đến trái đất mà không chịu bất cứ tổn thương nào. Ngoại trừ trận pháp phòng ngự của trái đất bị suy yếu ra, thì vẫn còn một nguyên nhân. Đó chính là ông ta lấy linh hồn thể, ẩn nấp vào bên trong thanh trường kiếm đỏ thẫm, phá vỡ không gian, đánh tan tầng tầng lớp lớp những trở ngại, cuối cùng đi đến trái đất. Tô Thương nói, không sai. Viêm Long Tiên Đế không hề phản bác, mà chỉ nhẹ nhàng cười nói, Huyền Thiên Tiên Đế, mắt nhìn của cậu không tệ. Đúng như lời cậu nói, bổn đế có thể đến địa cầu. Toàn bộ đều nhờ vào thanh kiếm thiên đế này. Nhưng cũng không phải tất cả đế khí cũng đều thích hợp dùng để giấu linh hồn thể, tôi phải tìm khắp các đại tinh vực mới lấy được thanh kiếm thiên đế này. Viêm Long Tiên Đế cười nói, cầm thanh kiếm này trong tay, tôi có được cả thiên hạ. Huyền Thiên Tiên Đế, hôm nay, tất cả những người đang có mặt ở đây đều phải chết,
trái đất từ giờ phút này trở đi sẽ tiến vào thời đại thuộc về tôi. Tôi sẽ là bá chủ nơi đây, khống chế toàn bộ trái đất, kỷ nguyên sụp đổ, luân hồi, toàn bộ đều do một mình tôi khống chế, tìm kiếm cơ duyên đặt chân lên đế cảnh. Ông nằm mơ đi. Tô Thương nghe vậy, bắt đầu hành động, anh nâng cánh tay mở bàn tay ra, lạnh lùng nói, câu hồn. Câu hồn. Đây là bí thuật do Tô Thương khống chế, chuyên nhằm vào sức mạnh linh hồn, có thể đạt được hiệu quả kỳ diệu. Nhưng như thế cũng bị hạn chế, bởi vì sức mạnh linh hồn của Viêm Long Tiên Đế thật sự là quá mạnh. Với sức mạnh bây giờ của Tô Thương, cho dù có thi triển câu hồn, có sức mạnh áp chế của thiên nhiên nhưng vẫn không thể nào tạo ra bất kỳ tổn thương nào cho Viêm Long Tiên Đế. Ha ha! Chút tài mọn! Viêm Long Tiên Đế đứng tại chỗ, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười châm chọc, ông ta không hề để bí thuật câu hồn vào mắt. Chỉ thấy bí thuật câu hồn của Tô Thương không thể tới gần Viêm Long Tiên Đế, mà đã bị uy áp do kiếm thiên đế phóng ra đánh tan. Mà bản thân Tô Thương thì bị cắn trả, há miệng phun ra một vũng máu, cơ thể lùi về phía sau mấy bước. Kiếm thiên đế không chỉ là đế khí lớn mạnh, mà điểm đặc biệt nhất của nó chính là được rèn rũa bởi ngũ lôi chính pháp, lại có thêm mấy tài nguyên luyện khí cực đạo, gần như là bất khả xâm phạm. Viêm Long Tiên Đế nhìn về phía Tô Thương, nhẹ nhàng cười nói, đừng nói là với trạng thái của cậu bây giờ, cho dù là vào thời khắc đỉnh phong của cậu, nếu muốn phá hủy kiếm thiên đế, chỉ sợ sẽ phải trả một cái giá nhất định. Hình 1. Nếu không phải như vậy, thì sao tôi dám vứt bỏ thân thể ở ngoại vực, dùng trạng thái linh hồn thế tiến vào trái đất? Nói đến đây, Viêm Long Tiên Đế nhìn về phía Tô Thương, cười khẩy nói, trong lòng tôi biết rõ hết những thủ đoạn nhỏ kia của cậu, đừng có mơ mộng hão huyền nữa. Mặc dù thuật câu hồn dùng để khắc chế linh hồn, có thể vượt qua cấp bậc giam giữ đè ép hồn phách. Nhưng bây giờ chênh lệch giữa tôi và cậu là quá lớn, mà tôi lại có kiếm thiên đế, còn cậu cho dù có ra sao thì cũng đều không có tư cách làm đối thủ của tôi. Viêm Long Tiên Đế châm chọc nói đi cũng phải nói lại, Huyền Thiên Tiên Đế cậu cũng đâu phải là người của trái đất, cần gì phải vì trái đất mà lựa chọn tiến vào luân hồi mạo hiểm lớn như vậy. Không liên quan đến ông. Tô Thương không thèm giải thích. Chỉ khoanh chân ngồi xuống vận chuyển cửu u trấn ngục quyết, muốn nhanh chóng khôi phục thương thế của mình. Sắp chết đến nơi rồi mà còn hung hăng, ha ha, nếu đã như vậy, vậy cứ để tôi tiễn cậu lên đường vậy. Viêm Long Tiên Đế lộ ra một tia cười lạnh, sau đó cầm kiếm thiên đế trong tay, lao về phía Tô Thương. Bệ hạ, Bạch Khởi và Thương Ưởng thấy vậy, vì bảo vệ Tô Thương mà không hề suy nghĩ nhiều, cả hai cùng nhau ra tay, nghênh đón Viêm Long Tiên Đế. Tô Vô Kỵ, Tô Ma cũng như thế, mỗi người đều thi triển công pháp mạnh mẽ. Nhưng điều đáng nói là Tô Vô Kỵ vốn đang bị thương nặng, đến bây giờ vẫn chưa khôi phục. Nhưng vì Tô Thương, ông ấy không hề có chút do dự nào, lập tức thi triển công pháp vô ngã khiến cho bản thân bước vào trạng thái đỉnh phong trong thời gian ngắn. Ha ha! Chỉ là con kiến hôi mà cũng mơ mộng tranh đoạt với ánh trăng sao? Viêm Long Tiên Đế nhìn thấy bốn người xông về phía mình. Ông ta không ngừng cười lạnh, sau đó lập tức tiến lên nghênh đón. Cứ như vậy, năm người lao vào chiến đấu, tràng diện so với lúc trước còn kinh khủng hơn, dư chấn của cuộc chiến tàn sát ra toàn bộ xung quanh. Cẩn thận, mặc dù Viêm Long Tiên Đế là linh hồn thể, không phải là đế cảnh chân chính, nhưng ông ta có kiếm thiên đế trong tay, có thể phát huy ra một ít năng lực mà đế cảnh mới có được. Tô Thương vừa vận chuyển cửu u trấn ngục quyết, vừa nhắc nhở, nhưng cũng không phải chúng ta hoàn toàn không có phần thắng. Nếu như tôi đoán sai, với trạng thái bây giờ của ông ta thì không thể nào điều khiển được kiếm thiên đế quá nhiều lần, chỉ cần cầm chân ông ta, chờ đến khi ông ta không sử dụng được kiếm thiên đế nữa, thì đấy chính là lúc chúng ta sẽ phản công. Tô Thương nói tiếp, Vương Dương Minh, hửm, đang nói chuyện, bỗng dưng Tô Thương phát hiện vậy mà không thấy Vương Dương Minh đâu. Vương Dương Minh đâu mất rồi? Tô Thương nhìn không được hỏi. Không để ý. Tô Du Du nhỏ giọng nói, chẳng lẽ ông ấy sợ cho nên đã chạy trốn trước rồi. Chạy trốn. Tô Thương lắc đầu, nếu như ông ấy sợ thật thì ông ta hoàn toàn có thể không tới, không cần phải chạy đến đây một chuyến. Sau khi suy nghĩ vài giây, Tô Thương mở miệng nói, thôi kệ đi, để cho ông ấy đi đi. Du Du, con cứ như lúc trước, cứ yên tâm làm một đứa bé 6 tuổi, vào thời điểm quan trọng rồi hãy ra tay. Vâng, cha, con hiểu rồi. Tô Du Du khẽ gật đầu, cô bé ấy đã chuẩn bị sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào.
Thực lực của mình vẫn là quá yếu rồi, Viêm Long Tiên Đế lại hiểu biết về trận pháp, 108 tòa đại sát trận ở nơi đây, trở nên vô dụng rồi. Sau khi sắp xếp xong tất cả mọi thứ, Tô Thương cười khổ, sau đó lẩm bẩm nói, lúc trước Vương Dương Minh nói, chỉ cần mình dung hợp trí nhớ của ba đời là có thể trở thành trí cường trong thiên hạ. Dung hợp ký ức, mình phải làm thế nào mới có thể khôi phục được trí nhớ lúc trước đây? Tô Thương càng nghĩ càng sốt ruột, anh phải niệm chú thanh tâm vài lần mới khiến cho bản thân tỉnh táo lại. Bình tĩnh. Mình phải bình tĩnh, lo lắng không thể giải quyết bất cứ vấn đề nào. Nghĩ đến đây, Tô Thương khép hờ hai mắt, tự động che đậy tất cả mọi thứ xung quanh. Sau đó anh tập trung tinh thần, bắt đầu suy nghĩ xem làm thế nào để dung hợp trí nhớ của ba đời. Mà Tô Du Du thì đứng ở bên cạnh anh, đôi mắt nhỏ đen láy đang cảnh giác nhìn Viêm Long Tiên Đế, một khi thấy tình hình không ổn thì cô bé ấy sẽ lập tức ra tay. Bốn người Bạch Khởi, Thương Ưởng, Tô Vô Kỵ, Tô Ma đều là chuẩn đế đỉnh phong, lúc trước đã phối hợp với nhau đánh tan thân thể của Phong Khê Thiếu Gia. Nhưng bây giờ, đối thủ của bọn họ là linh hồn thể của Viêm Long Tiên Đế, hơn nữa còn sở hữu kiếm thiên đế. Mặc dù bốn người bọn họ liên thủ lại với nhau, nhưng cũng không thể làm tổn thương được một gì nào đến trạng thái này của Viêm Long Tiên Đế. Thậm chí, Viêm Long Tiên Đế còn giống như đang nhàn rỗi đi bộ, thoải mái dễ chịu, không hề giống như đang chiến đấu, mà giống như đang đùa giỡn với bốn người Tô Vô Kỵ hơn. Điều này làm cho bốn người bọn họ thẹn quá hóa giận, nhưng lại không thể làm gì được. Trong khi đó, dưới núi Cửu Phong, vị đại khủng bố bị xích sắt khóa lại, cảm nhận được thay đổi của Giang Bắc, bỗng nhiên phát ra tiếng cười tà mị. Ha ha ha, đến đây, rốt cuộc ông cũng tới rồi, tôi đã ở đây chờ ông mấy ngàn năm rồi. Đại khủng bố vừa nói, vừa nhìn về phía ba giờ, trong mắt tràn đầy khát vọng. Ngay sau đó, một người đàn ông mặc áo đạo sĩ màu tím, tay cầm phất trần, bước ra khỏi bóng tối. Người này, chính là Vương Dương Minh. Vài phút trước, ông ấy còn ở Đông Sơn, Giang Bắc, mà bây giờ ông ấy đã đi tới núi Cửu Phong. Hai nơi này cách nhau khá xa, nhưng mà, Vương Dương Minh đã bố trí truyền tống trận, cho nên có thể di chuyển một cách nhanh chóng. Tôi đến rồi, như thế cũng có nghĩa là, ông, sẽ không phải là ông không còn là một thân thể độc lập nữa. Lúc này Vương Dương Minh giống như là biến thành một người khác, sắc mặt không chút thay đổi, hai mắt đang nhìn chằm chằm vào vị đại khủng bố đang bị xích sắt giam giữ. Giọng điệu bình thản nói, bây giờ, ông vẫn còn hy vọng tôi xuất hiện chứ? Hy vọng. Vị đại khủng bố nghiêm túc nói, kể từ khi tôi sinh ra linh trí, tôi biết được ý nghĩa của sự tồn tại của mình, tôi đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng. Bổn tôn, ông mau ra tay đi, tôi không muốn chờ thêm một phút đồng hồ nào nữa, tôi muốn dung hợp thành một thể với nhau, dùng chung thân thể đế cảnh này, thay đổi cục diện của thế giới. Vị đại khủng bố thúc giục nói. Được. Vương Dương Minh khẽ gật đầu nói, nếu đã như vậy, vậy bây giờ tôi sẽ bắt đầu. Dứt lời, hai tay Vương Dương Minh thi triển pháp quyết, xung quanh cơ thể phát ra ánh sáng chói lọi, tản ra uy thế khủng bố khiến cho người ta lo sợ. Sau khi trì hoãn vài giây, thân thể Vương Dương Minh lập tức sinh ra lực hút, mà vị đại khủng bố kia thì hóa thành huyết vụ màu đỏ, đang dần tràn vào trong cơ thể Vương Dương Minh. Trạng thái này kéo dài khoảng 3 phút đồng hồ, sau đó, vị đại khủng bố đang bị xích sắt trói buộc đã biến mất không thấy đâu, ở đấy chỉ còn lại một mình Vương Dương Minh. Mà vào giờ phút này, trên người Vương Dương Minh tản ra uy thế ngút trời, nghiễm nhiên đã kế thừa hết tất cả của vị đại khủng bố kia. Ngoại trừ cảnh giới ra, thân thể đế cảnh của vị đại khủng bố cũng bị Vương Dương Minh dùng một loại thủ đoạn quỷ dị, dung hợp thành một thể với ông ấy. Thật ra, Vương Dương Minh và vị đại khủng bố kia là một thể. Vị đại khủng bố dưới núi Cửu Phong là phân thân của Vương Dương Minh mà thôi. Ông ấy tổng cộng có 2 phân thân, mà vị đại khủng bố chỉ là một trong số đó. Nói tóm lại, bây giờ, đế cảnh duy nhất của trái đất, đế cảnh chân chính là Vương Dương Minh. Hình 1. Đế cảnh Vương Dương Minh. Bây giờ trên trái đất, ông ấy sẽ là sự tồn tại vô địch, không có ai có thể là đối thủ của ông ấy. Và điều quan trọng nhất là một phân thân khác của ông ấy ở trái đất thăng cấp thành đế cảnh, bây giờ hai người đã hợp lại thành một. Vương Dương Minh cũng có được đế cảnh áp chế. Chỉ cần ông ấy còn sống, trái đất sẽ không bao giờ xuất hiện đế cảnh thứ hai nữa. Trừ khi có người có thể phá vỡ được quy luật áp chế, làm ngược lại với đạo trời. Nhưng mà khả năng này lại vô cùng nhỏ bé.
vô số năm qua trái đất có nhiều thiên tài vô cùng tài giỏi như vậy, nhưng cũng không làm được điều này, như thế đã đủ chứng minh, muốn phá vỡ đế cảnh áp chế là việc khó khăn thế nào. Mà cho dù thật sự có đế cảnh đi nữa, thì Vương Dương Minh cũng không sợ. Ông ấy đâu chỉ có một phân thân thôi đâu, mà ông ấy còn có một phân thân khác, thực lực càng thêm lớn mạnh. Có thể không khoa trương chút nào khi nói, Vương Dương Minh vào thời khắc đỉnh phong cũng không kém Tổ Long là bao. Thậm chí, sở dĩ Tổ Long thăng cấp lên đế cảnh, đều là do ông ấy cố tình làm ra. Lúc trước Vương Dương Minh cảm nhận được, Tổ Long đang trùng kích đế cảnh, cho nên ông ấy mới nghiền nát hư không, tạm thời rời khỏi trái đất. Chỉ cần ông ấy ra khỏi địa cầu, đế cảnh áp chế tự nhiên sẽ không còn tồn tại nữa, Tổ Long mới có thể thăng cấp đế cảnh thành công. Một phân thân, đế cảnh hậu kỳ. Vương Dương Minh cảm nhận được một ít sức mạnh trong cơ thể mình, vẻ mặt nghiêm túc lẩm bẩm, còn lâu mới đủ, mình muốn mau chóng khôi phục về đế cảnh đỉnh phong, tiếp cận cảnh giới tối cao kia một cách vô hạn. Vì chỉ có như thế, khi mình làm chuyện mình muốn làm, xác suất thành công mới có thể tăng cao. Phân thân thứ hai, xem ra cũng đã đến lúc phải dung hợp, đến lúc đó, người trên thiên hạ có thể đối địch với mình chính là hiếm như mò kim đáy bể. Đợi thêm chút nữa phân thân thứ hai của mình sẽ chạy tới nhanh thôi. Mình chỉ cần chờ ở đây là được. Nghĩ như vậy, Vương Dương Minh ngẩng đầu, nhìn thoáng qua bên trên, bình tĩnh nói, trước khi dung hợp phân thân thứ hai, mình còn phải giải quyết một chuyện. Dứt lời, Vương Dương Minh tâm niệm vừa động, thân thể đã xuất hiện ngay bên trên cung điện dưới đất. Ở vị trí trung tâm nơi này có một cái quan tài băng, trong quan tài, có một cô gái với nhan sắc khuynh nước khuynh thành. Cơ thể lạnh như băng nằm trong đó. Hiên Viên Thần Am. Vương Dương Minh đứng cách 3 mét, ánh mắt dừng trên quan tài băng, ông ấy thản nhiên nói, cô trấn áp phân thân của tôi đã nhiều năm, nhưng đáng tiếc, cô đã không áp chế được tôi. Hôm nay, đã đến lượt tôi thống trị tất cả mọi thứ. Hiên Viên Thần Am, chính là Thiên Sơn Tuyết. Trước đây, khi Hiên Viên Thần Am tiến vào địa cầu, đã lựa chọn tiến vào luân hồi, ảnh hưởng bởi nhân quả của Tổ Long. Sau khi cô ấy suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng quyết định sinh ra ở núi Cửu Phong, đương nhiên đã cân nhắc đến vị đại khủng bố bên dưới núi Cửu Phong. Khi đó, Hiên Viên Thần Am đã nhận ra, bên dưới núi Cửu Phong có đế cảnh, hơn nữa còn là đế cảnh sinh ra và lớn lên ở trái đất, có đế cảnh áp chế. Nói cách khác, đó là đế cảnh duy nhất của trái đất. Hơn nữa xung quanh cơ thể thân phân của Vương Dương Minh kia có ma khí bao trùm, nhưng đã bị trận pháp mạnh mẽ phong ấn. Hiên Viên Thần Am cho rằng, chuẩn đế duy nhất của trái đất cũng không phải là người tốt lành gì, cho nên lúc đó cô ấy đã suy nghĩ thật lâu, cuối cùng quyết định đáp xuống núi Cửu Phong. Nếu như vị đại khủng bố nằm bên dưới núi Cửu Phong có mầm mống gây tai họa cho trái đất, vậy thì cô ấy sẽ dùng sức mạnh cơ thể của mình tiến hành trấn áp. Cho nên, nửa năm trước, vị đại khủng bố dưới núi Cửu Phong đã bắt đầu nóng lòng, cho nên Thiên Sơn Tuyết đã dứt khoát lựa chọn ngủ say trong quan tài băng. Hy sinh bản thân để gia tăng phong ấn. Mặc dù vào khoảng thời gian đó, cô ấy không hề khôi phục trí nhớ, thậm chí cho đến bây giờ, Thiên Sơn Tuyết cũng không hề khôi phục trí nhớ của Hiên Viên Thần Am. Thế nhưng trong đầu cô ấy có một giọng nói cho cô ấy biết, cô ấy phải làm như vậy. Hơn nữa, chỉ cần làm như vậy, thì mới có thể hóa giải mối nguy cơ bên dưới núi Cửu Phong trong thời gian ngắn, bao vây vị đại khủng bố ở bên dưới. Hình 1. Kiếp trước cô rất mạnh. Không thua gì Tổ Long, cho dù có là thời kỳ đỉnh cao của tôi cũng chưa chắc thắng được cô. Lúc này, Vương Dương Minh nhìn chằm chằm vào Thiên Sơn Tuyết đang ngủ say, thản nhiên nói, thế nhưng bây giờ, nếu như tôi giết chết cô cũng không phải là chuyện gì khó cả. Nói xong, Vương Dương Minh bắt đầu hội tụ linh khí trong tay, ngay sau đó chợt đánh về phía Thiên Sơn Tuyết. Gào, ngay sau đó, một con linh khí trường long gào thét bay ra khỏi tay ông ấy, mang theo uy thế khủng bố, tấn công Thiên Sơn Tuyết. Thiên Sơn Tuyết đang ngủ say, không hề cảm nhận được nguy hiểm. Đôi mắt xinh đẹp khép hờ, hô hấp vững vàng, không có dấu hiệu tránh né. Với sức mạnh của Vương Dương Minh, một khi đòn tấn công này đánh trúng Thiên Sơn Tuyết, cơ thể Thiên Sơn Tuyết chắc chắn sẽ biến thành máu thịt, bạo thể mà chết. Bù! Nhưng ai ngờ, ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, lại có một luồng sức mạnh to lớn bay ra từ trong cơ thể Thiên Sơn Tuyết. Lúc này, cả Thiên Sơn Tuyết và cả quan tài băng đều bị một luồng ánh sáng vàng bao trùm. Luồng ánh sáng màu vàng này tản ra uy thế khủng bố, nuốt chửng lấy linh khí trường long của Vương Dương Minh. Hơn thế nữa,
luồng ánh sáng màu vàng này không hề tan biến, từ đầu đến cuối đều vẫn luôn bảo vệ cho Thiên Sơn Tuyết, ánh sáng vàng chiếu chói lọi xung quanh. Đế khí hộ thể. Vương Dương Minh thấy vậy, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười, khó trách sao cô lại dám tiến vào luân hồi. Cô thông minh hơn Tô Thương, thế mà vẫn luôn giấu đế khí trong cơ thể mình. Có điều, như thế thì đã sao? Cô đang ngủ say, lại không có sức mạnh, tôi có thể liên tục tấn công, một lần không thành công, vậy thì 10 lần, 100 lần. Vương Dương Minh thản nhiên nói, cứ như vậy, cho dù đế khí của cô có kiên cố hơn đi nữa, cuối cùng cũng sẽ bị ta đánh sập. Đến lúc đó, Hiên Viên Thần Am, cô chắc chắn sẽ chết trong tay tôi, không nghĩ tới đệ nhất nữ thiên tài muôn thuở lại bị tôi chém chết. Vương Dương Minh cười lắc đầu, sau đó bắt đầu điều khiển sức mạnh, hết lần này đến lần khác tấn công luồng ánh sáng màu vàng. Vương Dương Minh liên tục tấn công, sức mạnh của mỗi một đòn tấn công cũng dần tăng lên. Dần dần, luồng ánh sáng màu vàng bắt đầu yếu ớt, lâu dần về sau, chắc chắn sẽ không chịu nổi sự tàn phá của Vương Dương Minh. Chấm chấm chấm. Lúc này, trang viên nhà họ Tô, Giang Bắc. Lý Nguyệt dừng chân ở bên ngoài trang viên nhà họ Tô, cảm nhận được Giang Bắc bởi vì linh khí đang chậm rãi thức tỉnh mà xảy ra thay đổi, khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy lo lắng. Bây giờ cô đã biết tất cả về Tô Thương. Hội võ Bách Tông, Tô Thương giành được vị trí cao nhất, thành công khởi động cải biến giới luyện võ, dùng quà tặng của cải biến giới luyện võ giúp cho 10 vị trí một triều đại bạo phát, thăng cấp lên cảnh giới võ tôn. Mà trong 10 người này, chắc có lẽ cô là một trong số đó. Về chuyện này Lý Nguyệt đã phản ứng lại. Bản thân cô vốn dĩ cũng bình thường, chỉ vừa mới đặt chân vào hàng ngũ luyện võ cổ đại mà thôi, không có gì đặc biệt cả, vậy thì sao có thể bỗng nhiên vượt qua mấy cảnh giới lớn, bước thẳng vào võ tôn chứ? Rất rõ ràng, Tô Thương đã cho cô một vị trí trong đó. Nhớ lại lúc trước bản thân còn giả vờ ở trước mặt Tô Thương, mà Tô Thương còn phối hợp với cô, Lý Nguyệt vừa tức vừa cười, nhưng nhiều hơn thế là thỏa mãn và ấm áp. Với lại, nửa năm nay Tô Thương bế quan, sau khi xuất quan, dưới núi Cửu Phong đã chém giết người ngoại cực đến đây, làm chấn động cả thiên hạ. Có thể không khoa trương chút nào khi nói, thực lực của Tô Thương đã vô cùng mạnh. Trong lòng Lý Nguyệt vô cùng tự hào, quả nhiên người đàn ông mình nhìn chúng, không hề kém cỏi. Thật ra về những tin tức này, nếu như Lý Nguyệt đi hỏi thăm là rất dễ dàng có thể nghe được. Sao sao chuyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên app Tam Linh 247. Nếu bạn đọc ở các trang web khác, đó là tamlins247.vn. Vui lòng đọc tại app Tam Linh 247 để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất. Chẳng qua nửa năm nay, Lý Nguyệt vẫn luôn che giấu thực lực, không hòa nhập vào vòng tròn của giới luyện võ cổ đại, mà sống trong vòng tròn của chính mình, cho nên không biết những điều này. Nhưng bây giờ đông đảo những người luyện võ cổ đại và người tu chân tập hợp ở Giang Bắc, hơn nữa linh khí thức tỉnh cũng đang chậm rãi khởi động, Giang Bắc xảy ra thay đổi quá lớn, linh khí cũng trở nên vô cùng dồi dào. Lúc này, rất nhiều người đang bàn luận về chuyện đang xảy ra ở Đông Sơn, đương nhiên không tránh khỏi nhắc tới Tô Thương. Lý Nguyệt cũng bởi vậy nên mới biết được đủ mọi chuyện của Tô Thương, biết được Tô Thương đang cố gắng vì linh khí thức tỉnh, những nhân vật lớn mạnh của ngoại vực rất có thể sẽ ngăn cản. Đến lúc đó không thể tránh khỏi một trận chiến đấu ác liệt, Lý Nguyệt lo lắng không yên. Tô Thương, anh đừng có xảy ra chuyện gì đấy. Lý Nguyệt nhìn về hướng Đông Sơn, trong lòng không ngừng cầu phúc cho Tô Thương, đồng thời cũng ảo não chính mình, cũng tại thực lực của em quá kém, không giúp được gì cho anh, em sẽ luôn ở nơi này, chờ anh trở về. Chấm chấm chấm. Lúc này, động phủ Đông Sơn. Đông đảo người tu chân đứng ở bên ngoài sớm đã từ bỏ lòng tranh đoạt căn nguyên linh khí. Không còn cách nào khác. Người bên trong quá mạnh, hoàn toàn vượt ra ngoài tưởng tượng của bọn họ, bất cứ người nào, chỉ với một ngón tay là đã có thể nghiền ép tất cả bọn họ. Thế thì sao bọn họ có thể đối đầu đây? Có thể trở thành người mạnh ở trái đất đã là biết thời thế, đương nhiên sẽ không làm ra chuyện ngu ngốc. Bây giờ, bọn họ cũng không có tránh xa ra, mà là tới gần cửa động phủ. Khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển công pháp của bản thân tiến vào trạng thái tu luyện. Mặc dù ở hiện trường có rất nhiều người, nhưng bọn họ không hề lo lắng về việc bị ám hại. Bởi vì lúc này, không có ai dám ra tay hại người khác, nếu không sẽ trở thành mục tiêu của mọi người, bị mọi người hợp sức tấn công, cho dù có là trâu bò đi nữa cũng phải nuốt hận.
Về phần người luyện võ cổ đại đang có mặt ở đó, vẫn có chút không muốn từ bỏ ý định, bọn họ canh giữ ở bên ngoài động phủ, muốn xem thử xem có thể kiếm được lợi ích gì hay không. Linh khí đang thức tỉnh từng chút một, đối với người tu chân mà nói, đã kiếm lợi được rồi, bọn họ có thể nhân cơ hội này thăng cấp đột phá, dù sao ở đây linh khí cũng dồi dào như vậy. Nhưng đối với người luyện võ cổ đại mà nói lại không hề tốt chút nào, cái đang thức tỉnh là linh trí, hoàn toàn không liên quan đến chân khí. Bọn họ đi tới Giang Bắc, ẩn náu đã lâu như vậy, không muốn cứ như vậy mà rời đi, cho nên vẫn còn canh giữ ở bên ngoài. Rốt cuộc bên trong đã xảy ra chuyện gì, sao lại trở nên yên tĩnh vậy? Linh khí cũng không còn tuôn ra nữa, chẳng lẽ đã dừng lại rồi? Có phải những người mạnh bên trong đã đồng quy vu tận rồi hay không? Cũng không loại trừ khả năng này, không thì chúng ta cứ đi vào xem thử, lỡ như có chuyện như vậy, vậy chẳng phải chúng ta sẽ kiếm được món lợi lớn rồi sao? Có người đề nghị đi vào động phủ xem thử tình hình, lúc đầu thì không có ai hưởng ứng. Thế nhưng một lát sau, có mấy người cuối cùng cũng không có ngăn được sự hấp dẫn, lựa chọn tiến vào động phủ tìm hiểu xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cứ như vậy, khoảng 7-8 người tiến vào trong động phủ, thật cẩn thận mò mẫm đi về phía trước. Nhưng đáng tiếc, bọn họ vừa mới đi sâu vào một chút đã rơi vào đại sát trận trong động phủ. Xoạt xoạt xoạt. Trong thoáng chốc, vô số mũi dao linh khí xông tới tấn công bọn họ, cảnh tượng tàn sát khốc liệt. Chỉ vỏn vẹn trong một hô hấp mà thôi, toàn bộ 7-8 người tiến vào động phủ ban nãy đều chết oan uổng. Hình 1. Thậm chí bạn họ còn chưa kịp phản ứng lại, ngay cả lời trăng trối trước khi chết còn chưa kịp nói, mà đã về chầu ông bà. Đằng sau có mấy người tiến vào động phủ, nhưng sau khi nhìn thấy thi thể của bọn họ thì lập tức hoảng sợ, vội vàng lùi lại, lúc này mới giữ được tính mạng. Đến lúc này, không còn ai dám có ý đồ với động phủ nữa, còn những người luyện võ cổ đại kia thì rời khỏi nơi này. Bọn họ ở lại cũng không có ý nghĩa gì, nơi này cũng không phải nơi bọn họ có thể tranh giành quyền lợi. Chỉ có người tu chân ở lại, mượn luồng linh khí rồi rào tản ra từ trong động phủ tăng cường sức mạnh bản thân. Ngay tại thời điểm này, sâu trong động phủ, bí cảnh sa mạc hoang vu, bốn người Tô Vô Kỵ, Tô Ma, Bạch Khởi và Thương Ưởng đang hợp sức đối đầu với Viêm Long Tiên Đế. Không ai trong bốn người bọn họ là giữ lại một phần sức mạnh, mà tất cả bọn đều đánh nhau bằng cả tính mạng, nhưng đáng tiếc là, bọn họ vẫn không phải là đối thủ của Viêm Long Tiên Đế, bị Viêm Long Tiên Đế đánh cho tháo chạy liên tục. Ha ha! Lúc này, Viêm Long Tiên Đế bước lùi bốn người bọn họ. Đứng trên không trung, ông ta cười gằn nói, với sức mạnh của bổn đế, giết chết hết bốn người mấy người cũng không phải là chuyện khó khăn. Mấy người dây dưa được với bổn đế lâu như vậy chỉ là bổn đế đang làm quen với trạng thái linh hồn thể mà thôi, nếu không, chỉ với một kiếm, bổn đế đã có thể giết sạch mấy người. Viêm Long Tiên Đế khinh thường cười nói, nhưng mà, dừng lại ở đây đi, bổn đế đã thích ứng xong rồi, không cần phải đánh tiếp nữa đâu. Dứt lời. Viêm Long Tiên Đế cầm kiếm Thiên Đế kiếm, dứt khoát vung ra. Keng! Ngay lập tức, thanh kiếm phát ra tiếng, một đường kiếm quang lạnh thấu xương theo với luồng sức mạnh khủng bố của người mang theo nó, lập tức bổ xuống. Phụt! 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 Thoáng chốc, bốn người Tô Vô Kỵ, Tô Ma, Bạch Khởi và Thương Ưởng đều bị kiếm quang chém cho bị thương, ai nấy cũng đều nặng nề ngã xuống đất, phun ra một ngụm máu, hoàn toàn mất đi năng lực chiến đấu. Huyền Thiên Tiên Đế nói không sai, với trạng thái bây giờ của tôi thì không nào điều khiển kiếm Thiên Đế liên tục, nhưng có một chỗ cậu ta đã nhìn nhầm rồi, đó chính là cậu ta đã đánh giá tôi quá thấp rồi. Viêm Long Tiên Đế nhìn thoáng qua bốn người bị thương nặng, ông ta khẽ cười nói, chỉ bằng với mấy người, cho dù có hợp sức lại với nhau thì cũng không thể ngăn được một đòn dồn hết sức mạnh của tôi. Sau khi nói xong, ánh mắt Viêm Long Tiên Đế dừng trên người Tô Thương, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Thế nhưng sau đó lại nói, ha ha, Tô Thương, nước tới chân mới nhảy, bây giờ cậu lại đột quá thì cũng đã quá muộn rồi. Cậu đặt chân vào cảnh giới độ kiếp thì đã thế nào, trên độ kiếp là chuẩn đế, sau chuẩn đế mới là đế cảnh, chênh lệch giữa tôi với cậu vẫn còn vô cùng lớn. Độ kiếp? Không sai. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy, nhưng Tô Thương đã thăng cấp thành công, đặt chân vào cảnh giới độ kiếp. Vốn dĩ anh đã là cảnh giới hóa thần đỉnh phong. Hơn nữa nguồn tài nguyên lại dồi dào, lại còn có linh hồn tiên đế, cho nên không cần quan tâm đến bình cảnh cùng cảm ngộ, có thể thăng cấp bất cứ lúc nào.
nhưng Tô Thương không muốn thăng cấp như gió, mà anh muốn vững vàng từng bước, vì như thế mới có thể gia tăng cơ hội đột phá lên đế cảnh sau này. Nhưng vừa rồi, Tô Thương vẫn luôn suy nghĩ mãi, anh không biết rốt cuộc phải làm thế nào thì mới có thể khiến cho bản thân dung hợp trí nhớ của cả ba đời. Anh đoán không ra, cho nên sau một hồi nghĩ tới nghĩ lui, anh quyết định cứ thăng cấp cảnh giới của mình trước đã. Có lẽ cần phải đạt tới cảnh giới nhất định, thì anh mới có thể mở ra ký ức bị phong ấn sâu trong đầu mình. Thế nhưng thật đáng tiếc, Tô Thương đã đoán sai rồi. Dù anh đã đặt chân vào cảnh giới độ kiếp, nhưng trong đầu anh vẫn không có thêm một chút ký ức nào. Nhưng những vết thương trước đó của Tô Thương vào giờ này đã khôi phục hoàn toàn. Viêm Long Tiên Đế. Lúc này, Tô Thương đứng lên, anh nghênh đón ánh mắt của Viêm Long Tiên Đế, bình tĩnh nói, tôi muốn biết, rốt cuộc ông đang nhớ nhung điều gì ở trái đất vậy, là cách để đặt chân lên đế cảnh sao? Hình 1. Không sai. Viêm Long Tiên Đế gật đầu nói, trái đất nơi đây, người giỏi đất thiêng, đã từng sinh ra không ít đế cảnh. Tôi khống chế nơi này là vì muốn xem thử xem rốt cuộc thì trái đất có điều gì thần kỳ. Nếu đã như vậy, vậy thì sao ông lại muốn ngăn cản linh khí thức tỉnh? Tô Thương nói tiếp, chắc ông cũng biết trái đất đã tiến vào giai đoạn suy yếu, nếu như không có gì ngoài ý muốn thì sau đó chắc chắn sẽ hủy diệt, sau đó là mở lại kỷ nguyên. Trái đất sắp bị hủy diệt rồi, vậy thì sao ông có thể nghiên cứu được nơi này, chỉ bằng ông cứ để cho linh khí thức tỉnh, xoay chuyển đất trời, tạo ra một trái đất hưng thịnh, để cho ông nghiên cứu. Tô Thương đề nghị. Ha ha! Huyền Thiên Tiên Đế, bộ cậu cho rằng tôi là tên ngốc sao? Viêm Long Tiên Đế cười lạnh nói, nếu như trái đất thật sự tiến vào thời kỳ Hoàng Kim, đế cảnh áp chế biến mất, chắc chắn sẽ sinh ra nhiều vị đế cảnh khác, thế thì sao tôi có thể khống chế hết tất cả được? Và lại, thật ra lần này tôi tới trái đất ngăn cản linh khí thức tỉnh là vì nhận được mệnh lệnh của người, không làm không được. Viêm Long Tiên Đế nhìn về phía Tô Thương, cười châm chọc nói, Huyền Thiên Tiên Đế, cậu có thể đoán ra, rằng tôi nhận được mệnh lệnh từ ai không? Do người khác sao? Ánh mắt của Tô Thương hướng về Viêm Long Tiên Đế, anh nhíu mày nói, là ai? Ha ha! Viêm Long Tiên Đế cười, ông ta nói, chuyện đã đến nước này, có nói cho cậu biết thì cũng chẳng sao. Người này, chắc có lẽ cậu có quen biết, chính xác mà nói, thật ra là bản thân tôi, là một tôi khác. Huyền Thiên Tiên Đế, tôi tin với trí thông minh của cậu, chỉ cần tôi nói như vậy chắc cậu cũng đã nghe hiểu rõ. Sao? Tô Thương dừng một chút, sau đó thăm dò nói, ý của ông là, ông có phân thân. Không. Viêm Long Tiên Đế lắc đầu nói, tôi, chính là phân thân, người mà tôi nói đến, là bổn tôn của tôi. Thao túng trái đất là kế hoạch của bổn tôn, toàn bộ mọi thứ đều là sự sắp xếp của bổn tôn. Phân thân. Tô Thương đón nhận ánh mắt của Viêm Long Tiên Đế, anh khó hiểu nói, từ trước cho tới nay, Viêm Long Tiên Đế mà tôi biết, chỉ là một phân thân. Không sai. Lúc này đây, Viêm Long Tiên Đế khẽ gật đầu, sau đó mở miệng nói, từ vô số năm về trước, tôi đã phân tách ra, bổn tôn tổng cộng có 2 phân thân, mà tôi chỉ là một trong số đó. Tôi thừa kế cơ thể của bổn tôn, cho nên vẻ ngoài của tôi và bổn tôn giống y hệt nhau. Viêm Long Tiên Đế cười khẽ, ngay sau đó nói đến đây, nói vậy chắc có lẽ cậu đã đoán được bổn tôn của tôi là ai rồi chứ? Vương Dương Minh. Tô Thương không hề do dự, anh lập tức nói ra tên Vương Dương Minh. Bởi vì, từ lần đầu tiên khi anh nhìn thấy Vương Dương Minh, anh đã nhận ra dáng vẻ của Vương Dương Minh giống với Viêm Long Tiên Đế, quả thực là từ một khuôn đúc ra. Nhưng hơi thở trên người Vương Dương Minh và Viêm Long Tiên Đế lại chênh lệch quá lớn, hoàn toàn không giống nhau. Hơn nữa Vương Dương Minh là đệ nhất đạo giáo, mặc áo bào tím, coi như là không để lộ chút sơ hở. Đã tham gia và sắp đặt của Huyền Thiên Tiên Đế năm đó. Cho nên, Tô Thương chỉ giữ một chút nghi ngờ đối với Vương Dương Minh, trước khi mọi việc còn chưa rõ ràng, anh cũng không thể hiện ra ngoài, làm bộ như không nhìn ra, vẫn trước giờ vẫn luôn duy trì cảnh giác với Vương Dương Minh. Cũng bởi vì nguyên nhân ngoại hình đó, mà sau khi gặp ông cố của mình là Tô Vô Kỵ, mà Tô Thương mới như có như không hỏi ông ấy rằng Vương Dương Minh có đáng tin cậy hay không. Nhưng ông cố lại trả lời rất chắc chắn, trên đời này ai cũng có thể không tin, nhưng không thể không tin Vương Dương Minh. Và đương nhiên, những lời này là lời mà Huyền Thiên Tiên Đế nói, cũng chính là Tô Thương kiếp trước. Hình 1. Từ đó trở đi, Tô Thương không còn nghi ngờ Vương Dương Minh nữa,
bởi vì anh tin chắc, phán đoán khi bản thân là huyền thiên tiên đế nhất định sẽ không sai. Thế nhưng chuyện cho tới bây giờ anh đột nhiên từ trong miệng Viêm Long tiên đế biết được. Vương Dương Minh lại là bản thể của Viêm Long tiên đế, điều này khiến cho Tô Thương có một cảm giác bị lừa gạt. Viêm Long tiên đế vẫn luôn có ý đồ với trái đất, thật ra chỉ là một phân thân, mà chân chính khống chế tất cả mọi thứ lại là bản thể Vương Dương Minh. Tin tức này khiến Tô Thương tạm thời chưa thể tiếp nhận nổi. Nhưng đến bước này, quả thật Viêm Long tiên đế cũng không cần phải lừa gạt anh làm gì. Bởi vì, Viêm Long tiên đế nắm toàn bộ nơi này trong tay, trong góc nhìn của Viêm Long tiên đế, ông ta có thể dễ dàng xóa bỏ Tô Thương. Mà nếu đã như vậy, vậy thì Viêm Long tiên đế cần gì phải làm nhiều việc như vậy, bịa đặt nói dối để lừa mình. Nghĩ như vậy, nhất định lời của Viêm Long tiên đế là sự thật. Hơn nữa, vừa rồi trước khi bốn người Bạch Khởi và Thương Uyển nghênh chiến Viêm Long tiên đế, Vương Dương Minh cũng bỗng nhiên biến mất không thấy đâu. Lúc trước trong cơ thể Phong Khê thiếu gia có ẩn chứa một phần hồn phách của Viêm Long tiên đế, nhưng cũng bị Vương Dương Minh thu đi. Mặc dù Vương Dương Minh từng nói cho Tô Thương biết rất nhiều bí mật, nhưng vừa nói đến bí mật chân chính thì ông ấy lại ấp a ấp úng. Ví dụ như làm sao để mở khóa ký ức của Thiên Sơn Tuyết, làm sao thì Tô Thương mới có thể dung hợp trí nhớ của ba đời. Về những vấn đề quan trọng có thể làm thay đổi kết cục lúc này, thì Vương Dương Minh lại không hề nhắc đến một chữ nào. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, Vương Dương Minh này không đơn giản, chắc chắn là đang âm mưu cái gì đó. Không sai, chính là Vương Dương Minh. Viêm Long tiên đế cười nói, bản thể của tôi, chính là nhân vật của thời kỳ cổ xưa, Tổ Long ở trước mặt ông ấy cũng chỉ là một tên nhóc hậu bối mà thôi. Sao chuyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên app Metruin Hot? Nếu bạn đọc ở các trang web khác, đó là metruinhot.vn. Vui lòng đọc tại app Metruin Hot để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất. Tô Thương, tôi thấy cậu có thể khống chế được chìa khóa của Đông Phủ, theo như tôi được biết, đó chắc là đế khí của Tổ Long. Viêm Long tiên đế nói tiếp, bây giờ tôi đã hiểu, nếu như tôi không đoán sai, chắc chắn cậu là Tổ Long hơn 2.000 năm trước, nghiền nát hư không rời khỏi trái đất đúng chứ? Hơn 2.000 năm trước, cậu tiến vào ngoại vực, chắc có lẽ là nhầm lẫn thời không, đến ngoại vực 10 vạn năm trước, đạt được thành tựu huyền thiên tiên đế, cho nên mới có chút qua lại với tôi. Viêm Long tiên đế cười châm chọc, ông ta nói, thế nhưng những điều này đã không còn quan trọng. Hôm nay, tôi sẽ xóa sổ cậu, cắt đứt hoàn toàn bố cục sắp đặt nhiều năm của cậu, từ đó khống chế trái đất một cách triệt để, nô dịch tất cả của nơi này. Viêm Long tiên đế cười lạnh nói, đến lúc đó, có lẽ tôi sẽ đạt được tư cách độc lập, triệt để thoát khỏi trói buộc của bổn tôn, trở thành một cá nhân độc lập. Mặc kệ cậu có là Tổ Long, hay là huyền thiên tiên đế, hay là Tô Thương đi chăng nữa, cũng chịu chết đi. Dứt lời, Viêm Long tiên đế híp mắt lại, lạnh lùng nhìn Tô Thương. Sau đó ông ta thẳng tay chém ra một kiếm, định sẽ xóa sổ Tô Thương. Thật ra, với trạng thái trước mắt của ông ta, có thể sử dụng kiếm thiên đế liên tục. Nhưng nếu muốn sử dụng kiếm thiên đế phát huy thực lực chỉ đế cảnh mới thì lại tương đối khó khăn, chỉ có 5 cơ hội mà thôi. Lúc nãy ngưng động không gian, ngăn cản linh khí thức tỉnh được tiến hành, Viêm Long tiên đế đã dùng hết một lần. Sau đó dùng một kiếm đánh bại bốn người Tô Vô Kỵ và Tô Ma, lại dùng hết một lần. Bây giờ, ông ta vẫn còn có thể huy động kiếm thiên đế 3 lần, vốn dĩ ông ta định giữ lại, chờ đến khi gặp phải bản thể, sẽ không bị động như vậy. Nhưng vừa nghĩ đến người mình muốn giết là Tô Thương, Viêm Long tiên đế lại không hề chần chờ. Ông ta sử dụng sức mạnh đế cảnh lần thứ 3, định sẽ đánh một đòn đoạt mạng, tránh cho xảy ra nhiều chuyện. Chẳng qua Tô Thương chỉ là cảnh giới độ kiếp mà thôi, đối mặt với một kiếm của Viêm Long tiên đế, anh sẽ không có sức lực đánh trả. Không cho phép ông làm tổn thương cha tôi. Nhưng đúng vào lúc này, Tô Du Du mặc Thâm Hải Chi Lam, cô bé ấy tung người đứng lên, chắn trước người Tô Thương. Keng! Thoáng chốc, sau một tiếng kiếm vang lên, kiếm quang do Viêm Long tiên đế đánh ra, đánh thẳng vào Thâm Hải Chi Lam. Vù! Trong phút chốc, Thâm Hải Chi Lam phóng xuất ra một luồng năng lượng mạnh mẽ, tiếp nhận kiếm quang của kiếm thiên đế đánh ra. Phù! Tô Du Du chỉ lui về sau 2 bước, trên trán chảy ra một tầng mồ hôi lạnh, hơi thở thoáng có chút dồn dập, ánh sáng trên Thâm Hải Chi Lam rõ ràng cũng đã suy yếu đôi chút. Có thể nhìn ra được, Tô Du Du nhận lấy một kiếm này, thoáng có chút gắng gượng.
Hửm, đế khí phòng ngự mạnh thật đấy. Ánh mắt Viêm Long Tiên Đế rơi lên Thâm Hải Chi Lam, biểu cảm vô cùng ngạc nhiên, nhóc con, coi như tôi đã xem thường nhóc, không ngờ tới nhóc lại có loại đế khí mạnh mẽ này. Thế nhưng thật đáng tiếc, thực lực của nhóc quá yếu, cho dù có được đế khí phòng ngự thì cũng vô dụng, nhiều nhất là chỉ có thể kéo dài một lát mà thôi. Viêm Long Tiên Đế nhìn về phía Tô Du Du, cười lạnh nói, nghe lúc nãy cô bé xưng hô với Tô Thương, vậy cô bé là con gái của cậu ta à? Không tệ, dũng cảm đứng ra cứu cha mình khiến cho người ta cảm động, nhưng mà dừng lại ở đây được rồi. Huyền Thiên Tiên Đế, cậu thật là vô dụng, lại muốn con gái bảo vệ mình, ha ha ha. Ánh mắt Viêm Long Tiên Đế lộ ra tia hung ác, ông ta cười lạnh nói, nếu đã như vậy, tôi sẽ cho cậu tận mắt nhìn thấy con gái của cậu chết trong tay tôi ra sao. Nói xong, Viêm Long Tiên Đế lập tức bắt đầu tấn công lần nữa, nhưng ông ta không sử dụng sức mạnh đế cảnh, mà chỉ cầm kiếm Thiên Đế trong tay, bắt đầu tấn công bình thường. Đồ khốn nạn! Tô Du Du thấy vậy, cắn răng dứt khoát nghênh đón. Cô bé ấy dựa vào sức mạnh của Thâm Hải Chi Lam, bắt đầu tranh đấu với Viêm Long Tiên Đế. Du Du, con không phải là đối thủ của ông ta, hãy mau trở về. Tô Thương vội vàng ngăn cản con gái mình, nhưng đáng tiếc Tô Du Du không hề nghe, quật cường chiến đấu với Viêm Long Tiên Đế. Bởi vì Tô Du Du nhìn ra, tên khốn nạn trước mắt này quá lợi hại, chỉ có bản thân dựa vào Thâm Hải Chi Lam mới có thể đánh một trận, cha mình vốn dĩ không có cơ hội nhúng tay vào. Ký ức ba đời, rốt cuộc làm sao mới có thể dung hợp đây? Tô Thương cảm nhận sâu sắc được sự bất lực của bản thân, anh khoanh chân ngồi trên đất, vô cùng lo lắng. Bệ hạ, ký ức về Tổ Long, thuộc hạ và Bạch Khởi sư đệ có thể chia sẻ một phần với ngài. Lúc này, Thương Ưởng cắn răng, cố gắng chống đỡ thân thể đang bị thương nặng của mình đi tới, mở miệng đề nghị, không bằng ngài hãy nhớ lại một chút trước đã, nói không chừng nhận được dẫn dắt, từ đó có thể thức tỉnh được toàn bộ ký ức. Đây cũng là một ý kiến hay, bây giờ cũng không có cách nào khác, thử một lần vậy. Tô Thương nghe vậy, gật đầu đồng ý. Sư phụ, Tô Vô Kỵ ở bên cạnh cũng nói, con và Tô Ma cũng có một phần ký ức về người ở đời thứ hai Huyền Thiên Tiên Đế, đó chắc có lẽ là một phần người còn thiếu. Chúng tôi cũng chia sẻ cho người, bây giờ lập trường của Vương Dương Minh vẫn chưa đủ rõ ràng, nhưng nếu như người thức tỉnh toàn bộ ký ức của Huyền Thiên Tiên Đế, chắc chắn có thể biết được hơn 100 năm, Huyền Thiên Tiên Đế và Vương Dương Minh đã nói chuyện với nhau như thế nào. Được, hãy chia sẻ cho tôi. Tô Thương gật đầu, thúc giục nói, nhanh lên, Du Du không chống đỡ được lâu đâu. Thực lực của Vương Dương Minh quá mức mạnh mẽ, cho dù không dùng đến năng lực đế cảnh đi chăng nữa, thì trong vòng 3 năm phút chắc hẳn cũng có thể phá vỡ được phòng ngự của Thâm Hải Chi Lam. Thâm Hải Chi Lam có thể ngăn cản tấn công của đế cảnh trung kỳ và hậu kỳ, nhưng cũng không thể cứ ngăn cản mãi được, đây chỉ dùng để bảo vệ tính mạng, thời khắc quan trọng có thể cứu mạng. Nhưng Viêm Long Tiên Đế mỗi một lần tấn công, đều đánh vào cùng một chỗ trên Thâm Hải Chi Lam. Cái này cũng giống như nước chảy đá mòn vậy, nhiều lần như vậy, cho dù Viêm Long Tiên Đế có ở điểm giới hạn của đế cảnh, thì vẫn có thể đánh xuyên Thâm Hải Chi Lam, bởi vậy thời gian rất gấp rút. Bốn người Tô Vô Kỵ đương nhiên cũng nhận ra điều này, bọn họ vội vàng thi triển pháp quyết, chia sẻ ký ức của mình về Tổ Long và Huyền Thiên Tiên Đế cho Tô Thương. Bốn luồng ánh sáng gần như là cùng một thời điểm tiến vào trong đầu Tô Thương. Tô Thương duy trì tư thế ngồi khoanh chân, tiếp nhận bốn phần ký ức này. Vài phút trôi qua, Tô Thương đã sớm đã dung hợp ký ức của bốn người Tô Vô Kỵ về mình, trong đầu có rất nhiều hình ảnh, nhưng đáng tiếc vẫn vô ích như cũ, anh vẫn chỉ biết được phần ký ức mà bốn người bọn họ chia sẻ cho anh, còn những ký ức khác vẫn không thể nào thức tỉnh được. Cho dù Tô Thương vắt hết óc, nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Đúng lúc này, Viêm Long Tiên Đế không muốn dây dưa nữa, cho nên dùng hết cơ hội sử dụng năng lực đế cảnh lần thứ tư. Ông ta chém ra một kiếm, kiếm quang rơi lên Thâm Hải Chi Lam, chung một vị trí với đòn tấn công lúc nãy. Trong vòng vài phút, Viêm Long Tiên Đế đã đánh ra hơn 1000 lần tấn công đối với vị trí này của Thâm Hải Chi Lam, bởi vì nơi này đã có vết nứt. Theo một kiếm mạnh nhất của Viêm Long Tiên Đế hạ xuống, uy áp đế cảnh hạ xuống, dứt khoát phá vỡ Thâm Hải Chi Lam. Cơ thể Tô Du Du lập tức ngã xuống, máu nhuộm cả một mảng bầu trời. Du Du, Tô Thương nhận ra, vội vàng bay lên trời bắt lấy Tô Du Du, ôm con gái vào lòng. Sau khi rơi xuống đất, vẻ mặt Tô Thương lo lắng, ân cần hỏi han, Du Du,
con cảm thấy thế nào, con không sao chứ? Phụt! Tô Du Du há mồm phun ra một vũng máu, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu có chút trắng bệch, rõ ràng đang rất thống khổ, nhưng lại cố gắng cười nói cha, con. Khụ, con không sao, con. Còn chưa dứt lời, Tô Du Du đã chìm vào hôn mê. Du Du, Tô Thương ôm Tô Du Du, đau lòng kêu to. Chủ nhân, tiểu chủ nhân không có gì đáng ngại, ngài không cần lo lắng. Đúng lúc này, giọng của Tiểu Lam truyền đến, nhưng cũng có vẻ vô cùng suy yếu, chỉ là, chỉ sợ Tiểu Lam không thể tiếp tục bảo vệ ngài và tiểu chủ nhân được nữa. Vừa rồi người kia quá mạnh, một kích cuối cùng gần như đã phá hủy tôi, hơn nữa ông ta rất thông minh, từ đầu đến cuối đều tấn công vào một chỗ, bây giờ tôi đã xuất hiện lỗ hổng, ở trước mặt ông ta, tôi đã mất đi năng lực phòng ngự. Tiểu Lam áy náy nói. Ừm, tôi biết rồi, chuyện này không trách cô. Tô Thương biết đến sự tồn tại linh khí của đế khí Thâm Hải Chi Lam, anh nói, cô cứ theo Du Du tiến vào tháp hư không đi, sau này có cơ hội, tôi nhất định sẽ chữa trị cho cô. Vâng, cảm ơn chủ nhân, Tiểu Lam cung kính đáp lời. Là tôi cảm ơn cô mới đúng. Tô Thương nhẹ nhàng mở miệng, sau đó tâm niệm vừa động, lập tức thu Tô Du Du mặc Thâm Hải Chi Lam vào tháp hư không trên đỉnh đầu. Ngay sau đó, Tô Thương đứng lên, sắc mặt bình tĩnh. Hai mắt nhìn chằm chằm vào Viêm Long Tiên Đế giữa không trung. Ha ha! Nhưng Viêm Long Tiên Đế lại không sợ chút nào, ông ta lạnh lùng nói, bây giờ tất cả chướng ngại vật đều đã giải quyết xong, chỉ còn lại một mình cậu, tôi xem còn có ai có thể cứu cậu được đây. Viêm Long Tiên Đế, ông đừng vội ngông cuồng, ông muốn giết tôi, ông vẫn chưa có tư cách kia. Tô Thương tâm niệm vừa động, bắt đầu mở ra truyền tống trận dưới chân mà anh đã bố trí lúc trước. Trầm giọng nói, nếu có bản lĩnh thì ông đi theo tôi. Dứt lời, tháp hư không và chìa khóa của Đông Phủ trên đỉnh đầu Tô Thương thẳng tiến vào truyền tống trận. Truyền tống trận này, nối liền với núi Cửu Phong. Chuyện cho tới nước này, Tô Thương đã không còn cách nào khác, đành phải dẫn Viêm Long Tiên Đế đến núi Cửu Phong. Vốn dĩ Tô Thương cho rằng, vị đại khủng bố bên dưới núi Cửu Phong là Kinh Kha thời kỳ Tiên Tần, nhận mệnh Tổ Long. Khi linh khí thức tỉnh sẽ chống chọi với những người mạnh ngoại vực. Cho nên lúc trước anh đã vô cùng tự tin, chỉ cần anh dẫn Viêm Long Tiên Đế đến núi Cửu Phong, chắc chắn Kinh Kha có thể giết được Viêm Long Tiên Đế. Nhưng bây giờ, Tô Thương từ chỗ Thương Ưởng biết được, vị đại khủng bố bên dưới núi Cửu Phong vốn dĩ không phải là Kinh Kha. Trước khi biết rõ thân phận của vị đại khủng bố, Tô Thương vẫn không dám tùy tiện sử dụng truyền tống trận. Thế nhưng... bây giờ anh không có sự lựa chọn nào khác, chỉ có thể mạo hiểm thử một lần, nếu không đừng nói là anh, mà tất cả mọi người trong động phủ đều phải chết. Ha ha! Truyền tống trận, đến núi Cửu Phong. Tô Thương, cậu đang muốn khiến tôi cười chết sao? Viêm Long Tiên Đế nhìn thấy truyền tống trận, khóe miệng lộ ra một nụ cười châm chọc, được thôi, nếu như cậu muốn dùng truyền tống trận di rời mồ mả của bản thân, vậy tôi sẽ thành toàn cho cậu. Nói xong. Viêm Long Tiên Đế không chút do dự, để lại Kiếm Thiên Đế đang ngưng động dòng chảy thời gian của động phủ, ngăn cản linh khí thức tỉnh tiếp tục diễn ra. Hình 1. Về phần chính bản thân ông ta cũng không để ý tới đám người Tô Vô Kỵ, tung người tiến vào truyền tống trận. Ánh sáng chợt lóe, truyền tống trận cũng theo đó mà đóng lại. Ngay sau đó, Tô Thương và Viêm Long Tiên Đế lần lượt xuất hiện ở núi Cửu Phong, Tô Thương quen thuộc đường đi, anh tiến thẳng vào cung điện dưới lòng đất. Kết quả anh lại nhìn thấy Vương Dương Minh đang bóp cổ Thiên Sơn Tuyết, đang dần dùng sức, anh thoảng chốc vô cùng tức giận. Vương Dương Minh, ông đang làm gì vậy hả? Vương Dương Minh vậy mà lại bóp lấy cổ của Thiên Sơn Tuyết. Lúc này, Thiên Sơn Tuyết vẫn đang ngủ say, đôi mắt đẹp khép kín, khuôn mặt xinh đẹp như ngọc vô cùng bình thản. Nhưng cơ thể của cô ấy lại bị Vương Dương Minh dùng một tay giơ lên, quanh cơ thể của cô ấy tỏa ra ánh sáng màu nhàn nhạt. Ngay trước lúc Tô Thương tới thì Vương Dương Minh đã phá vỡ đế khí bảo vệ của Thiên Sơn Tuyết, và đang chuẩn bị giết chết Thiên Sơn Tuyết. Tô Thương, cậu tới rồi. Nhìn thấy Tô Thương xuất hiện, Vương Dương Minh không hề lo sợ và ngạc nhiên, dường như ông ta sớm đã biết được chuyện sẽ như vậy rồi. Ông ta khẽ cười, nhìn thẳng vào Tô Thương, thản nhiên nói, cậu đến đúng lúc lắm, có thể tận mắt nhìn thấy tôi sẽ giết chết người phụ nữ mà cậu yêu thương như thế nào. Vương Dương Minh. Ông điên rồi. Tô Thương biết mình không phải là đối thủ của Vương Dương Minh cho nên cố ý kéo dài thời gian nói, đang yên đang lành, ông đến đây để làm gì chứ hả,
rồi sao ông lại ra tay với Thiên Sơn Tuyết như vậy chứ? He he. Vương Dương Minh mỉm cười, Tô Thương, tôi với cậu vốn không hề chung một con đường, thậm chí, chính tôi mới là người đang có mưu đồ với trái đất, Viêm Long Tiên Đế chẳng qua chỉ là một phân thân của tôi mà thôi. Đời trước của Thiên Sơn Tuyết chính là Hiên Viên Thần Am, người phụ nữ đó ngay cả tôi cũng phải kiêng dè, nếu như cô ta thật sự thức tỉnh thì chắc chắn sẽ trở thành mối họa lớn của tôi. Vương Dương Minh chăm chú nhìn Tô Thương, cười nhạo nói, cậu cảm thấy, tôi sẽ để cô ta sống sót sao? Quan hệ giữa ông và tôi đã nói cho anh ta biết rồi. Lúc này, Viêm Long Tiên Đế cũng bước tới, mỉm cười nói. Vậy thì tôi không cần phải phí nhiều lời giải thích nữa. Vương Dương Minh nhìn sang Tô Thương, nghiêm túc nói, Tô Thương, trái đất không thể khôi phục linh khí được, tôi sẽ không để cho cậu thành công, đây chính là ý trời, là ý của ý chí thiên đạo, không ai có thể thay đổi được. Kỷ nguyên sụp đổ, rồi lại có kỷ nguyên mới khởi động lại, từ lâu đã sớm được định sẵn, quy tắc này là bất di bất diệt. Vương Dương Minh nói tiếp, cậu vọng tưởng có thể thay đổi được kỷ nguyên, để trái đất mãi không thay đổi, chính là muốn đối nghịch với thiên đạo. Như vậy nhất định sẽ không có kết quả tốt gì. Tôi chỉ là thay thiên đạo ra tay, thay trời hành đạo mà thôi, chỉ có thuận theo ý trời thì mới có cơ hội chạm đến cảnh giới phía trên cảnh giới tiên đế. Vương Dương Minh sau cùng nói. Ý chí thiên đạo. Tô Thương nhìn thẳng vào mắt của Vương Dương Minh, cố đè nén lửa giận trong lòng xuống, lạnh giọng chất phất nói, nếu nói như vậy thì ông và ý chí thiên đạo đã cùng thống nhất với nhau rồi sao? Không sai, cậu rất thông minh. Vương Dương Minh không hề che giấu, thành thực nói, chỉ cần tôi ngăn cản được linh khí khôi phục lại, đẩy nhanh sự sụp đổ của kỷ nguyên thì có thể có được cơ hội tấn cấp lên cảnh giới phía trên cảnh giới tiên đế. Cho nên, chuyện này không trách tôi được, Tô Thương, cho dù đổi lại là Kaji thì e rằng cậu cũng sẽ lựa chọn giống như tôi mà thôi, hy sinh trái đất để có được thành tựu của mình. Ha ha! Tô Thương nghe đến lời này thì lạnh lùng nói, Vương Dương Minh, ông quá xem thường tôi rồi. Tôi há lại vì bản thân mình mà đi tiêu diệt hết chúng sinh. Cậu vẫn chưa hiểu, không phải tôi muốn tiêu diệt chúng sinh mà là ý chí thiên đạo muốn làm như vật. Hôm nay cứ xem như là tôi không ra tay thì linh khí khôi phục lại vẫn sẽ không thành công được, thiên đạo sẽ trực tiếp ra mặt mà ngăn cản lại. Vương Dương Minh nghiêm túc nói tóm lại, cậu đừng mơ ma ép thay đổi được thiên đạo nữa đi, cũng không có ai thật sự mà nghịch thiên được. Trăm năm trước, Tô Vô Kỵ quả thực đã thành công một lần. Nhưng sự chuyển biến của ông ấy hoàn toàn không phải là ý chí thiên đạo mà chỉ là những điểm xấu mà thôi. Cái gọi là điểm xấu chỉ là do tôi dùng một chí bảo chiếu bức xạ lên toàn bộ trái đất, áp chế cảnh giới của người tu chân, lực áp chế của nó so với ý chí thiên đạo căn bản chẳng là gì cả. Vương Dương Minh nghiêm mặt nói, ý chí thiên đạo chân chính đó là một sự tồn tại siêu nhiên ở phía trên cảnh giới tiên đế, cao thủ cảnh giới tiên đế đều không có cách gì làm trái lại được. Càng đừng nói đến những cao thủ ở cảnh giới phía dưới tiên đế. Thôi bỏ đi, bây giờ nói những thứ này cũng chẳng có ý nghĩa gì, Tô Thương, tôi tiễn Hiên Viên Thần Am đi trước, sau đó lại tiễn cậu về Tây Thiên. Vương Dương Minh giọng điệu lạnh lùng nói, nể mặt cậu, những người bạn tốt của cậu, tôi tạm thời sẽ tha cho bọn họ, không giết bọn họ, dù sao bọn họ so với tôi cũng không cùng một đẳng cấp, không có tư cách trở thành đối thủ của tôi. Nhưng ngay thời khắc kỷ nguyên sụp đổ thì ai cũng không bảo vệ bọn họ được nữa, cho dù là cảnh giới tiên đế chân chính thì khi kỷ nguyên sụp đổ thì cũng sẽ chết không có chỗ chôn. Sao chuyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên app Metruin Hot? Nếu bạn đọc ở các trang web khác, đó là metruinhot.vn. Vui lòng đọc tải app Metruin Hot để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất. Cho dù là cơ thể đang ở ngoại vực, chỉ cần là sinh ra ở trái đất thì linh hồn sẽ bị khóa chặt lại, tuyệt đối không có khả năng sống sót. Đến lúc đó, chỉ có tôi mới có thể sống tiếp, bởi vì sau ngày hôm nay, dưới sự trợ giúp của ý chí thiên đạo thì tôi sẽ đặt chân lên cảnh giới phía trên cảnh giới tiên đế, cùng ngồi ngang hàng với ý chí thiên đạo. Nói đến đây, khóe miệng của Vương Dương Minh nhếch lên, nở một nụ cười đắc ý, rồi sau đó liền ngón tay của ông ta đột nhiên dùng sức. Răng rắc. Sau một khắc, liền có một thanh âm lanh lảnh vang lên, ở phần cổ của Thiên Sơn Tuyết trong nháy mắt vỡ nát, hoàn toàn không còn hơi thở. Sau đó, Vương Dương Minh liền dùng sức ném cơ thể của Thiên Sơn Tuyết ra ngoài. Tuyết Nhi, Tô Thương trong lòng căng thẳng, vội vàng nhún người bay lên đón lấy cơ thể của Thiên Sơn Tuyết, sau đó đáp xuống mặt đất.
Ngay sau khi nhận ra Thiên Sơn Tuyết chỉ còn là một cái xác không hồn, Tô Thương lập tức không còn kiềm giận được nữa, mắt trợn lên muốn rách cả mí mắt, nghiến răng nghiến lợi nhìn Vương Dương Minh. À, Vương Dương Minh, tôi sẽ bắt ông nợ máu phải trả bằng máu. Tô Thương nổi giận, đặt cơ thể của Thiên Sơn Tuyết xuống, xuất ra chìa khóa Đông Phủ và Tháp Hư Không, rồi đột nhiên lao về phía Vương Dương Minh. Nhưng mà, Vương Dương Minh chỉ vung tay lên một cái thì có một luồng sức mạnh kinh khủng tuôn ra, trực tiếp đánh bay Tô Thương. Phịch! Sau khi rơi xuống đất, Tô Thương phun ra một ngụm máu, sắc mặt tái nhợt vô cùng, nằm hấp hối trên mặt đất. Về phần chìa khóa Đông Phù và Tháp Hư Không cũng bị ép về lại trong cơ thể của Tô Thương. Thực lực của Tô Thương và Vương Dương Minh thật sự chênh nhau quá lớn, hai đế khí này cũng không hề có tác dụng gì. Tô Thương, đừng phí sức nữa, chỉ dựa vào thực lực bây giờ của cậu thì vẫn chưa có tư cách làm đối thủ của tôi đâu. Vương Dương Minh nhìn Tô Thương, cười nhạo nói. Hừ, nếu như tôi không được thì tôi liền mời ra người có thể trấn áp ông. Tô Thương hừ lạnh một tiếng, lau đi vết máu nơi khóe miệng, sau đó liền liên hệ với vị đại khủng bố dưới núi Cửu Sơn. Người mà cậu nói là vị đại khủng bố phía dưới sao? Bỗng nhiên, Vương Dương Minh mỉm cười nói, nếu như là ông ta thì cậu từ tốn công vô ích nữa. Hừ, Tô Thương nhíu mày. He he, bởi vì, ông ta chính là tôi chính là ông ta. Vương Dương Minh hoàn toàn không có che giấu, khẽ cười nói, vị đại khủng bố dưới núi Cửu Phong mà cậu nói kỳ thực là một phân thân khác của tôi. Nhiều năm trước tôi đã bắt đầu vạch kế hoạch rồi, nhưng đáng tiếc, nhất khí hóa tam thanh của tôi vẫn chưa đủ thuần thục, cũng không hoàn toàn nắm giữ, bởi vậy chỉ có thể phân ra thành hai phân thân mà thôi. Viêm Long Tiên Đế là một, vị đại khủng bố dưới núi Cửu Phong cũng chính là một trong hai cái đó. Vương Dương Minh khẽ cười nói, một khi tôi dung hợp lại với hai phân thân đó, thì thực lực của tôi sẽ gần đến với cảnh giới phía trên cảnh giới tiên đế kia, cho dù cậu có ở trạng thái toàn thịnh thì cũng không phải là đối thủ của tôi. Vừa rồi, vị đại khủng bố dưới núi Cửu Phong đã dung hợp lại với tôi rồi, tôi đã là cao thủ cảnh giới tiên đế. Vương Dương Minh thản nhiên nói, Tô Thương, cậu không cần phải sốt ruột, tôi sẽ tiễn cậu lên đường. Nhưng trước đó, tôi muốn cùng cậu chơi một trò chơi, để cho cậu biết tôi mạnh đến cỡ nào. Nói xong, Vương Dương Minh liền nhìn sang Viêm Long Tiên Đế, giọng điệu lạnh lùng nói, Viêm Long Tiên Đế còn không mau dung hợp với tôi. Dung hợp. Viêm Long Tiên Đế sau khi nghe nói đến câu này thì lập tức cứng đờ người ra, sắc mặt có chút khó coi. Bản tôn. Ánh mắt Viêm Long Tiên Đế nhìn sang Vương Dương Minh, từ trong ánh mắt có thể thấy rõ anh ta vô cùng kiêng dè Vương Dương Minh, không phải ông từng nói, sẽ không ép buộc chúng tôi trở lại bản thể sao? Hử. Vương Dương Minh khẽ nhíu mày, giọng điệu bình thản nói, nghe ý cậu nói như vậy là cậu không muốn dung hợp với tôi sao? Đúng. Viêm Long Tiên Đế lấy hết dũng khí, nghiến răng nói, bao nhiêu năm nay, tôi xuất phát từ một điểm nhỏ, từ cảnh giới luyện khí, từng bước trở thành tiên đế, đồng thời ở trong đám tiên đế gần như là vô địch. Tôi đã bỏ ra rất nhiều, nhưng bây giờ ông lại muốn dung hợp với tôi, để cho ông khống chế hết tất cả, như vậy tôi không cam lòng được. Viêm Long Tiên Đế nói tiếp, hơn nữa, lúc trước ông quả thực đã từng nói, sẽ không ép chúng tôi dung hợp với ông. Cuối cùng có muốn hợp thể lại với nhau không hoàn toàn dựa theo ý muốn của chúng tôi, bây giờ, ông lại mở miệng kêu tôi dung hợp với ông là ý gì, ông lật lọng sao? Lúc đó là lúc đó, bây giờ là bây giờ, tình hình không giống nhau. Vương Dương Minh lộ vẻ không vui, lạnh lùng nói, khi đó, tôi chưa thống nhất ý kiến với ý chí thiên đạo, hoàn toàn không có cơ hội đặt chân lên cảnh giới phía trên cảnh giới tiên đế, nhưng bây giờ, tôi có cơ hội này rồi. Viêm Long Tiên Đế, tôi khuyên cậu nên biết tốt xấu đi, chủ động dung hợp với tôi, có lẽ cậu sẽ ít chịu đau một chút, nếu không thì đừng trách tôi không khách sáo. Vương Dương Minh bước lên trước, trầm giọng nói, cậu nên biết, tôi là bản thể, tôi hoàn toàn có thể khống chế được phân thân, cho dù cậu không đồng ý thì cũng không có cách gì chống trả lại được. Bản tôn. Hình 1. Viêm Long Tiên Đế nghiến răng nói, ông vậy mà lại uy hiếp tôi, muốn lật lọng là lật lọng, cái này cũng quả là vô tình rồi đó. Thì sao? Vương Dương Minh thúc giục nói, đừng trách tôi không cho cậu cơ hội, cậu có 10 giây để suy nghĩ. He he, Viêm Long Tiên Đế nghe vậy liền lạnh giọng nói, được bản tôn, ắt hẳn ông cũng đã nhận ra tôi bây giờ chỉ là dạng linh hồn mà thôi, xác thịt của tôi vẫn đang ở ngoại vực,
hoàn toàn không có đem tới đây. Tôi bây giờ hoàn toàn không có thực lực cảnh giới tiên đế, nếu như ông ép tôi dung hợp thì hiệu quả cũng sẽ giảm đi rất nhiều. Viêm Long tiên đế dường như sớm đã đoán ra được cảnh tượng này, cho nên mới âm thầm lưu lại cho mình một đường lui. Anh ta sở dĩ dùng trạng thái linh hồn để đến trái đất chính là muốn đề phòng bản thể Vương Dương Minh. Nếu như không có cơ thể xác thịt cảnh giới tiên đế thì bản tôn cưỡng ép dung hợp lại cũng không thể phát huy ra được hiệu quả tốt nhất. Cơ thể tiên đế tôi không cần nữa rồi. Vương Dương Minh lại không hề quan tâm, mở miệng nói, tôi còn có một phân thân khác, cũng đã là tiên đế, sau khi dung hợp thì cơ thể của tôi đã là tiên đế rồi. Bây giờ chỉ cần nuốt chửng linh hồn của cậu thì tôi đã có thể trở về đỉnh phong, đạt được cảnh giới tiên đế đỉnh phong. Ông, Viêm Long tiên đế tức giận nói, xem ra ông vẫn muốn cưỡng ép tôi dung hợp với ông, bản tôn, nếu như ông đã không nể tình, thì tôi cũng không cần phải lưu tình nữa, ông còn nhớ Hồng Vân nữ đế chứ? Nhớ, Vương Dương Minh thản nhiên nói, bà ấy chết rồi, lúc đó là do tôi có lỗi với bà ấy. He he, trí nhớ của ông tốt đấy. Viêm Long tiên đế khẽ nhếch miệng lên nói, vậy bà ấy đã sinh cho ông một đứa con gái, ông có biết không? Hử! Vương Dương Minh nhíu mày nói, con gái? Ý gì vậy? Hồng Vân sinh con gái cho tôi lúc nào chứ? He he! Viêm Long tiên đế nghe đến đây thì đã biết Vương Dương Minh chưa biết gì cả, thế là nói, kỳ thực, năm đó Hồng Vân nữ đế không có chết, bà ấy vẫn còn sống, tôi đã dùng bảo vật của trời đất để kéo dài cuộc sống của bà ấy. Viêm Long tiên đế nói tiếp, sau khi ông đi, tôi vì muốn kéo dài sự sống của bà ấy lại phát hiện ra bà ấy đã mang thai. Từ lúc đó, tôi liền sắp xếp một người hầu chăm sóc bà ấy 24/24, để bà ấy ở bí cảnh nghỉ ngơi lấy lại sức. Không lâu sau, con gái ông đã được sinh ra đời, đặt tên là Xích Hồng Nguyệt, và vẫn luôn sống ở bí cảnh. Viêm Long tiên đế nói, không thể nào. Vương Dương Minh khẳng định nói, Hồng Vân nữ đế đã chết rồi. Bà ấy cũng đã đi vào luân hồi, tôi thậm chí còn nhìn thấy bà ấy ở kiếp này, cậu đừng mơ mà lừa được tôi. Không sai. Viêm Long tiên đế gật đầu, hoàn toàn không có phủ nhận, mà thành thực nói, Hồng Vân nữ đế quả thực đã chết rồi, nhưng là sau khi bà ấy sinh con được 20 năm. Thương thế của Hồng Vân nữ đế quá nặng, cho dù tôi đã tìm tất cả các dược liệu quý hiếm, đỉnh cấp thì cũng không có cách gì chữa trị hết hoàn toàn. Nếu như lúc đó tôi có không có bí cảnh thì chỉ e bà ấy cũng không kịp để sinh con nữa. Viêm Long tiên đế giải thích nói, cái bí cảnh kia của Dôi ẩn chứa mẫu khí thời sơ khai, có thể giúp người ta cải tử hồi sinh, hiệu quả chữa trị vô cùng tốt. Nhưng mà những vết thương của Hồng Vân nữ đế chắc hẳn ông là người rõ nhất, sức mạnh khủng bố trong cơ thể bà ấy không ngừng phá hủy lục phủ ngũ tạng của bà ấy, bí cảnh của tôi cũng không có cách gì cải tử hồi sinh được. Viêm Long tiên đế nói tiếp, nói tóm lại, tôi cũng tận lực rồi, nhưng Hồng Vân nữ đế vẫn chết. Bí cảnh của tôi còn có một hiệu quả thần kỳ, chính là thời gian ở bên ngoài và bên trong không hề giống nhau. Hồng Vân nữ đế và con gái của ông sống ở bí cảnh 20 năm, nhưng thế giới ở bên ngoài đã trôi qua hơn mấy nghìn năm rồi. Viêm Long tiên đế tiếp tục nói, bây giờ, con gái của ông xem như chỉ mới 20 tuổi hơn, đã trở thành một thiếu nữ duyên dáng, yêu kiều, vô cùng xinh đẹp. Không. Nó không phải là con gái của ông, nó cũng là con gái của tôi, hai chúng ta chính là một. Nói đến đây, Viêm Long tiên đế trầm giọng nói, nhưng mà, bản tôn, nếu như ông dám ép tôi dung hộ thì đừng trách tôi ra tay ác độc, hủy đi nó. Tôi và nó sớm đã ký khế ước linh hồn với nhau, ngay cả chính nó cũng không hề biết. Viêm Long tiên đế lạnh lùng nói, chỉ cần tôi nảy ý niệm một cái thì Xích Hồng Nguyệt mất đi hồn phách. Biết thành một kẻ ngu ngơ, mãi mãi cũng không khôi phục lại được. Cho dù ông đạt được thành tựu cảnh giới phía trên tiên đế, trở thành người ngang hàng với ý chí thiên đạo thì cũng không có cách nào tạo ra một linh hồn tương tự được. Thì ra là vậy. Vương Dương Minh nghe vậy, liền cười nhạo liên tục nói, he he, rất lâu rồi tôi chưa bị ai uy hiếp thật sự cả. Viêm Long tiên đế, cậu thật to gan mà, dám uy hiếp tôi như vậy, he he. Vương Dương Minh tuyệt tình nói, nhưng mà, tôi sao lại có thể để cậu uy hiếp chứ? Không phải chỉ là một đứa con gái thôi sao, tôi há lại chỉ có một đứa con gái. Nó ngốc thì cho nó ngốc đi, cứ xem như nó có chết đi nữa thì cũng không liên quan gì đến tôi. Vương Dương Minh bước từng bước về phía Viêm Long tiên đế, lạnh lùng nói, xem ra là cậu không muốn dung hợp với tôi rồi, vậy tôi chỉ đành dùng sức thôi. Bản tôn,
ông, lòng dạ thật độc ác mà. Viêm Long Tiên Đế nghe đến lời này cuối cùng cũng hoảng thật sự rồi, theo bản năng liền muốn chạy trốn. Trở lại cho tôi. Vương Dương Minh hét lên một tiếng, sau đó giơ bàn tay ra, trong nháy mắt một luồng sức mạnh khủng khiếp trực tiếp khống chế Viêm Long Tiên Đế, biến anh ta thành một luồng sức mạnh nuốt chửng vào trong bụng. Sau một giây thì cơ thể của Vương Dương Minh liền tỏa ra ánh sáng chói lóa, khí tức lần lượt tăng lên, vô cùng khủng bố. Viêm Long Tiên Đế. Hết rồi. Chỉ vẻn vẹn trong chớp mắt mà đã bị Vương Dương Minh nuốt chửng, hóa thành sức mạnh dung hợp vào cơ thể của Vương Dương Minh. Vốn dĩ anh ta chỉ là dạng linh hồn, hoàn toàn không có cơ thể xác thịt của cảnh giới tiên đế, căn bản không có tư cách để đấu chọi lại với Vương Dương Minh. Đương nhiên, anh ta chỉ là một phân thân, cho dù anh ta đến trái đất với trạng thái toàn thịnh thì khi đối mặt với bản tôn Vương Dương Minh thì cũng không có chút lực chống trả nào. Bản tôn đối với phân thân có đủ sức để khống chế, chuyện này không gì có thể bàn cãi được. Nhưng ngay từ đầu, Viêm Long Tiên Đế cứ tưởng, bản thân không dùng cơ thể xác thịt cảnh giới tiên đế đến trái đất thì khi bản tôn nhìn thấy mình cũng sẽ không gấp gáp vội vàng mà ép mình dung hợp. Lại thêm, trong tay của anh ta còn có linh hồn của con gái Xích Hồng Nguyệt của Vương Dương Minh, chỉ cần nảy suy nghĩ một cái thì có thể phế bỏ được con gái của bản tôn, anh ta nắm chắc điểm yếu của Vương Dương Minh, cho nên anh ta nghĩ Vương Dương Minh sẽ kiêng dè mình, bỏ qua cho mình. Đáng tiếc, Vương Dương Minh đã dung hợp với tên đại khủng bố dưới núi Cửu Phong rồi, ông ấy đã trở thành tiên đế, hoàn toàn không thua kém gì thân xác tiên đế kia. Còn nữa, Vương Dương Minh vậy mà lại thâm độc đến mức độ này, vì muốn mạnh lên, mà ngay cả sống chết của con gái ruột mình cũng không thèm quan tâm, điểm này thật sự nằm ngoài dự đoán của Viêm Long Tiên Đế. Viêm Long Tiên Đế trước khi bị nuốt chửng, hoàn toàn có khả năng làm tan biến hồn phách của Xích Hồng Nguyệt, khiến cho Xích Hồng Nguyệt trở thành một người ngơ ngẩn cả đời không có cách gì phục hồi lại được như cũ. Nhưng mà, anh ta đã do dự trong tích tắc, và anh ta đã hoàn toàn không làm như vậy, mà lại chấp nhận số phận của mình. Bởi vì Viêm Long Tiên Đế mặc dù không phải là bản tôn Vương Dương Minh, nhưng anh ta cũng là một phần của Vương Dương Minh, có quan hệ phức tạp với Vương Dương Minh. Con gái của Vương Dương Minh theo một ý nghĩa nào đó cũng chính là con gái của anh ta. Những năm gần đây vẫn luôn là anh ta chăm sóc cho Xích Hồng Nguyệt, yêu thương, bảo vệ Xích Hồng Nguyệt. Hình 1. Lúc đầu Viêm Long Tiên Đế vì muốn kéo dài tính mạng của Hồng Vân Nữ Đế nên mới đem Hồng Vân Nữ để nhốt ở bí cảnh của mình, đồng thời cũng hiếm khi quấy rầy bà ấy. Phân thân chính là phân thân, anh ta biết Hồng Vân Nữ Đế là người phụ nữ của bản tôn, cho nên không tiện tiếp xúc nhiều, cho nên trong thời gian đó, anh ta chưa bao giờ đi tới bí cảnh. Điều này cũng dẫn đến sự hiểu lầm của Xích Hồng Nguyệt đối với Viêm Long Tiên Đế, cô ta nghĩ là Viêm Long Tiên Đế lạnh nhạt với Hồng Vân Nữ Đế. Sau khi Hồng Vân Nữ Đế chết thì Xích Hồng Nguyệt càng thêm căm hận Viêm Long Tiên Đế, đem toàn bộ cái chết của mẹ mình đổ hết lên đầu Viêm Long Tiên Đế, cho nên cô ta luôn hờ hững lạnh nhạt với Viêm Long Tiên Đế, thậm chí có đôi lúc còn chọc tức Viêm Long Tiên Đế. Nhưng Viêm Long Tiên Đế đều không để bụng những việc này, sau khi an táng đàng hoàng cho Hồng Vân Nữ Đế xong thì đem Xích Hồng Nguyệt ra khỏi bí cảnh, dốc lòng chăm sóc. Xích Hồng Nguyệt sau khi trở về cuộc sống bình thường thì hết sức trêu chọc những cao thủ mạnh ở các tinh vực khác, không kiêng nể gì cả, sau đó là Viêm Long Tiên Đế giúp cô ta thu dọn. Chính xác mà nói thì Xích Hồng Nguyệt cũng xem như là con gái của anh ta, dù sao anh ta cũng là phân thân của Vương Dương Minh, là Vương Dương Minh thứ hai. Nhiều năm như vậy, đừng nói là một người sống sờ sờ, cho dù là một con chó thì cũng sẽ có tình cảm. Viêm Long Tiên Đế đối với Xích Hồng Nguyệt cũng tự nhiên mà như vậy. Anh ta đem tình thương của người cha trao hết cho Xích Hồng Nguyệt. Vừa rồi, Viêm Long Tiên Đế dùng Xích Hồng Nguyệt để uy hiếp Vương Dương Minh chỉ là bất đắc dĩ mà thôi, nhưng anh ta tuyệt đối sẽ không bao giờ làm tổn thương đến Xích Hồng Nguyệt. Dù sao, có người cha nào lại hủy đi hồn phách của con gái, để cho con gái của mình trở nên ngu dại chứ? Thế là, Viêm Long Tiên Đế đành bỏ cuộc, chấp nhận số phận, thành toàn cho Vương Dương Minh. He he. Giờ này phút này, Vương Dương Minh cảm nhận được sức mạnh trong cơ thể của mình, liền nở một nụ cười nhạo, cảnh giới tiên đế đỉnh phong, gần đến với cảnh giới phía trên cảnh giới tiên đế, cái cảm giác này, đã lâu không gặp mà. Vương Dương Minh, Tô Thương thấy vậy, khinh thường nhìn về phía Vương Dương Minh, lạnh lùng nói, ông quả nhiên lòng dạ thâm độc mà. Viêm Long Tiên Đế lúc nãy rõ ràng có thể hủy đi Xích Hồng Nguyệt, nhưng anh ta lại không làm như vậy.
cho dù là anh ta thì cũng có chút lương tâm, không nhẫn tâm để cho Xích Hồng Nguyệt trở thành kẻ ngu dại. Nhưng ông lại không hề quan tâm, căn bản không coi trọng sự sống chết của Xích Hồng Nguyệt, cô ta là con ruột của ông đó, sao ông lại có thể làm như vậy chứ? Tô Thương Trách cứ nói. Con gái. Vương Dương Minh cười nhạo nói, he he, tình thân đối với tôi mà nói tính là cái gì chứ? Chỉ cần có thể đặt chân lên cảnh giới phía trên cảnh giới tiên đế, cùng đẳng cấp với ý chí thiên đạo thì có cái gì mà tôi không do dự từ bỏ chứ? Cho dù là muốn chính tay tôi giết chết Xích Hồng Nguyệt thì tôi cũng sẽ không do dự chút nào. Vương Dương Minh giống như phát điên, tuyệt tình nói, phía trên cảnh giới tiên đế đó, một khi đạt tới cảnh giới đó thì tôi chính là ý chí thiên đạo, là vũ trụ bao la, không có ai có thể trói buộc tôi được nữa. Tô Thương nhìn Vương Dương Minh nhất thời không nói được lời nào nữa, chỉ chăm chú nhìn đối phương. Được rồi, Huyền Thiên Tiên Đế, không, bây giờ phải gọi cậu là Tô Thương mới đúng. Vương Dương Minh mỉm cười, nhìn thẳng vào mắt Tô Thương rồi lạnh lùng nói, bây giờ nên tiến cậu lên đường rồi, đợi sau khi giết xong cậu rồi thì tôi sẽ đột phá hư không, đi tìm ý chí thiên đạo, mời ông ta ra mặt khởi động cơ hội tấn cấp cảnh giới trên cảnh giới tiên đế cho tôi. He he. Ông mưu trí nhiều như vậy, chẳng lẽ ý chí thiên đạo không bằng như vậy sao? Tô Thương thản nhiên nói, Vương Dương Minh, ông bây giờ căn bản không có cách gì chống lại ý chí thiên đạo được, chẳng lẽ ông không sợ những chuyện ông đang làm đều phí công sao, đến sau cùng thì ông cũng sẽ bị ý chí thiên đạo giết chết. Không sợ. Vương Dương Minh lắc đầu, cũng không giấu giếm, mà thành thật nói, Tô Thương, cậu còn chưa tiếp xúc với cấp độ này, nhưng mà tôi có thể nói cho cậu biết. Ý chí thiên đạo, cứ mỗi 10 kỷ nguyên sẽ đổi một lần, bây giờ vừa đúng lúc là kỷ nguyên thứ 10. Vương Dương Minh nói tiếp, ý chí thiên đạo cũng không phải là tồn tại mãi mãi, cũng không phải là thế lực mạnh nhất trong vũ trụ mênh mông. Ý chí thiên đạo mà chúng ta đang nói tới chẳng qua chỉ là ý chí thiên đạo của trái đất mà thôi. 3.000 tinh vực ngoại vực liền có 3.000 ý chí thiên đạo, dựa theo mức độ mạnh yếu của mỗi tinh vực mà thực lực của ý chí thiên đạo cũng sẽ không giống nhau. Vương Dương Minh tiếp tục nói, ý chí thiên đạo bây giờ của trái đất trong tất cả ý chí thiên đạo thì thực lực xem như là ở tầng thấp nhất thôi. Trong vũ trụ bao la, tất cả các cao thủ mạnh đều có cơ hội trở thành ý chí thiên đạo, nhưng họ phải tuân theo sự quản lý. Quản lý, Tô Thương nhíu mày nói. Đúng, có một tổ chức cực mạnh, chuyên quản lý ý chí thiên đạo, chịu trách nhiệm phối hợp với ý chí thiên đạo. Đơn giản mà nói thì ý chí thiên đạo kia giống như huyện lệnh. Còn tổ chức kia như là triều đình, sẽ sắp xếp những ý chí thiên đạo khác nhau đi trấn thủ các tinh vực khác nhau, cứ cách mấy vạn năm thì sẽ thanh tẩy các tinh vực một lần, kỷ nguyên cũ sụp đổ, kỷ nguyên mới lại được mở ra. Vương Dương Minh gật gật đầu nói, ý chí thiên đạo bây giờ của trái đất đã khởi động 9 lần hủy diệt kỷ nguyên rồi, thêm một lần nữa, thì ông ta có thể thăng quan rồi, đến lúc đó sẽ được sắp xếp đến một tinh vực khác giàu tài nguyên hơn. Tôi và ông ta đã liên thủ lại với nhau. Tôi giúp ông ta nhanh chóng khiến cho kỷ nguyên này sụp đổ, ông ta sẽ đề bạt tôi với tổ chức kia, để tôi trở thành ý chí thiên đạo của trái đất mới. Vương Dương Minh khẽ cười nói, tổ chức đã đồng ý rồi, tôi chỉ cần phải phá hủy linh khí khôi phục, nhanh chóng làm sụp đổ kỷ nguyên này, thì ông ta sẽ khởi động cánh cửa thiên môn tấn cấp lên cảnh giới phía trên cảnh giới tiên đế kia cho tôi. Một khi tôi tấn cấp lên được cảnh giới phía trên cảnh giới tiên đế kia thì có thể thay thế ông ta trấn thủ trái đất rồi. Mà ông ta cũng có thể thoát thân, có thể trở thành ý chí thiên đạo của tinh vực mạnh khác, hai bên đều có lợi. Vương Dương Minh mỉm cười, nói Tô Thương, tôi đã nói hết sự việc cho cậu rồi, cậu còn cảm thấy ý chí thiên đạo sẽ còn ra tay giết tôi sao? Nghe Vương Dương Minh nói xong, Tô Thương liền rơi vào trầm mặc, không ngờ ở trong vũ trụ bao la còn có một tổ chức như vậy. Chỉ là, mỗi tinh vực đều có ý chí thiên đạo, phụ trách việc hủy diệt đi kỷ nguyên. Vậy thì tại sao lúc trước anh ở Huyền Thiên Tinh vực lại chưa hề gặp qua cảnh kỷ nguyên bị sụp đổ chứ? Tô Thương, tôi biết cậu đang nghĩ cái gì, kỳ thực, tinh vực khác cũng có sự sụp đổ của kỷ nguyên nhưng chu kỳ rất lâu rất lâu. Vương Dương Minh nói tiếp, theo như tôi biết thì Huyền Thiên Tinh vực, Chân Võ Tinh vực, là những tinh vực mạnh đỉnh cấp, vậy thì khoảng 100 vạn năm mới bắt đầu sụp đổ kỷ nguyên một lần. Hơn nữa chúng cũng không có sự áp chế của cảnh giới tiên đế. Cùng một tinh vực có thể có rất nhiều cao thủ cảnh giới tiên đế. Vương Dương Minh giải thích nói, nhưng cũng chỉ là cảnh giới tiên đế mà thôi, không có được sự cho phép của tổ chức kia thì sẽ không có cách gì khởi động thiên môn được, và không có ai có thể đặt chân lên trên cảnh giới phía trên cảnh giới tiên đế,
cảnh giới tiên đế dù có mạnh đến đâu thì cũng không làm được. Kể từ đó, liền không có bất kỳ ai có thể uy hiếp được địa vị bá chủ của tổ chức kia. Vương Dương Minh lại nói tiếp, nhưng trái đất không giống như vậy, nó đặc biệt quá mức, ở thời kỳ thái cổ, vậy mà lại liên tiếp có cao thủ cảnh giới tiên đế, dù không được sự cho phép của tổ chức kia thì vẫn có thể miễn cưỡng mở được thiên môn, đặt chân lên cảnh giới phía trên cảnh giới tiên đế, đối với tổ chức kia tạo thành một mối uy hiếp cực lớn. Bọn họ đương nhiên sẽ không để cho cái tinh vực bá đạo kia được phép xuất hiện, cho nên mới ra một quy tắc riêng cho trái đất, chỉ được phép có một tiên đế, cảnh giới tiên đế thế là lại có áp chế, ảnh hưởng đến các cao thủ cảnh giới chuẩn tiên đế khác, vì cùng một lúc trái đất chỉ có một tiên đế mà thôi. Vương Dương Minh lại nói tiếp, trái đất lúc trước cũng là mấy trăm vạn năm mới khởi động sự sụp đổ kỷ nguyên một lần, nhưng từ đó về sau thì cứ cách mấy vạn năm lại khởi động sụp đổ kỷ nguyên một lần. Sau khi trải qua mấy lần đối chọi của tổ chức kia thì trái đất dần suy tàn, sau khi trải qua mấy lần sụp đổ kỷ nguyên thì nó trở thành tinh vực cấp thấp nhất trong các số tinh vực. Vương Dương Minh nói tiếp, Tô Thương, kỳ thực bất kể là cậu ở đời thứ nhất, hay đời thứ hai, đều chỉ kém một chút là trở thành ý chí thiên đạo rồi. Thời kỳ Tổ Long cậu đã được ý chí thiên đạo lựa chọn, ông ta đích thân ra mặt mời cậu thay thế cho ông ta sẽ khởi động thiên môn cho cậu, giúp cậu đặt chân lên cảnh giới phía trên cảnh giới tiên đế. Cảnh giới tiên đế cũng không phải là bất diệt thật sự, đặc biệt là các cao thủ tiên đế sinh ra ở trái đất, một khi kỷ nguyên sụp đổ thì tiên đế cũng sẽ chết, nếu như cậu nhận lời ông ta, thay ông ta trở thành ý chí thiên đạo thì có thể trở nên bất tử. Thậm chí, sau khi khởi động 10 lần sự sụp đổ của kỷ nguyên thì cậu còn có cơ hội đi đến những tinh vực khác. Vương Dương Minh mỉm cười nói, nhưng cậu lại không biết thời thế, từ chối ý tốt của ý chí thiên đạo, bởi vì cậu ở trái đất có quá nhiều thứ để luyến tiếc, không muốn những người cậu quan tâm bị chết đi khi kỷ nguyên sụp đổ. Bởi vậy, cậu thậm chí còn đi vào con đường phản kháng lại, trở thành kẻ thù của ý chí thiên đạo, có ý đồ đánh phá kỷ nguyên, để trái đất mãi mãi bất tử không thay đổi. Vương Dương Minh nói tiếp, ý chí thiên đạo đương nhiên sẽ không bỏ qua cho cậu, lợi dụng lúc cậu phá hư hư không muốn đi ra ngoại vực, đưa cậu vào trong không gian hỗn loạn thời gian, ai ngờ cậu phúc to mạng lớn, thế mà lại đi đến huyền thiên tinh vực 10 vạn năm trước. Huyền thiên tinh vực, là một trong những tinh vực mạnh nhất, ý chí thiên đạo của trái đất không thể nhúng tay vào chuyện của huyền thiên tinh vực, cho nên cậu mới nhặt được một cái mạng trở về. Vương Dương Minh nói tiếp, sau đó... Cậu ở huyền thiên tiên vực cứ thế mà trưởng thành, phát triển, khoảng 10 vạn năm, thì cậu lại trở lại cảnh giới tiên đế đỉnh phong, nổi tiếng với danh xưng huyền thiên tiên đế, và không có bất kỳ đối thủ nào ở huyền thiên tiên vực. Biểu hiện của cậu quá là xuất chúng, nên lần nữa lại được ý chí thiên đạo chọn chúng, nhưng lần này là ý chí thiên đạo của huyền thiên tiên vực, ông ta ở trong tổ chức đó cũng là thuộc cấp quản lý. Ông ta muốn cậu gia nhập tổ chức, tiến cử cậu thay thế cho vị trí của ông ta. Quản lý huyền thiên tiên vực, nhưng cậu vẫn từ chối như lúc trước, lúc này mới có chuyện địa ngục cửu u. Vương Dương Minh cười nhạo nói, nếu không, cậu cho rằng chỉ dựa vào phân thân Viêm Long tiên đế cùng với mấy tên tiên đế khác thì có thể điều động được địa ngục cửu u sao? Nhưng vận may của cậu cũng quá là bá đạo rồi, đã vào tới địa ngục cửu u rồi mà vẫn có thể nhặt một mạng về như cũ, thậm chí còn khôi phục được trí nhớ của đời thứ nhất là Tổ Long, rồi lại có thể ở trạng thái toàn thịnh xuất hiện ở trái đất. Phá hỏng hết mọi kế hoạch của tôi. Vương Dương Minh nói, cái ý gọi là quan sát trái đất của tôi kỳ thực chỉ là cố ý làm ra mấy chuyện để gây chú ý đến ý chí thiên đạo của trái đất, từ đó có cơ hội hợp tác với ông ta. Ý chí thiên đạo vốn dĩ cũng có ý đồ hợp tác với tôi, nhưng sự xuất hiện của cậu lần nữa lại khiến tôi bị lu mờ đi, thật đáng tiếc mà, cậu lại từ chối ý chí thiên đạo của trái đất lần nữa, đồng thời đi vào con đường luân hồi, chuyển thế trọng sinh, sống đến đời thứ ba. Vương Dương Minh cười đùa nói, bây giờ, cảnh giới của cậu lại thấp, ý chí thiên đạo thì không có thời gian để chờ cậu lớn mạnh, cuối cùng ông ta đành chọn tôi. Chúng tôi đạt được thỏa thuận, chỉ cần tôi cố gắng đặt chân đến cảnh giới tiên đế đỉnh phong, phá hỏng sự khôi phục của linh khí, thì ông ta sẽ mở ra thiên môn, giúp tôi thay thế cho ông ta. Vương Dương Minh cười nhạo nói, bây giờ, kiếm thiên đế cũng đang bị giam giữ, linh khí khôi phục cũng đã kết thúc, tôi cũng đã dung hợp hai phân thân. Đặt chân lên cảnh giới tiên đế đỉnh phong, đáp ứng đủ điều kiện thay thế ông ta rồi. Ha ha ha, Tô Thương, sau khi biết những chuyện này xong, có phải cậu cảm thấy hối tiếc vô cùng hả? Vương Dương Minh đắc ý nói. Tôi chưa từng hối hận. Tô Thương lắc lắc đầu,
nghiêm túc nói, có cho tôi lựa chọn lại thì tôi vẫn quyết định như cũ. Thế sao? Vương Dương Minh ánh mắt hung ác, lạnh lùng nói, bây giờ nói những điều này không có ý nghĩa gì cả, Tô Thương, cậu bây giờ có thể chết được rồi, cứ để tôi kết thúc một đời huy hoàng của cậu đi nhé. Vương Dương Minh, đừng cho tôi cơ hội, nếu không, tôi sẽ giết chết ông. Tô Thương lạnh lùng nói. Ha ha, cậu không còn cơ hội rồi. Vương Dương Minh hơi híp mắt lại, sải bước đi tới, một tay ôm đầu Tô Thương, lòng bàn tay tràn đầy linh lực sáng ngời, toát ra uy lực kinh người. Đối diện với Vương Dương Minh cảnh giới tiên đế đỉnh phong, Tô Thương căn bản không có lực đánh trả nào, thậm chí không thể động đậy. Tô Thương, sau cùng tặng cho cậu thêm một câu. Lúc trước không phải cậu đã từng hỏi tôi, làm sao để thức tỉnh được ký ức của Hiên Viên Thần Am sao, lúc đó tôi chưa trả lời cậu, bởi vì tôi biết, cậu không nhẫn tâm làm được, nhưng cậu yên tâm, tôi sẽ thay cậu làm. Bây giờ, cậu có thể yên tâm nghỉ ngơi một chút rồi, chúng ta sẽ còn gặp lại. Hình 1. Vương Dương Minh ghé sát tai của Tô Thương nói một tràng, sau đó liền đột nhiên ra tay, ầm. Sau một lát, cơ thể của Tô Thương bị chia 5 xẻ 7. Hóa thành những giọt máu tung bay đầy trời. Không chỉ vậy, linh hồn tiên đế của anh cũng không may mắn thoát khỏi số phận, cũng bị xẻ nát tan tành. Đến lúc này, cơ thể của Tô Thương đã bị xé nát, hồn phi phách tán, đã là trạng thái không thể cứu vãn được nữa, chết rồi. Vương Dương Minh nhìn vào huyết phụ tản ra trước mắt, khóe miệng lộ ra một nụ cười mang vẻ ẩn ý, tự lẩm bẩm, Tô Thương, đó cũng không phải là kết thúc, mà là đang bắt đầu, là một khởi đầu mới. Nhưng mà thời gian không nhiều lắm đâu. Ý chí thiên đạo, tổ chức thần bí, ha ha, trong vũ trụ này, người có tư cách để tấn cấp lên trên cảnh giới tiên đế, luôn bị bọn họ khống chế lại. Vương Dương Minh ngẩng đầu, nhìn theo hướng lên bầu trời, lẩm bẩm nói, mình tư chất ngút trời, vẫn luôn kiên định cho rằng, bằng vào thiên phú cùng với sự cố gắng của bản thân, nhất định có thể đạt được cảnh giới phía trên cảnh giới tiên đế. Vì thế, mình không khuất phục với ý chí thiên đạo. Không khuất phục dưới bất kỳ thế lực nào, liều mạng khổ tu, chỉ vì chứng kiến cảnh giới bên trên cảnh giới tiên đế. Nhưng kết quả là mình vừa phát hiện, thiên môn đã bị đóng lại, bị người khác cố ý khống chế, ngăn cản tu sĩ trong thiên hạ, càng tiến thêm một bước, chỉ có thể trở thành bọn họ, nhận được sự cho phép của họ, mới có thể mở ra thiên môn. Vương Dương Minh nói tiếp, thiên môn không mở, cho dù là người có kinh tài tuyệt diễm, cho dù người có 102. Đều không thể phóng ra một bước cuối cùng, đây là sự chèn ép duy nhất, giống như người tu chân cảnh giới luyện khí, bất luận thế nào cũng không thể tạo thành uy hiếp cho những tu sĩ cảnh giới nguyên anh. Cuối cùng, mình phải khuất phục, bắt đầu nếm thử tiếp cận ý chí thiên đạo, tiếp cận cái tổ chức thần bí kia. Vương Dương Minh lộ ra một nụ cười, khẽ cười nói, giờ này phút này, cuối cùng mình cũng thành công, rất nhanh sẽ có thể bước vào thiên môn, tấn cấp lên cảnh giới phía trên rồi. Ý chí thiên đạo, qua hôm nay, ý chí thiên đạo ở mảnh tinh vực trái đất này, chính là mình rồi. Vương Dương Minh cực kỳ tán thưởng bầu trời đêm vô tận, trong mắt lộ ra thần sắc tham lam. Ngay sau đó, ông ấy thu hồi ánh mắt, nhìn về phía thi thể của Thiên Sơn Tuyết cách đó không xa, biểu cảm cực kỳ phức tạp. Ngay lúc nãy, Vương Dương Minh tự ta chặt đứt cổ của Thiên Sơn Tuyết xinh đẹp như vậy, hơi thở hoàn toàn không còn nữa. Bây giờ chỉ là một cái xác lạnh như băng mà thôi. Hiên Viên Thần Am, cũng không khác gì, thời gian cũng gần như vậy, hy vọng bà có thể giúp thêm một chút sức lực cho tôi. Vương Dương Minh mặt không biểu cảm, sau khi tự nói một mình, ông ấy nhấc tay vung lên, liền đem xác của Thiên Sơn Tuyết thu vào bên trong đế khí của mình. Bên ngoài ý chí của thiên đạo ở trái đất, giám sát tứ phương, trước khi linh khí khôi phục từ từ mở ra. Lại thêm phần phân thân của Viêm Long Tiên Đế của mình cưỡng ép đến trái đất, Hỗn Nguyên Vô Cực bảo vệ trái đất có biến động, chắc chắn muốn đi tu sửa lại Hỗn Nguyên Vô Cực trận rồi. Vương Dương Minh nói tiếp, bây giờ, chuyện mà ông ta ủy thác cho mình đã làm tốt mọi chuyện, giờ là thời điểm qua mắt trận của Hỗn Nguyên Vô Cực trận, tìm nó để mở ra thiên môn rồi. Hỗn Nguyên Vô Cực trận. Đây là trận pháp vô thượng bảo vệ trái đất, thời kỳ toàn thịnh, cực kỳ cường đại. Không chỉ có trái đất, quả thật mỗi cái tinh vực, đều có một loại giống như trận pháp, bảo vệ lấy tinh vực đó. Loại trận pháp bảo vệ này, cũng không phải do ý chí thiên đạo bố trí, cũng không phải do tổ chức thần bí kia bố trí, mà lai lịch chân chính, thì không ai biết. Có cao thủ phía trên cảnh giới tiên đế suy đoán, mỗi một trận pháp bảo vệ của tinh vực, có lẽ do thiên nhiên hình thành,
tồn tại sau khi gây dựng trời đất, từ xưa đến nay rồi. Đây là do trời cao sắp xếp, phòng ngừa tinh vực bị hủy diệt, vì thế mới điêu luyện sắc xảo, tạo thành loại trận pháp phòng ngự này. Nhưng cũng có người đưa ra nghi ngờ, nói loại trận pháp này, mặc dù thần bí khố lường, vô cùng cường đại, rất nhiều pháp sư vượt ra khỏi trận pháp mới có thể hiểu được, nhưng chắc chắn không phải do thiên nhiên hình thành. Thương khung vũ trụ, quá lớn quá tốt đẹp, dưới một cái tinh vực không được chú ý nào đó, chắc chắn ẩn giấu người vô cùng cường đại, là ông ta, hoặc là bọn họ, bố trí ra loại trận pháp siêu nhiên này. Hình 1. Thuyết pháp này vừa xuất hiện, lập tức dưới những tổ chức thần bí dâng lên một trận sóng to gió lớn cuồn cuộn. Người bên trong tổ chức thần bí, đều là ở cảnh giới phía trên tiên đế, bọn họ cho rằng, chính mình có thể chi phối toàn bộ thương khung vũ trụ, có thể khống chế ngàn tỷ dạng ngôi sao, khống chế vũ trụ mịt mờ. Nhưng bây giờ lại có người nói trong vũ trụ này lại có tồn tại người cường đại hơn, chuyện này nếu để họ biết thì thật không yên tâm, sợ hãi thế lực to lớn do chính mình gây dựng lên sụp đổ. Nhưng về sau không có bất kỳ chứng cứ nào có thể chứng minh trong ngàn tỷ dạng ngôi sao đó có nhân vật cường đại hơn tồn tại. Dần dần, suy đoán đó liền bị dập tắt, có điều. Trận pháp bảo vệ các chòm sao lớn, lại làm cho các tổ chức thần bí đó cực kỳ kiêng kỵ, bắt đầu bồi dưỡng đại sư trận pháp cường đại, qua nghiên cứu trận pháp bảo vệ. Nhưng loại trận pháp này cường đại quá mức, nhất thời căn bản không nhìn thấu. Có điều dần đà, bọn họ vẫn tìm được một chút tin tức, mặc dù không khống chế được trận pháp bảo vệ các tinh vực lớn, nhưng lại có thể sửa chữa, đồng thời có một cách để mình không bị trận pháp ảnh hưởng, tự do ra vào các chòm sao lớn. Nhưng người tài giỏi như thế, đều là đại sư trận pháp đẳng cấp, người bình thường dù là trên cảnh giới tiên đế, cũng làm không được. Bây giờ ý chỉ thiên địa đặt ở trái đất, đông đảo người trong cảnh giới trên tiên đế, xem như là tồn tại hạng chót rồi. Nhưng ông ta lại có một ưu thế, cũng là tinh thông trận pháp, sư tôn là đại sư đệ nhất trận pháp, tại tổ chức thần bí đó thì vị trí cực kỳ cao, được cho là đứng trong top đầu. Ở trái đất đã từng sinh ra vô số cảnh giới trên tiên đế, nhưng lại không có tổ chức thần bí mở ra thiên môn là điều kiện tiên quyết, vì thế trong tổ chức thần bí, mới đầu có rất nhiều người tơ tưởng đến trái đất, tìm tòi thực hư. Có điều, cơ hội tốt như vậy, đệ nhất đại pháp sư vũ trụ này, sao lại dễ dàng tìm người ngoài được chứ, thế là để cho đệ tử tin tưởng nhất của mình trấn giữ trái đất. Nhưng ông ta ở trái đất, lại không phát hiện ra bất kỳ nơi nào khác thường, dần dần liền chán ghét. Hơn nữa đông đảo tinh vực tồn tại, thì trái đất chỉ là hàng chót, ông ta tất nhiên muốn đến tinh vực khác rồi. Nói tóm lại, ý chí thiên đạo bảo vệ trái đất, cả đời rất thích nghiên cứu trận pháp, bây giờ quá trình linh khí ở trái đất khôi phục, dẫn đến hỗn nguyên vô cực trận phòng ngự yếu ớt, lại xuất hiện khác thường, ông ta tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, chắc chắn đang nghiên cứu hỗn nguyên vô cực trận. Vương Dương Minh biết điểm này nên mới quyết định vào mắt trận hỗn nguyên vô vực trận, qua tìm ý chí thiên đạo. Có điều, ông ta không lập tức phóng lên trời, mà nhìn sang hướng của Giang Bắc. Suýt chút nữa thì quên, trước đó, còn một chuyện quan trọng cần mình làm. Vương Dương Minh lộ ra một nụ cười, sau đó cơ thể lấp lóe, tiến vào truyền tống trận. Cái truyền tống trận này, nối liền với Giang Bắc. Chấm chấm chấm. Động tĩnh ở núi Cửu Phong lớn như vậy, tất nhiên kinh động đến rất nhiều người. Ngô Thanh Ảnh, Thiên Niên Sát, cùng các đại phong chủ của núi Cửu Phong, sau khi rời đi không bao lâu, tất cả đều xuất hiện tại cung điện dưới đất. Tuyết Nhi, Thiên Niên Sát nhìn thấy bên trong quan tài bằng băng rỗng tuếch, cũng không có hình dáng Thiên Sơn Tuyết nữa, nhất thời lo lắng cực kỳ, vợ à, không thấy Tuyết Nhi, nó bị người khác đưa đi rồi sao? Ai ya, Ngô Thanh Ảnh thở dài một hơi thật lâu, mặt mũi tràn đầy bi thảm nói, Tuyết Nhi, nó đã chết rồi. Ngô Thanh Ảnh lúc trước, chính là cảnh giới võ thánh đỉnh phong rồi, hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu đệ nhất giới luyện võ. Ngay rạng sáng nay, bà ấy một bước phóng ra, đã là cảnh giới võ thần rồi, có thể so với người tu chân cảnh giới hóa thần. Nhưng nếu thật sự đánh nhau, lực chiến đấu của bà ấy có thể so với cảnh giới độ kiếp. Thời điểm Vương Dương Minh xuất hiện, cũng không hoàn toàn che giấu khí tức của mình, vì thế Ngô Thanh Ảnh có thể cảm giá được động tĩnh của núi Cửu Phong, thậm chí biết hết mọi chuyện. Ngay từ đầu, Vương Dương Minh xuất hiện dưới chân núi Cửu Phong, lấy đi thứ khủng khiếp nhất của núi Cửu Phong, Ngô Thanh Ảnh cực kỳ hưng phấn. Cái thứ khủng khiếp nhất này, tràn đầy sự không chắc chắn, chỉ cần không cẩn thận một chút,
thì không chỉ có núi Cửu Phong sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, thậm chí toàn bộ thiên hạ đều sẽ gặp nạn. Nhưng Vương Dương Minh lại dễ như trở bàn tay, người đệ nhất đạo giáo, thân thể mặc áo bào tím, nhận được sự kính trọng và ngưỡng mộ của người trong thiên hạ, có người gọi ông ta là đạo tổ. Ngô Thanh Ảnh từng gặp qua Vương Dương Minh, có tiếp xúc với Vương Dương Minh, nhưng lại không biết Vương Dương Minh mạnh như thế. Có điều, tóm lại đây là chuyện tốt, Ngô Thanh Ảnh âm thầm thở dài một hơi. Nhưng ngay sau đó, bà ấy phát hiện ra được, Vương Dương Minh lại trở về cung điện dưới đất, ra tay với Thiên Sơn Tuyết. Ngô Thanh Ảnh là bà nội của Thiên Sơn Tuyết, người bà yêu thương nhất cũng là Thiên Sơn Tuyết, lúc ấy không thể quản nhiều được như vậy, nên định xuống chỗ Thiên Sơn Tuyết, cho dù là chết thì cũng phải chết cũng một chỗ với Thiên Sơn Tuyết. Có điều, Ngô Thanh Ảnh cảm giác được lòng đất thì Vương Dương Minh tất nhiên cũng cảm giác được bà, chỉ là lúc trước giả vờ như không biết mà thôi. Khi phát giác được Ngô Thanh Ảnh muốn ra tay, Vương Dương Minh tất nhiên cũng phóng ra một luồng khí tức kinh khủng, chấn áp chân khí, phong bế cơ thể Ngô Thanh Ảnh, khiến bà ấy như ngừng hoạt động. Thậm chí, chính bà ấy cũng thật sự không thể cử động được, giống như bị khóa hoàn toàn cơ thể rồi. Sao chuyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên app Metruin Hot? Nếu bạn đọc ở các trang web khác, đó là metruinhot.vn. Vui lòng đọc tại app Metruin Hot để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất. Nếu bà dám xuống, tôi sẽ giết sạch toàn bộ núi Cửu Phong, để tất cả mọi người của núi Cửu Phong chết không có chỗ chôn. Đây là lời uy hiếp của Vương Dương Minh. Ngô Thanh Ảnh biết, Vương Dương Minh có thực lực này, vì mấy trăm tính mạng của núi Cửu Phong, dù là Vương Dương Minh thu lại lời uy hiếp, thì bà ấy vẫn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì bà ấy biết, chính mình nếu đi xuống, cũng sẽ không thay đổi được gì, ngược lại sẽ hại mọi người ở núi Cửu Phong. Vì thế, Ngô Thanh Ảnh liền chăm chú nhìn phía dưới cung điện, khi biết tất cả mọi chuyện xảy ra, giờ phút này tim như thắt lại, vô cùng bi thảm. Cái gì? Thiên Niên Sát nghe vậy, cơ thể nhất thời lung lay, cảm giác như trời sắp sập, suýt chút nữa không đứng vững, run rẩy cuống họng nói, vợ, bà nói là, nói. Tuyết Nhi chết rồi sao? Ngô Thanh Ảnh hút một hơi thật sâu, bi thảm nói, chết rồi, vừa mới lúc nãy, nó bị người khác giết, cơ thể cũng bị mang đi. A hát, Thiên Niên Sát sau khi nghe được câu trả lời chắc chắn, giận không kiềm được, cắn răng nói, ai? Rốt cuộc là ai giết đứa cháu cưng của tôi? Vương Dương Minh, Ngô Thanh Ảnh thành thật nói. Vương Dương Minh, Vương Dương Minh núi Võ Đang. Thiên Niên Sát lên cơn giận dữ nói, cái thứ chó má này, dám giết cháu tôi phải để ông ta chết không có chỗ chôn, tôi muốn cả núi Võ Đang, chôn cùng cháu của tôi. Các vị phong chủ, theo tôi tiến về núi Võ Đang, san phẳng chỗ thiên hạ đệ nhất giáo phái này. Vâng, hiện trường 8 vị phong chủ, sau khi nghe mệnh lệnh của Thiên Niên Sát, ai nấy đều đồng thanh đáp ứng. Nếu là lúc trước, bọn họ tất nhiên không dám ra tay với Võ Đang, cũng sẽ không thoải mái mà nghe mệnh lệnh Thiên Niên Sát như thế. Nhưng bây giờ thì khác, vợ của Thiên Niên Sát là đệ nhất giới luyện võ Ngô Thanh Ảnh, cháu rể còn lợi hại hơn, là Tô Thương uy chấn thiên hạ, bọn họ tất nhiên muốn nịnh bợ rồi. Hơn nữa, bây giờ núi Cửu Phong rất mạnh, chỉ bằng đệ nhất giới luyện võ Ngô Thanh Ảnh, ai có thể đấu lại chứ? Không phải chỉ là một võ đang nhỏ nhoi thôi sao, núi Cửu Phong lại không phải không có thức lực san bằng nó. Dừng lại, nhìn thấy Thiên Niên Sát muốn dẫn người xông vào võ đang, Ngô Thanh Ảnh vội vàng ngăn cản, lắc đầu nói, đừng đi, võ đang xưa không bằng bây giờ, chúng ta không đấu lại Vương Dương Minh đâu. Vợ, không phải là Vương Dương Minh chỉ là người tính toán không chút sơ hở thôi hay sao, có làm được gì chứ, chúng ta dùng vũ lực dẹp yên võ đang. Hình 1. Thiên Niên Sát nói tiếp, thực lực của tên kia, chỉ cần một mình tôi là có thể chém chết rồi, uổng công tôi lúc trước tôn kính với ông ta đủ kiểu, thậm chí còn có chút cảm kích ông ta, không ngờ ông ta vậy mà lại giết cháu của tôi, hôm nay phải lột da rút gân ông ta mới chút được cơn giận. Tôi nói, chúng ta không đấu lại được Vương Dương Minh đâu. Thực lực của ông ta khủng bố khác thường, vượt xa khỏi khả năng nhận biết được của ông. Ngô Thanh Ảnh nghiêm túc nói, cái gì, lão già này, tiến bộ nhanh như vậy. Có điều không sao, mối liên hệ với Tô Thượng, để Tô Thương ra mặt, nhất định có thể báo thù cho Tuyết Nhi. Thiên Niên Sát nhắc đến Tô Thương, rõ ràng tràn đầy lòng tin. Tô Thương, nghe được tên Tô Thương, Ngô Thanh Ảnh lộ ra một nụ cười khổ, lắc đầu nói,
không cần liên hệ Tô Thương, nó cũng chết rồi, bị Vương Dương Minh đánh thành huyết vụ, không còn hài cốt nữa rồi. Cái gì? Thiên Nhiên Sát nghe vậy, nhất thời sắc mặt thay đổi lớn, khiếp sợ không gì sánh nổi, Tô Thương, thế mà chết rồi sao? Giờ phút này, ông ấy luống cuống. Hiện trường 8 vị phong chủ, ai nấy đều sợ hãi, bàn tán ầm ĩ. Vương Dương Minh không phải đệ nhất đạo giáo hả, hình tượng vô cùng chính diện, vì sao ông ta lại làm như thế? Vương Dương Minh sao lại xuất hiện ở núi Cửu Phong, ông ta đến đây làm gì? Vương Dương Minh cũng không làm khó núi Cửu Phong, vậy chúng ta đừng vẽ thêm chuyện cho ông ta làm nữa. Đúng vậy đó, thù của Minh chủ Thiên Sơn Tuyết, sau này hãy nói đi, bây giờ chúng ta phải bảo toàn thực lực trước đã. Vương Dương Minh giết Minh chủ Thiên Sơn Tuyết cũng Tô Thương, điểm này thì tôi không hiểu được, chẳng lẽ Tô Thương cùng Minh chủ Thiên Sơn Tuyết, trong lòng lại bí mật gieo những chuyện bất lợi cho thiên hạ nên mới bị Vương Dương Minh gạt bỏ hay sao? Không phải không có khả năng này. Tên Tô Thương kia, tôi đã sớm nhìn ra cậu ta không phải người tốt rồi, Minh chủ Thiên Sơn Tuyết bị cậu ta lừa rồi. Tô Thương đáng chết, hại Minh chủ chúng ta rồi, cũng hại núi Cửu Phong thảm rồi, không biết Vương Dương Minh có phải vì thế mà ghi thù với núi Cửu Phong chúng ta không nữa. Chấm chấm chấm. Người chết như bát nước đổ đi. Khi biết được tin Tô Thương và Tô Thương chết đi, hiện trường 8 vị phong chủ liền lộ ra đủ bộ mặt, thậm chí còn có người đổ oan đủ điều cho Tô Thương. Đủ rồi. Ngô Thanh Ảnh không thể nhịn được nữa, vội cắt ngang lời, lão già tôi đây còn chưa chết đó. Con người Tuyết Nhi và Tô Thương, tôi rất rõ, đừng có để tôi nghe được những lời bàn tán linh tinh về hai đứa nó nữa, nếu không đừng trách tôi không khách sáo. Đệ nhất giới luyện võ Ngô Thanh Ảnh đột nhiên nổi giận, hiện trường 8 vị phong chủ, tất nhiên không dám nhiều lời, cùng nhau cúi dập đầu xuống, rời khỏi cung điện. Vợ. Sau khi họ đi. Thiên Nhiên Sát cực kỳ bi thương, hai hàng nước mắt chảy dài. Khóc khóc khóc, chỉ biết khóc, ông cũng nên đi đi, tôi muốn im lặng một mình một chút. Ngô Thanh Ảnh không nhịn được mà nói. Thiên Nhiên Sát hai mắt rưng rưng nhìn Ngô Thanh Ảnh, cẩn thận từng bước đi, cuối cùng vác bộ mặt bi thống ra ngoài. Bây giờ, cung điện dưới đất chỉ còn lại một mình Ngô Thanh Ảnh, bà ấy nhìn về phía huyết thủy tán loạn dưới đất, trong mắt tràn đầy kích động. Bởi vì vừa rồi bà phát giác được, cái vũng máu này, lại có dấu hiệu sinh mệnh. Chẳng lẽ, Tô Thương chưa chết? Khí tức của sự sống. Ngô Thanh Ảnh cảm nhận lại một lần nữa, thì càng vui mừng, bà ấy hoàn toàn có thể xác định được, thực sự có khí tức của sự sống. Thế là, Ngô Thanh Ảnh không làm gì nữa, mà đứng ngay ở bên cạnh, tập trung tinh thần nhìn chăm chú nhìn vết máu trên đất, mà ấy muốn xem có xảy ra sự thay đổi gì không. Soạt. Sau một lúc, dưới sự chăm chú của Ngô Thanh Ảnh, vũng máu trên mặt đất, bắt đầu thay đổi một cách kỳ lạ, tỏa ra những tia sáng mờ mịt. Ngay sau đó, tia sáng ở vũng máu càng ngày càng phát sáng, và có chút chói mắt, thậm chí nó còn mang theo một luồng sức mạnh mãnh liệt, bao phủ hết cả hiện trường. Hình 1. Cứ như vậy, nửa phút sau, vũng máu trên đất đã tạo thành hình dạng con người. Cùng với sức phát tán linh hồn ở 4 phương 8 hướng, bây giờ đã cấp tốc tụ hợp lại. Toàn bộ đều tràn vào bên trong hình người kia. Mười mấy giây trôi qua dung mạo của hình người kia cũng dần dần hình thành, không thể ngờ rằng, người đó lại chính là Tô Thương, bí thuật hồi sinh. Đây chính là bí thuật hồi sinh mà Tô Thương đã học được từ Thự Công từ lúc trước. Lúc đó, Tô Thương đã cảm thấy loại bí thuật này vô cùng thần kỳ rồi, sau này nhất định sẽ dùng đến, cho nên mới cố ý muốn học. Quả nhiên, hôm nay, khi đối mặt với Vương Dương Minh đã hắc hóa, Tô Thương đã biết. Chính bản thân mình chắc chắn không thể trốn thoát được, cho dù nhân lúc không ngờ đến, thì cũng không thể nào rời khỏi truyền chống trận, vì Vương Dương Minh đã phong tỏa anh ấy lại rồi. Cứ cho là thành công bước vào truyền tống trận, thì cũng chẳng làm được gì cả, Vương Dương Minh chắc chắn sẽ đuổi theo. Thế là, Tô Thương liền từ bỏ rồi chạy trốn, để chuẩn bị trước bí thuật hồi sinh. Loại bí thuật này quả thực là rất mạnh, linh hồn chia 5 xẻ 7, thân thể hóa thành một vũng máu. Nhưng có thể trở lại hình dáng con người bình thường được. Trước đó ngay từ đầu Tô Thương, cũng không hề phát hiện ra Thự Công dùng loại phương pháp hồi sinh này. Do đó anh ấy mới kết luận, Vương Dương Minh cũng không thể phát hiện ra, điều đó chứng tỏ, Tô Thương đã cược đúng rồi. Sau khi Vương Dương Minh chém giết Tô Thương, vẫn chưa dừng lại ở đó, ông ta còn mang theo thi thể của Thiên Sơn Tuyết, liền đi thẳng hiện trường.
nhưng Tô Thương sợ Vương Dương Minh sẽ quay lại, cho nên cũng không gấp gáp hiện hình lại. Đợi Vương Dương Minh rời đi được một lúc lâu rồi, thì anh ấy mới chọn hồi sinh lại. Vòng tay chứa đồ của Tô Thương, không bị Vương Dương Minh làm vỡ. Trước khi chết, anh ấy đã đem tháp hư không và chìa khóa của Đông Phủ, bỏ hết vào bên trong vòng tay chứa đồ. Mà vòng tay chứa đồ, thì được anh ấy vứt ở đất, không biết Vương Dương Minh có phát hiện ra không, hay là vẫn tưởng Tô Thương cầm vòng tay chứa đồ. Tóm lại, sau khi hồi sinh, Tô Thương phát hiện vòng tay chứa đồ vẫn ở trên mặt đất, liền vội đeo lên tay, rồi nhanh chóng mặc quần áo mới vào. Tô Thương. Ngô Thanh Ảnh nhìn thấy vũng máu biến thành hình người lại chính là Tô Thương, bỗng hết sức vui mừng nói, cháu chưa chết à? Tô Thương nhận lấy ánh mắt của Ngô Thanh Ảnh ánh mắt, trong lòng cũng không cảm thấy vui với việc trọng sinh này, sau đó buồn rầu, vẻ mặt áy náy nói, tiền bối Ngô, thật sự rất xin lỗi, Tuyết Nhi cô ấy. Cháu không cần nói nữa, bà đã biết rồi. Ngô Thanh Ảnh nghe thấy vậy, liền biết ngay Tô Thương muốn nói gì, nụ cười trên mặt bỗng vụt tắt, rồi thở dài một hơi nói, hai, Tô Thương, chuyện này cũng không trách cháu được, bà cũng sẽ không trách cháu đâu, cháu đã cố gắng hết sức rồi, biết làm sao được khi mà Vương Dương Minh thật sự quá là mạnh chứ. Vương Dương Minh muốn giết Tuyết Nhi, không ai có thể ngăn cản được, cháu cũng đừng vì thế mà tự trách mình. Ngô Thanh Ảnh nhìn về phía Tô Thương, nói với giọng bình thường, Tô Thương, bà hy vọng cháu hãy tỉnh táo lại, đừng suy nghĩ về chuyện của Tuyết Nhi nữa, nó ở dưới suối vàng có thiêng, chắc chắn sẽ không muốn nhìn thấy cháu vì nó mà khổ sở thế này đâu. Vâng, tiền bối Ngô, bà yên tâm đi, không cần phải an ủi cháu đâu, cháu mạnh mẽ cả đời, sao có thể là đồ bỏ đi được chứ? Tô Thương nói một cách nghiêm túc, mới gặp chút khó khăn, mà đã sầu não uất ức, lãng phí thời gian, đây không phải là tính cách của cháu. Cháu muốn báo thù, cháu có mục tiêu rõ rệt, đời này, không giết được Vương Dương Minh, cháu thể sẽ không bỏ qua đâu. Tô Thương trầm giọng nói, trong mắt hiện lên cơn lửa giận dữ lửa ngập trời, cháu sẽ nỗ lực về những điều này. Tô Thương, cháu. Ngô Thanh Ảnh nghe thấy câu này, bỗng nhiên khuyên bảo Tô Thương, cháu đã nói như vậy rồi, thì bà cũng không biết khuyên cháu như thế nào nữa, có mục tiêu rồi, thì rất quan trọng, nhưng cháu tuyệt đối đừng nên nóng vội. Cái tên Vương Dương Minh kia, lúc trước thực lực không bằng tôi, nhưng bây giờ, ông ta đã quá kinh khủng rồi, chỉ trưng ra uy thế thôi, mà đã áp chế được người khác rồi, chân khí trong cơ thể có thể ngưng tụ lại, nhưng lại không có cách nào điều động được. Ngô Thanh Ảnh nhìn về phía Tô Thương, không nhịn được liền hỏi, ông ta bây giờ, ít nhất cũng đã đặt chân đến cảnh giới chuẩn tiên đế rồi nhỉ? Không phải. Tô Thương lắc đầu, ngay sau đó liền gượng cười, ông ta không phải cảnh giới chuẩn tiên đế, mà là cảnh giới chuẩn tiên đế đích thực, hơn nữa còn là cảnh giới tiên đế đỉnh phong. Cảnh giới tiên đế, đỉnh phong. Sau đó có được câu trả lời chắc chắn của Tô Thương, Ngô Thanh Ảnh giật nảy cả mình, trong mắt tràn đầy sự kinh ngạc. Sau khi kịp phản ứng, bà ấy vội nói, Tô Thương, cháu đừng có báo thù một cách quá lỗ mãng, cháu phải suy nghĩ kỹ đã rồi hẵng làm, với thực lực đó, cháu tuyệt đối không thể đụng đến ông ta được đâu. Sống sót là điều quan trọng nhất, một khi chết rồi, thì sẽ không còn cái gì nữa, cho nên tiếp tục sống là tia hy vọng tối thiểu nhất. Ngô Thanh Ảnh nói thêm, tiền bối Ngô, cháu tự có chừng mực, Tô Thương gật đầu nói. Vậy là tốt rồi. Ngô Thanh Ảnh khẽ gật đầu. Sau đó nghi ngờ nói, tên Vương Dương Minh này, sao đột nhiên, lại mạnh lên được nhỉ? Ông ta vốn dĩ đã rất mạnh rồi, chỉ là lúc trước ông ta đã che giấu đi thôi. Tô Thương giải thích nói, Vương Dương Minh sống được bao nhiêu năm, cũng không phải là người cận đại, ông ta tu luyện nhất khí hóa tam thanh của đạo giáo, tuy không tu luyện đạo gia, nhưng cũng có thể phân thân được. Núi Cửu Phong to lớn, cũng là một phần phân thân của ông ta, chính lúc nãy. Nó đã hợp lại với cơ thể rồi. Tô Thương tiếp tục nói, còn tên Viêm Long Tiên Đế lúc nào cũng muốn tính kế với trái đất, vừa rồi cháu cũng vừa mới biết, đó là phần thân thứ hai của ông ta. Hôm nay ông ta hợp hai cơ thể lại làm một, thực lực đương nhiên sẽ khôi phục lên được trạng thái tốt nhất, thậm chí còn mạnh hơn trạng thái đỉnh phong của ông ta, dù sao thì hai cơ thể hợp lại làm một, đương nhiên thực lực sẽ nâng cấp lên. Tô Thương nói, dựa vào cảnh giới bây giờ của ông ta, chỉ sợ trạng thái mạnh nhất bây giờ của cháu, cũng chưa phải là đối thủ của ông ta đâu. Cái này, chấm. Ngô Thanh Ảnh nghe thấy vậy, liền trầm mặc một hồi lâu, rồi thở dài một lần nữa, hai, được rồi, Tô Thương, cháu trốn thoát trước đi, sau này từ từ hãng nói,
tuyệt đối đừng để ông ta phát hiện ra cháu, tránh để ông ta đuổi cùng giết tận. Đúng rồi, bà rất tò mò, Tuyết Nhi không có thủ oán gì với ông ta, sao ông ta lại muốn giết Tuyết Nhi thế? Ngô Thanh Ảnh bỗng nhiên nghi ngờ hỏi. Tiền bối Ngô, Tô Thương giải thích, có thể bà không biết, lai lịch của Tuyết Nhi cũng không hề đơn giản. Kiếp trước của cô ấy, là một nữ đế vô địch thiên hạ, so với Vương Dương Minh của bây giờ cũng không yếu hơn là bao. Tô Thương nói tiếp, Vương Dương Minh lo lắng Tuyết Nhi nhớ lại ký ức của kiếp trước, thực lực khôi phục lại trạng thái đỉnh cao, sẽ cản trở ông ta, cho nên ông ta mới nhổ cỏ tận gốc. Chỉ là có điều này bà vẫn chưa hiểu, tại sao ông ta lại mang thi thể của Tuyết Nhi đi. Trong lòng Tô Thương cũng có chút nghi ngờ, liền cau mày nói, Tuyết Nhi bây giờ, đã hồn bay phách tán, giờ chỉ còn lại một cỗ thi thể, không thể có khả năng hồi sinh, vậy Vương Dương Minh muốn làm gì với thi thể đó vậy? Điều này, vừa rồi Tô Thương cũng vừa mới suy nghĩ đến, đáng tiếc là vẫn chưa có cách giải quyết. Ngô Thanh Ảnh đương nhiên cũng không hiểu rõ, mà chỉ tò mò muốn hỏi, Tô Thương, vừa rồi linh hồn của cháu cũng bị đánh vỡ đi, không phải vẫn sống lại được sao, tại sao Tuyết Nhi lại không được vậy? Bởi vì cháu đã tu luyện bí thuật, còn Tuyết Nhi thì không hiểu về bí thuật này. Tô Thương giải thích một hồi sau đó lắc đầu nói, được rồi, không nói chuyện này nữa, việc cấp bách bây giờ, chính là cháu cần phải nâng cao thực lực chiến đấu. Mặc dù bây giờ Tô Thương đã hồi sinh rồi, nhưng cơ thể vẫn vô cùng suy yếu, dù sao thì anh ấy cũng tiêu hao một lượng lớn tinh huyết. Nhưng cũng may, Tô Thương có đá huyết kỳ, cái này là thứ rất tốt, dễ dàng bổ sung tinh huyết cấp tốc. Trước lúc khôi phục trạng thái đỉnh phong, thì cái này cũng không khó, nhiều nhất là nửa tiếng, là có thể hoàn thành. Nhưng dù cho như thế, thì Tô Thương cũng chỉ có thực lực của cảnh giới độ kiếp sơ kỳ, đối mặt với Vương Dương Minh ở cảnh giới đỉnh phong, thì hoàn toàn không có sức chống trả, sự chênh lệch quá lớn. Muốn chống lại Vương Dương Minh, Tô Thương nhất định phải đặt chân đến cảnh giới tiên đế mới được, đến cảnh giới sơ kỳ cũng không thể được, ít nhất cũng phải là cảnh giới tiên đế hậu kỳ, hoặc địa cảnh đỉnh phong, như vậy mới đảm bảo có được sức tự vệ khi tự mình đối mặt với Vương Dương Minh. Vương Dương Minh đã từng đi tìm ý chí thiên đạo, chẳng mấy chốc sẽ trở thành ý chí thiên đạo thực sự, thăng cấp lên trên cảnh giới tiên đế. Hình 1. Đến lúc đó, lại càng khó đối phó. Nhất định Tô Thượng phải đột phá đến cảnh giới chuẩn tiên đế trong thời gian cực ngắn, sau đó lại thăng cấp lên cảnh giới tiên đế, nhảy vọt một phát lên cảnh giới tiên đế hậu kỳ. Nhưng cái này, độ khó lại quá lớn. Cho dù Tô Thương có được linh hồn, có thể không chú trọng đến mọi thứ xung quanh, nhưng sẽ phải tiêu hao rất nhiều tài nguyên. Cứ coi như là có đầy đủ tài nguyên, nhưng cũng cần có thời gian hấp thụ và luyện hóa, như thế mới có thể đột phá được. Nhưng thời gian, rõ ràng là không còn kịp nữa rồi. Vì kế hoạch của ngày hôm nay, chỉ có một biện pháp, đó là dung hợp ký ức của ba kiếp lại làm một, từ đó khôi phục lại thực lực đỉnh cao, đương nhiên sẽ không phải dè chừng Vương Dương Minh nữa. Nhưng, kể từ khi Tô Thương biết có một lối tắt để mạnh hơn, anh ấy vẫn đang suy nghĩ, nhưng vừa mới bắt đầu đã không thu hoạch được gì. Khó thực hiện thật đó. Khi Tô Thương vầy vò nghĩ mãi không ra, thì chìa khóa của Đông Phủ ở bên trong vòng tay chứa đồ, đột nhiên rung lên. Hả? Tô Thương khẽ nhíu mày, vừa động não, chìa khóa của Đông Phủ ở trong vòng tay chứa đồ liền bay ra ngoài lơ lửng giữa không trung. Cùng lúc đó, tháp hư không cũng đang rung động, Tô Thương cũng lấy tháp hư không ra ngoài luôn. Thế là, bây giờ, hai đế khí tháp hư không và chìa khóa của Đông Phủ, đều lơ lửng giữa không trung, ánh sáng rực rỡ phát ra. Sao 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 chuyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên app Metroid Hot. Nếu bạn đọc ở các trang web khác, đó là metruinhot.vn. Vui lòng đọc tại app Metroid Hot để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất. Vèo. Vèo. Sau đó, dưới sự soi xét của Tô Thương, có một tình cảnh quái quỷ xảy ra. Tháp hư không và chìa khóa Đông Phủ, thế mà lại va chạm vào nhau, hai vật này tiếp xúc với nhau, tạo nên một luồng sáng lập lòe ở hiện trường, năng lượng mạnh mẽ tràn ngập khắp cung điện dưới đất. Khoảng mấy phút sau, tia sáng dần yếu đi, cuối cùng đã biến mất hoàn toàn. Sau đó, Tô Thương nhìn qua một lần nữa, kết quả phát hiện tháp hư không và chìa khóa của Đông Phủ vẫn tiếp xúc với nhau như cũ, hơn nữa phía dưới cũng có một chùm sáng kích thước như cái đệm cói. Hả, chuyện gì xảy ra vậy? Tô Thương nhíu mày, bỗng không nhìn ra được đây là chuyện gì, trong lòng tràn đầy sự nghi ngờ.
Bất kể là tháp hư không hay là chìa khóa của Đông Phủ, thì hai thứ đó đều là đế khí cao cấp, không kém gì đế kiếm lúc trước của Viêm Long Tiên Đế. Loại đế khí mạnh này, đương nhiên sẽ có linh khí, nhưng hiện nay hai loại đế khí này đều bị tổn hại phần nào, cho nên linh khí không thể tỉnh lại được. Sự thay đổi kỳ lạ như bây giờ, Tô Thương không thể hiểu được, cũng không hiểu được tại vì sao. Linh khí trong chùm sáng kia, hình như đậm màu hơn so với bề ngoài, Tô Thương, hay là cháu đến đó tu luyện một phen xem sao. Ngô Thanh Ảnh đề nghị, dù sao thì vật chí bảo của cháu, cũng sẽ không hại cháu đâu. Vừa nãy một vài vết thương của cháu cũng đã hồi phục một chút rồi, bà thấy vết thương của cháu cũng không nặng nữa đâu, cho dù sau này có nguy hiểm gì, thì chỉ cần chữa khỏi cơ thể là được rồi. Vâng, Tô Thương gật đầu, cảm thấy Ngô Thanh Ảnh nói rất có lý, nhất là câu không cần sợ vật chí bảo kia. Câu nói này, rất quan trọng. Thế là, Tô Thương nhanh chân đi đến phía dưới chùm sáng, ngồi khoanh chân, sau đó lấy đá kỳ huyết và cây thuốc 5 vạn năm ra tu luyện. Bắt đầu tu luyện. Bởi vì vết thương của Tô Thương thương quá nghiêm trọng, cho nên khi hấp thụ một cái, thời gian liền trôi qua rất nhanh. Anh ấy chỉ muốn nhanh chóng khôi phục, nhanh chóng mạnh lên, những cái khác thì không cần suy nghĩ đến. Cứ như vậy, thời gian trôi qua từng giây từng phút, Tô Thương ngồi xuống hấp thụ lần này, liền quên đi hết mọi thứ. Đợi sau khi Tô Thương đến gần chùm ánh sáng kia, Ngô Thanh Ảnh liền không thấy Tô Thương nữa. Mà chỉ thấy chùm sáng kia đang tỏa ra hào quang sáng chói thôi. Ngô Thanh Ảnh cũng không rời đi, mà chọn ở lại bên cạnh để bảo vệ. Tuy nhiên bà ấy không phải là đối thủ của Vương Dương Minh, nhưng mấy tên tôm tép phía trước, thì vẫn có thể đối phó được. Lúc này, trong chùm sáng, Tô Thương thực sự tiến vào trạng thái tu luyện thật sự, mất ăn mất ngủ, để tập trung tinh thần tu luyện. Khi ở kiếp trước, anh ấy cũng bế quan tu luyện. Thời gian bế quan tu luyện kéo dài đến mấy năm liền, thông thường khi bế quan, cũng phải là 10 năm trở lên, thậm chí có lúc, một khi bế quan cũng phải đến 100 năm. Lần này, Tô Thương liền tiến nhập trạng thái kia, trong lúc mơ mơ màng màng, liền tiến nhập sâu vào trạng thái bế quan. Dần dần, râu tóc của Tô Thương đã dài ra, trên người dính đầy cát bụi. Không biết thời gian đã trôi qua được bao lâu rồi, mà quần áo trên người bắt đầu oxy hóa, rách lanh tanh bành. Lần tu luyện này, đúng là không biết thời gian là gì. Tô Thương cũng không cảm nhận được điều bất thường gì, mà chỉ tập trung tinh thần để trở nên mạnh hơn thôi. Anh ấy từ độ kiếp sơ kỳ, thăng cấp lên độ kiếp trung kỳ, rồi đến hậu kỳ, đỉnh phong. Thoáng chốc, cuối cùng anh ấy cũng đặt chân đến cảnh giới chuẩn tiên đế, linh khí trong cơ thể tuôn trào cuồn cuộn. Vì Tô Thương có được linh hồn của tiên đế, nên đối với các cảnh giới thì cũng am hiểu tinh thông được phần nào. Nhưng anh ấy cũng không gấp gáp thăng cấp, mà là từ từ tìm tòi, ngẫm nghĩ, mỗi một cảnh giới, đều mất rất nhiều thời gian. Sau đó, anh ấy bắt đầu tiến vào một cảnh giới chuẩn tiên đế, rồi đến chuẩn tiên đế trung kỳ, hậu kỳ, cuối cùng là đỉnh phong. Phía trước chính là cảnh giới tiên đế. Cũng chính lúc này, Tô Thương đột nhiên bừng tỉnh, hai mắt mở ra. Anh ấy nhìn quần áo của mình, nhìn xung quanh, trong lòng bỗng thấy bất ổn. 100 năm. Mình vừa mới bế quan, mà đã 100 năm rồi á. Thời gian 100 năm, mênh mông bạt ngàn. Những người bạn tốt của mình, ra sao rồi nhỉ, Vương Minh Dương đã đến mức độ nào rồi, có đặt chân đến cảnh giới tiên đế chưa, không biết có trở thành ý chí thiên đạo không? Linh khí đã khôi phục triệt để hay chưa? Tiêu rồi. Việc lớn không xong rồi. Tô Thương kịp phản ứng lại, vội đứng phắt lên, bay thẳng ra khỏi chùm sáng. Tô Thương sao? Lúc này, Ngô Thanh Ảnh đã già cả yếu đuối, chống gậy đứng ở bên cạnh, ngạc nhiên nhìn về phía Tô Thương, kinh ngạc nói, đầu tóc trang phục của cháu, sao cháu lại biến thành bộ dạng này vậy? Hả? Tô Thương vuốt tóc mái dài trên trán, ánh mắt dừng lại trên người Ngô Thanh Ảnh, lo lắng hỏi, tiền bối Ngô, đã 100 năm trôi qua, trái đất bây giờ sao rồi ạ? Vương Dương Minh đã thăng cấp lên trên cảnh giới tiên đế chưa? Bạn bè người thân của cháu, giờ đang ở đâu rồi? 100 năm sao? Biểu cảm của Ngô Thanh Ảnh có chút kỳ lạ, thành thật nói, Tô Thương, 100 năm cái gì thế? Cháu đi ra đi vào chùm sáng, tổng cộng mới có nửa tiếng, 100 năm là có ý gì? Nửa tiếng, mẹ kiếp, bên ngoài vậy mà chỉ mới trôi qua nửa tiếng thôi. Sau khi nghe Ngô Thanh Ảnh nói, Tô Thương ngẩn người, sau đó cả người đều trở nên phấn khích.
anh nhớ rõ ràng là bản thân đã ở trong cột ánh sáng ít nhất là 100 năm, đây chắc chắn không phải là giả. Cho tới bây giờ, Tô Thương đã từ cảnh giới độ kiếp sơ kỳ, đột phá đến chuẩn đế đỉnh phong, chỉ thiếu một bước nữa là có thể đặt chân đến đế cảnh chân chính. Nhưng về hiệu quả tu luyện 100 năm ở trong cột ánh sáng, từ điều này có thể chứng minh, 100 năm trong cột ánh sáng là chân thật. Hình 1. Mà ở bên ngoài, lại chỉ mới trôi qua nửa tiếng. Như thế nói cách khác, một tiếng ở bên ngoài, bên trong cột ánh sáng là 200 năm, giảm tốc độ của dòng chảy thời gian. Sau khi phấn khích, Tô Thương đã suy nghĩ rõ ràng, hai món pháp khí đế cảnh là tháp hư không và chìa khóa của Đông Phủ này va chạm với nhau. Xảy ra thay đổi về chất, cùng nhau tạo ra một dị không gian. Trong dị không gian, tốc độ dòng chảy thời gian đã được rút ngắn về số lần. Thế cho nên bên ngoài trôi qua một tiếng, trong cột ánh sáng sẽ đạt thời gian là 200 năm một cách thần kỳ. Thay đổi tốc độ của dòng chảy thời gian, đây chính là thủ đoạn cao cấp nhất. Trong tình huống bình thường, chỉ có vật phẩm nghịch thiên nào đó mới có được hiệu quả này. Tô Thương không hề ngờ tới rằng tháp hư không và chìa khóa của Đông Phủ lại có thể làm được điều này. Có điều. Nếu vậy, vấn đề đã có thể được giải quyết một cách dễ dàng, chỉ cần có cột ánh sáng ở đây, Tô Thương sẽ có rất nhiều thời gian, có thể chậm rãi đột phá, không cần phải nóng vội gấp gáp nữa. Bây giờ mình đã đặt chân lên chuẩn đế đỉnh phong, trong trái đất có quy luật đế cảnh áp chế, mình ở trái đất, e là cơ hội để thăng cấp lên đế cảnh rất xa vời. Tô Thương rất nhanh đã kịp phản ứng lại. Anh phân tích, nhưng nếu không thể đặt chân vào đế cảnh, mình vẫn không đạt được sức mạnh chống lại Vương Dương Minh, huống chi sau lưng Vương Dương Minh còn có một thiên đạo ý chí khủng bố, đó chính là chí cường trên đế cảnh. Trước mắt xem ra, mình vẫn nên nghĩ cách để dung hợp trí nhớ cả ba đời trước đã, suy nghĩ một năm không được thì hai năm không được thì 10 năm, 100 năm, 200 năm. Dù sao mình cũng có nhiều thời gian. Nếu thật sự không nghĩ ra được, vậy mình sẽ thử trùng kích đế cảnh, làm trái đạo trời, đế cảnh chứng đạo. Đã có mục tiêu, Tô Thương lập tức nhìn về phía Ngô Thanh Ảnh, anh nói, một tiền bối, có lẽ tôi còn phải tiến vào cột ánh sáng tu luyện thêm vài tiếng, phiền tiền bối giúp tôi trấn thủ, đừng để cho bất kỳ kẻ nào tới gần. Được. Ngô Thanh Ảnh gật đầu nói, Tô Thương, có cụ bà tôi ở đây thì cậu cứ yên tâm đi, thế nhưng cậu phải cẩn thận, có ra sao đi nữa thì cũng đừng gấp gáp, làm việc phải chậm mà chắc. Vâng. Tô Thương gật đầu, sau đó không chần chờ nữa, lần thứ hai tiến vào trong cột ánh sáng. Ánh sáng chợt lóe, bóng dáng Tô Thương lập tức biến mất không thấy đâu. Hơi thở của Tô Thương mạnh thật, sao mới trôi qua có nửa tiếng mà cậu ta giống như là biến thành người khác vậy, hơi thở trở nên khủng bố thật. Nhìn theo Tô Thương biến mất, Ngô Thanh Ảnh nhỏ giọng nói, nhưng mà đây là chuyện tốt, hy vọng cậu ra ngoài lần nữa sẽ đạt được sức mạnh chống lại Vương Dương Minh. Chấm chấm chấm. Trong khi đó, Động Phủ Đông Sơn, Giang Bắc. Trong bí cảnh sa mạc hoang vu, Kiếm Thiên Đế vẫn vắt ngang trời như cũ, ngưng động thời gian, khiến cho linh khí thức tỉnh không thể tiếp tục tiến hành. Bốn người Tô Vô Kỵ, Tô Ma, Bạch Khởi và Thương Ưởng bị rơi vào nơi này, không thể ra ngoài được. Bởi vì Kiếm Thiên Đế không chỉ làm ngưng động thời gian, mà ngay cả không gian xung quanh cũng bị phong. Trừ khi có sức mạnh vô cùng kinh khủng. Bằng không sẽ không thể nào phá vỡ được phong cấm của Kiếm Thiên Đế. Sư huynh, chúng ta nên làm sao bây giờ? Lúc này, Bạch Khởi nhìn về phía Thương Ưởng, lo lắng hỏi. Đừng nôn nóng, thời gian bị ngưng động, chúng ta bị phong cấm, không làm được gì cả, chỉ bằng cứ mau chóng khôi phục thương thế, thử xem có thể làm trái đạo trời, trùng kích đế cảnh được không? Thương Ưởng nói, cho dù chúng ta có lo lắng đến đâu đi nữa thì cũng chẳng có kết quả. Vẫn nên điều chỉnh bản thân trước đã. Nhưng mà Viêm Long Tiên Đế đã đuổi theo bệ hạ, với thực lực của bệ hạ, nếu như bị đuổi kịp chắc chắn sẽ chịu chết. Bạch Khởi lo lắng nói. Yên tâm đi, ông trời sẽ giúp những người xứng đáng, sẽ không sao đâu. Thương Ưởng nói tiếp, chúng ta phải tin tưởng bệ hạ. Không sai. Tô Ma nghe vậy, mở miệng nói, không cần lo lắng đâu. Theo như tôi biết được. Năm đó Huyền Thiên Tiên Đế đã bố trí trận pháp ở khắp nơi trên trái đất, số lượng không ít hơn 1.000 trận. Những trận pháp kia, mỗi một trận pháp đều có thể liên kết lại với lại, lấy toàn bộ trái đất làm cơ sở, một khi mở ra sẽ bùng phát ra lượng sức mạnh khủng bố. Hình 1. Tô Ma nói tiếp, bây giờ những trận pháp kia vẫn chưa khởi động, chứng minh vẫn chưa đến lúc,
Tô Thương chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Trận pháp, Tô Vô Kỵ tò mò nói, trận pháp gì sao tôi không biết gì cả. Đương nhiên là ông không biết rồi, lúc đó ông đã bế quan ở núi Võ Đang rồi. Tô Ma nói tiếp, còn tôi thì bị nhốt ở trong tháp hư không, theo Huyền Thiên Tiên Đế đi khắp nơi trên thế giới, tốn hết mấy năm trời và lượng tài nguyên khổng lồ để bố trí hơn 1.000 trận pháp. Những nguồn tài nguyên kia, có rất nhiều tài nguyên là trong vòng tay lưu trữ của Huyền Thiên Tiên Đế, là đồ tốt của ngoại vực, vô cùng quý giá. Tô Ma nhớ lại, lúc ấy Huyền Thiên Tiên Đế đã nói, cậu ấy vì Huyền Thiên Tiên Đế, những thứ tốt của Huyền Thiên Tinh Vực, tất cả đều ở trong tay cậu ấy, tài nguyên tu luyện của một mình cậu ấy gần như chiếm 20% toàn bộ tài nguyên của Huyền Thiên Tinh Vực. Sau đó, cậu ấy gần như là lấy ra hết những tài nguyên này, bố trí hơn 1.000 trận pháp, mục đích chính là để ngăn ngừa những chuyện ngoài ý muốn. Tô Ma nói tiếp, cậu ấy còn nói với tôi, những trận pháp kia cần thời gian để lắng đọng, mà thời gian vừa hay là 100 năm. Đến lúc đó, một khi trận pháp được mở ra sẽ vô cùng mạnh mẽ, chỉ cần có đủ năng lượng, thì người có cảnh giới trên đế cảnh cũng sẽ bị trận pháp giết được. Sao sao chuyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên app Metruin Hot? Nếu bạn đọc ở các trang web khác, đó là metruinhot.vn. Vui lòng đọc tải app Metruin Hot để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất. Tô Thương là Tổ Long và Huyền Thiên Tiên Đế chuyển thế, là đứa con trai của số mệnh. Vào những lúc bị dồn vào bước đường cùng, chắc chắn sẽ có giọng nói nhắc nhở cậu ấy cách để khởi động 1.000 tòa trận pháp đó, chúng ta không cần lo lắng cho cậu ấy đâu. Tô Ma an ủi mọi người. Nếu vậy thì tốt rồi, chúng ta hãy nhanh chóng điều chỉnh bản thân thôi. Mặc dù thanh kiếm thiên đế này làm ngưng động thời gian, nhưng chẳng có ý nghĩa gì cả, cũng sẽ không giúp chúng ta có được nhiều thời gian hơn. Tô Vô Kỵ nói xong, lập tức khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu vận chuyển thần công vô ngã, hơn nữa ông ấy còn tự tin nói, chẳng phải chỉ là đi trái đạo trời thôi sao, cái này thì tôi biết rõ. Tôi đã không còn quan tâm đến điểm chẳng lành nữa, nhưng mà đế cảnh áp chế, tôi trước giờ vẫn không để vào mắt. Đế cảnh, Tô Vô Kỵ tôi đây nhất định phải phá vỡ áp chế, đặt chân vào đế cảnh. Tô Vô Kỵ cổ vũ bản thân, sau đó nhắm hai mắt lại, bắt đầu tu luyện. Ba người Tô Ma, Bạch Khởi, Thương Ưởng thấy vậy, cũng vội vàng tiến vào trạng thái tu luyện. Và cũng vào lúc đó, ở trang viên nhà họ Tô, Giang Bắc, Vương Dương Minh mặc áo đạo sĩ màu tính, bỗng nhiên xuất hiện đứng trước mặt Lý Nguyệt. Vương Dương Minh, Lý Nguyệt đang chờ đợi, chờ Tô Thương trở về, trong lòng cô vô cùng lo lắng. Kết quả, cô không đợi được Tô Thương, lại đợi được Vương Dương Minh đến. Thật tốt quá. Lý Nguyệt nhìn về phía Vương Dương Minh, vô cùng kích động, cô vội vàng hỏi, Vương Dương Minh, Đông Sơn bên kia đã xảy ra chuyện gì vậy, linh khí thức tỉnh thành công không? Tô Thương nói ông xem được không sót chuyện gì, ông có thể xem giúp tôi hay không, xem Tô Thương thế nào rồi? Lý Nguyệt hỏi dồn dập. Thanh Hoàng Nữ Đế. Vương Dương Minh thẳng thừng mở miệng ngắt lời cô, giọng điệu bình thản nói, vấn đề của cô nhiều lắm rồi. Bây giờ không phải là lúc để nói những chuyện này. Thanh Hoàng Nữ Đế. Lý Nguyệt nghe được Vương Dương Minh gọi mình như thế, nhất thời ngây ngẩn cả người, vẻ mặt ngạc nhiên hỏi, Vương Dương Minh, ông đang nói chuyện với tôi sao? Đúng vậy. Vương Dương Minh nghiêm túc nhìn Lý Nguyệt, ông ấy khẽ gật đầu, không hề phủ nhận. Cái gì mà Thanh Hoàng Nữ Đế, tôi không phải, tôi cũng không biết nữa, có phải ông nhầm lẫn rồi hay không? Lý Nguyệt mờ mịt hỏi. Không, tôi không nhầm, cô chính là Thanh Hoàng Nữ Đế. Vương Dương Minh nhìn chằm chằm vào Lý Nguyệt, nói một cách chắc chắn, Lý Nguyệt, cô có muốn biết về kiếp trước của mình không? Vương Dương Minh, rốt cuộc ý của ông là sao? Lý Nguyệt nhíu mày nói, cái gì mà kiếp trước, rốt cuộc là ông muốn nói gì vậy? Ha ha! Vương Dương Minh nở một nụ cười, sau đó nói, Lý Nguyệt, cô vốn dĩ là cao thủ chí cường tung hoành thiên hạ, đế cảnh đỉnh phong. Chỉ thiếu một bước nữa là trên đế cảnh. Tìm khắp vũ trụ thương khung, hàng tỷ dặm tinh tú, 3.000 tinh vực, người có đủ tư cách làm đối thủ của cô là vô cùng ít. Hình 1. Vương Dương Minh nói tiếp, tin tức về Tô Thương, chắc có lẽ cô cũng đã nghe nói đến một chút. Thật ra kiếp trước Tô Thương là Huyền Thiên Tiên Đế, mục tiêu cả đời của cậu ấy chính là truy đuổi bước chân cô, bởi vì cô từng cứu Tô Thương, cho nên đã để lại ấn tượng sâu sắc cho cậu ấy. Vương Dương Minh nói tiếp, nhưng mà cô quá mạnh mẽ,
mạnh đến mức Tô Thương cố gắng hết sức cả đời cũng không đuổi kịp cô. Giữa hai người đã xảy ra rất nhiều chuyện thú vị, về chi tiết cụ thể thì tôi sẽ không đề cập tới. Nói tóm lại, sau khi gặp được Tô Thương, vị thiên tài nữ này, một vị nữ đế vô địch đã rơi vào tình yêu, rối loạn tâm tình. Vương Dương Minh nhìn về phía Lý Nguyệt, ông ấy khẽ cười nói, vũ trụ vô tận, có khoảng 3.000 tinh vực, mỗi tinh vực đều sẽ có một thiên đại ý chí với cảnh giới trên đế cảnh. Có một ngày, có một thiên đạo ý chí nào đó đến tìm cô, muốn cô tiếp nhận cô ấy trở thành thiên đạo ý chí mới, trấn thủ tinh vực hùng mạnh kia. Và điều kiện trao đổi, người đó sẽ xin mở ra cơ hội thiên môn cho cô, giúp cô thăng cấp lên đế cảnh. Vương Dương Minh nói tiếp, nhưng cô lại từ chối, cô không muốn tham gia vào thế lực bí ẩn đó, trở thành tay sai của họ, vậy cho nên cô đã đứng trước mũi nhọn của thiên đạo ý chí. Thiên đạo ý chí, cô có thể hiểu đó là một chức vị, nếu như đã trở thành thiên đạo ý chí, thì sẽ không thể tùy ý xóa bỏ sinh linh trên tinh vực này, trừ khi đối phương vi phạm quy tắc. Nếu như thiên đạo ý chí dám giết chóc bừa bãi, tàn sát sinh linh, nhất định sẽ bị thế lực thần bí trừng phạt, nhẹ thì bị trấn áp vạn năm, nặng thì hồn phi phách tán. Vương Dương Minh nói tiếp, bởi vậy, thiên đạo ý chí của tinh vực kia không thể ra tay xóa sổ cô, nhưng lại luôn nhắm vào cô, thế cho nên cô muốn trốn cũng không thể trốn được. Cho nên, cô đã tới trái đất, một là để tránh né thiên đạo ý chí, hai là để tìm kiếm Tô Thương, muốn xem thử kế hoạch của Tô Thương, xem có thể thật sự sẽ phá vỡ được quy luật hay không. Vương Dương Minh đón nhận ánh mắt của Lý Nguyệt, nghiêm túc nói, bây giờ cơ hội đã mở ra trước mắt, Thanh Hoàng nữ đế, cô có bằng lòng giúp đỡ Tô Thương không? Ông nói cái gì vậy chứ, sao tôi nghe mà không hiểu gì cả? Lý Nguyệt nhíu mày. Cô không cần hiểu đâu. Vương Dương Minh cười nói, cô chỉ cần nói cho tôi biết, rằng cô có bằng lòng giúp đỡ Tô Thương không là được rồi. Bây giờ Tô Thương thế nào rồi, sao lại cần tôi giúp đỡ? Lý Nguyệt truy hỏi. Cậu ấy, chết rồi, Vương Dương Minh nói với giọng điệu bình tĩnh. Cái gì? Lý Nguyệt biết được tin tức này, đồng tử nhanh chóng giãn to, cả người sụi lơ ngã xuống đất, sau khi phản ứng lại, nước mắt tuôn như mưa, đau lòng vô cùng. Chết rồi. Tô Thương chết rồi. Tin tức này giống như sấm sét giữa trời quang, khiến cho Lý Nguyệt tạm thời khó có thể tiếp nhận. Sáng nay, cô vẫn còn ở chung với Tô Thương, vừa nói vừa cười, vậy mà bây giờ Tô Thương lại chết rồi. Nhớ lại những hình ảnh ngọt ngào của hai người khi ở bên nhau, Lý Nguyệt đã đau đớn không muốn sống nữa. Không gì buồn hơn nỗi buồn của một trái tim đã héo rũ. Bây giờ đầu óc của Lý Nguyệt trống rỗng, cả người giống như chỉ là một cái xác không hồn, cho dù người khác đang nói chuyện bên tai cô thì cô cũng chẳng nghe được gì, đầu óc cứ vang ong ong. Thanh Hoàng nữ đế. Vương Dương Minh đương nhiên đã đoán được trạng thái cảm xúc của Lý Nguyệt, ông ấy cũng không cảm thấy bất ngờ, mà chỉ nghiêm túc nói, cô tỉnh táo lại đi, Tô Thương chết cũng đã chết rồi, người chết không thể sống lại, nhưng cô có thể giúp cậu ấy. Anh ấy đã chết rồi, tôi còn giúp được gì cho anh ấy đây hả? Lý Nguyệt hai mắt đỏ bừng, đau khổ nói, Tô Thương, anh chết rồi, em cũng không muốn sống nữa, em sẽ xuống dưới với anh. Nghĩ như vậy, Lý Nguyệt lập tức huy động sức mạnh ngưng tụ ở bàn tay, muốn tự kết liễu chính bản thân. Nhưng lúc này, Vương Dương Minh tâm niệm vừa động, không hề ra tay nhưng đã có một luồng sức mạnh to lớn tuôn trào, ngăn Lý Nguyệt lại. Ông làm cái gì vậy hả? Lý Nguyệt gào thét nói. Bây giờ cô vẫn chưa thể chết được, Vương Dương Minh bình tĩnh nói. Tôi có sống hay chết cũng không cần ông quan tâm, ông mau tránh ra. Lý Nguyệt lạnh lùng nói. Được, vậy cô cứ chết đi, cứ để di nguyện của Tô Thương cứ thế chìm vào quên lãng, để cho cậu ấy vĩnh viễn cũng không được nhắm mắt. Vương Dương Minh nói tiếp, còn nữa, để cho hung thủ giết cậu ấy ung dung tự tại, sống vui vẻ đi, hầy. Nói xong lời cuối cùng, Vương Dương Minh thở dài một hơi, sau đó xoay người định rời đi. Ông đứng lại. Đúng lúc này, Lý Nguyệt bỗng nhiên đứng dậy khỏi mặt đất, ánh mắt nhìn vào Vương Dương Minh, cô hít sâu một hơi, lạnh lùng hỏi, di nguyện của Tô Thương là gì? Linh khí thức tỉnh, phá vỡ niềm chẳng lành, giúp cho tu sĩ trong thiên hạ có thể thăng cấp mà không kiêng dè bất cứ điều gì. Vương Dương Minh nói, tôi có thể làm được điều đó sao? Lý Nguyệt hỏi, chỉ cần cô bằng lòng, tôi sẽ giúp cô khôi phục sức chiến đấu đến thời kỳ đỉnh phong. Vương Dương Minh nghiêm túc nói, được, linh khí thức tỉnh, phá vỡ niềm chẳng lành, nếu Tô Thương nặng lòng với thiên hạ,
hơn nữa còn vì thế mà hy sinh tính mạng, vậy thì tôi sẽ không thể chỉ biết khoanh tay đứng nhìn, chỉ cần tôi có thể giúp được, tôi nhất định sẽ dốc hết sức ứng phó. Lý Nguyệt nhìn chằm chằm vào Vương Dương Minh, trong hai mắt hiện lên tia hung ác hiếm thấy, cô trầm giọng hỏi, Vương Dương Minh, vừa rồi ông có nhắc tới hung thủ giết chết Tô Thương, vậy ông hãy nói cho tôi biết đi, người đó là ai vậy, tôi nhất định phải khiến cho kẻ đó nợ máu phải trả bằng máu. Người này cô không biết đâu, nhưng mà, cô sẽ biết nhanh thôi, vì người đó chính là Thiên Đạo Ý Chí. Hình 1. Vương Dương Minh đón nhận ánh mắt của Lý Nguyệt, nghiêm túc nói, cô hãy nghe theo sự sắp xếp của tôi và cô sẽ dốc sức xóa sổ Thiên Đạo Ý Chí, báo thù cho Tô Thương. Sau đó khởi động linh khí thức tỉnh, từ đó phá vỡ áp chế của điểm chẳng lành, nếu như Tô Thương dưới suối vàng có linh thiêng, chắc chắn sẽ vô cùng vui mừng. Được, tôi đồng ý với ông. Lý Nguyệt không chút do dự, nói ra lời đồng ý. Vương Dương Minh thấy vậy thì lộ ra một nụ cười đầy sâu xa, sau đó thu Lý Nguyệt vào trong đế khí, thân ảnh theo đó cũng chợt biến mất. Vào thời điểm đó, có quá nhiều chuyện đã xảy ra ở khắp mọi nơi trên thế giới. Núi Côn Luân. Đông đảo các thiên tài của cái ngọn núi lớn đang xếp hàng dài, lục tục tiến vào tinh không cổ lộ. Advertisement. Nhóm người Tô Thần Binh, Tô Kiền Khôn, Tô Dực Cân thì lại không để ý đến chuyện này. Bọn họ đã sớm quyết định xong xuôi, rằng sẽ không rời khỏi trái đất, sống chung chết chung với Tô Thương. Ngay tại thời điểm này, Advertisement. Người của nhà họ Tô đang bế quan tu luyện, nắm chặt lấy từng phút từng giây để gia tăng sức mạnh bản thân. Cậu chủ, ông chủ. Đúng lúc này, Tô Thành Y bỗng nhiên xuất hiện, cung kính chào hỏi Tô Kiền Khôn, thiếu chút nữa đã gọi nhầm. 100 năm trước, ông ấy là thuộc hạ kiêm đệ tử của Tô Vô Kỵ, bình thường nhìn thấy Tô Kiền Khôn đều gọi là thiếu gia. Dù sao lúc đó Tô Kiền Khôn vẫn còn trẻ, là chàng trai mới mười mấy 20 tuổi, gọi là cậu chủ là vô cùng thích hợp. Nhưng bây giờ thì khác, Tô Kiền Khôn đã tuổi già sức yếu, có con trai và cháu trai, thậm còn có cả chắt trai. Lúc này nếu như vẫn giữ xưng hô cậu chủ thì quả thật không thích hợp cho lắm. Cho nên Tô Thành Y đã thay đổi xưng hô thành ông chủ, chỉ là có đôi khi sẽ nói sai mà thôi. Tô Thành Y, ông với tôi đã quen biết nhau nhiều năm, giữa chúng ta không cần phải khách sáo như vậy. Tô Kiền Khôn gật gật đầu nói. Phép tắc là phép tắc, thuộc hạ không dám vượt qua. Tô Thành Y nghiêm túc nói. Cái ông này. Tô Càn Khôn chỉ vào Tô Thành Y, sau đó nói, thôi bỏ đi, cái tên cố chấp ông đây tìm tôi có việc gì. Ông chủ, bên ngoài có một người phụ nữ xinh đẹp hơn 30 tuổi, nói mình họ Thạch, tới đây để tìm người đàn ông của cô ta. Tô Thành Y thành thật nói. Xoạt xoạt. Lời này vừa nói ra, Tô Dực Cân và Tô Thần Binh đang bế quan ở mật thất, ánh mắt hai người họ đều đồng loạt rơi lên người Tô Kiền Khôn. Chuyện này, không liên quan gì đến tôi cả. Tô Kiền Khôn vừa nghe thấy lời này, đã lập tức trở nên lo lắng, vội vàng giải thích, tôi không quen biết cô ta, không hề quen biết luôn, cho nên chắc chắn sẽ không liên quan đến tôi. Cả đời này của tôi trong sạch, quang minh chính đại, liêm khiết chính trực, không a dua nịnh bợ, chưa từng làm ra chuyện gì có lỗi với người vợ quá cố cả. Tô Càn Khôn vội vàng giải thích. Ông chủ, sắc mặt Tô Thanh Y nhất thời tối sầm lại, nhỏ giọng nói, tôi đâu có nói cô ta tới đây tìm ông đâu. Người phụ nữ xinh đẹp kia đã chỉ đích danh, nói rằng muốn tìm Tô Thần Binh. Sao chuyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên app Tam Linh 247? Nếu bạn đọc ở các trang web khác, đó là tamlins247.vn. Vui lòng đọc tại app Tam Linh 247 để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất. Phù! Tô Kiền Khôn nghe vậy, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, ông ấy vỗ ngực, đứng đắn nói. Dọa chết tôi rồi, tôi đã nói rồi mà, sẽ không thể là đến tìm tôi đâu, tôi. Mà khoan đã. Tô Thành Y, vừa rồi ông nói người phụ nữ kia là tới tìm ai, ông nói lại một lần nữa xem. Đến tìm Tô Thần Binh, Tô Thành Y thành thật nói. Mẹ kiếp, người phụ nữ xinh đẹp, đến tìm Tô Thần Binh. Tô Kiền Khôn nghe nói như vậy thì lập tức nổi trận lôi đình, ông ấy xoay người nhìn chằm chằm vào Tô Thần Binh, đồng thời cũng rút thắt lưng ra. Nghiến răng nghiến lợi nói, thần binh, cái tên nhóc nhà cậu được đấy nhỉ, trêu hoa ghẹo nguyệt đủ cả, lá gan cũng lớn thật. Chúng ta mới chuyển tới núi Côn Luân chưa được bao lâu, cậu thế nhưng lại có nhân tình, lại còn là một người phụ nữ xinh đẹp.
mắt nhìn của cậu cũng độc đáo thật, cậu có con mắt tinh đời, cậu tài năng như thế sao không lên trời luôn đi. Tô Kiền Khôn tức giận nói, con dâu Thạch Ngọc Yến của tôi đã sinh cho cậu hai đứa con, ở nhà họ Tô thì cần cù chăm chỉ, lo trong lo ngoài, lên được phòng khác, xuống được nhà bếp, đã hy sinh cho nhà họ Tô nhiều như vậy. Mà con dâu mới đi có 5 năm, bây giờ cậu lại nhịn không được mà đi tìm người phụ nữ khác. Chết tiệt thật mà. Tô Kiền Khôn cắn răng nói, mẹ của con đã đi bao nhiêu năm, con là người biết rõ, lúc đó con mới mười mấy tuổi, đã trôi qua nhiều năm như vậy, con xem cha có tìm người phụ nữ khác sao. Mấy chục năm đấy, con có biết mấy chục năm nay cha đã sống như thế nào không, cha đã cô đơn ra sao, trống vắng ra sao, bên cạnh ngay cả một người làm ấm giường nói những lời chi kỷ cũng chẳng có. Nhưng mà, cha vẫn vượt qua được, chưa từng làm chuyện gì có lỗi với mẹ của con. Tô Kiền Khôn tức giận nói, nhưng mà con lại làm thế, bây giờ người phụ nữ đó, người ta còn tìm tới tận cửa, đáng giận. Cha! Tô Thần Binh sờ sờ sống mũi, cười khổ nói, cha tức giận là vì cha không tìm phụ nữ, mà con lại tìm, trong lòng cha khó chịu, cảm thấy thiệt thòi, phải không? Đúng vậy, tên nhóc cậu thật khiến cho người khác hâm mộ. Nhớ lại những tháng ngày mấy chục năm của cha con mình, quả thực đau đến mức không muốn sống, cha. Tô Kiền Khôn đang nói, bỗng nhiên phản ứng lại, tức giận nói bậy, con mới nói mấy lời bậy bạ gì đó, sao cha lại có thể khát vọng về những chuyện như này được chứ? Cha giận là bởi vì chính con không biết giữ chừng mực, làm xấu mặt nề nếp gia đình nhà họ Tô này, bôi nhọ nhà họ Tô, khiến cho người khác tức giận vô cùng. Hôm nay, xem cha có dạy dỗ cái tên phản nghịch con cho ra hồn không, cho con biết phép tắc của nhà họ Tô. Nói xong, Tô Kiền Khôn thẹn quá hóa giận, ông ấy lập tức giơ thắt lưng lên cao, mạnh mẽ rút ra. Có điều, Tô Dực Cân ở bên cạnh lại đứng ra, bắt lấy thắt lưng, tươi cười vỗ về nói, ông nội, trước hết ông đừng gấp gáp, hỏi rõ xem là chuyện gì rồi đánh cũng chưa muộn. Cháu cảm thấy cha cháu không phải là loại người đó đâu. Dực Cân à, xem ra cháu đã nhìn lần cha cháu rồi, thật ra cha cháu ở trước mặt các cháu chỉ là giả bộ mà thôi. Tô Kiền Khôn nhìn về phía Tô Dực Cân, lạnh lùng vạch trần Tô Thần Binh, mở miệng nói, cháu là con gái, bình thường rất nhiều chuyện ông cũng không tiện nói với cháu. Nhưng hôm nay chuyện đã đến nước này, ông thấy không nói không được rồi. Cháu không biết đâu, cha cháu chỉ là giả bộ ra vẻ đứng đắn mà thôi, đêm khuya vắng vẻ, cha cháu thường xuyên một mình trốn trong phòng xem phim ngắn. Tô Kiền Khôn nói tiếp, không chỉ như thế, cha cháu còn xem chương trình tuyển chọn, các kiểu người đẹp mặc áo tắm hai mảnh, xoay tới xoay lui, một mình cha cháu xem thì cũng thôi đi, đằng này cha cháu còn lôi kéo ông vào xem chung. Hay, loại chuyện như này ông thật sự rất xấu hổ khi nói ra, mất mặt quá đi thôi, mặt mũi nhà họ Tô đều bị cha cháu làm mất sạch. Cha à! Hình một, Tô Thần Binh vừa nghe thấy lời này, nhất thời không vui. Vội vàng phản bác nói, cha nói con xem phim ngắn thì thôi đi, nhưng mà con lôi kéo cha xem chung các chương trình áo tắm hai mảnh đặc sắc đó khi nào, đó chẳng phải là cha muốn sao. Dực Cân, con nghe thấy rồi chứ? Tô Kiền Khôn lại nắm được nhược điểm trong lời nói của Tô Thần Binh, vội vàng nói, cha con đã thừa nhận rồi, thừa nhận bản thân thích xem phim ngắn. Chết, sơ suất rồi. Tô Thần Binh đỡ chán, trong lòng vô cùng hối hận, suy cho cùng bản thân vẫn không tính kế giỏi hơn cha mình. Về phần Tô Dực Cân thì hoàn toàn trợn tròn mắt, ngơ ngác đứng tại chỗ, trong lúc nhất thời không biết nên nói gì mới phải. Cô ấy trở lại núi Côn Luân mới có mấy ngày, vẫn không phát hiện giữa cha và ông nội lại có thể nói chuyện. Nói chuyện, quá lên như vậy. Điều này khiến cho cô ấy không thể thích nghi được. Khá nhỉ. Tô Thần Binh. Đúng lúc này, chợt có một người phụ nữ mặc váy dài màu trắng xuất hiện, nhàn nhã đi tới, hơn nữa còn lộ vẻ không vui nói, khi tôi vắng mặt. Ông vậy mà lại ngoại tình, sau lưng xem loại phim đó, ông thật khiến cho tôi quá thất vọng rồi. Đến rồi. Thạch Ngọc Yến đến rồi. Bà ấy thông qua truyền tống trận, đã đến núi Côn Luân vào nửa tiếng trước. Chẳng qua Thạch Ngọc Yến đã đến tinh không cổ lộ đi một vòng, cho nên cho đến tận bây giờ mới đến gặp người nhà. Xoạt, xoạt, xoạt. Nghe được giọng của Thạch Ngọc Yến, Tô Thần Binh, Tô Dực Cân và cả Tô Kiền Khôn đều nhìn qua. Giọng nói quen thuộc. Giọng nói của Thạch Ngọc Yến, bọn họ đương nhiên sẽ không quên, cho nên đã vô cùng kích động. Ngọc Yến. Hai mắt Tô Thần Binh lập tức sáng lên, chạy ra khỏi mật thất bế quan,
sải bước xông về phía Thạch Ngọc Yến, muốn ôm chặt lấy vợ mình. Đứng lại! Thạch Ngọc Yến lại giơ tay lên, đưa tay ngăn cản Tô Thần Binh, bà ấy chất vấn, Tô Thần Binh, ông đã ngoại tình mà vẫn còn mặt mũi muốn ôm tôi sao? Tôi ngoại tình khi nào, vợ à, bà đừng có nghe cha nói lung tung, tôi rất trong sạch, từ trước tới giờ tôi chưa từng tìm đến người phụ nữ thứ hai, tôi có thể thề với trời đấy. Tô Thần Binh nghiêm túc nói, không tìm người thứ hai. Thạch Ngọc Yến lạnh lùng nói, cho nên, ông đã tìm người thứ ba, thứ tư, thứ năm sao? Nào có. Tô Thần Binh nói một cách chắc chắn, vợ à, bà phải tin tôi trong sạch mà. Hừ. Thạch Ngọc Yến không bị mua chuộc, cho dù ông không tìm phụ nữ, nhưng ông xem phim ngắn, tinh thần ngoại tình thì đó cũng là ngoại tình. Tô Thần Binh, ông có thừa nhận hay không? Tôi. Tô Thần Binh có chút bối rối, nhưng Thạch Ngọc Yến nói rất có lý. Ông ta cũng không có lý do gì để phản bác, tôi thừa nhận. Nhưng mà, vợ à, tôi có nhu cầu trên phương diện này, dù sao cũng phải giải quyết chứ, tôi. Xí, tôi không thèm nghe mấy lời giải thích của ông. Nói tóm lại, ông đã ngoại tình, tôi sẽ không tha thứ cho ông. Thạch Ngọc Yến khoanh tay, giống như một vị đại tiểu thư không thèm nói lý lẽ, nghiêm túc nói, nhưng mà, tôi có thể quan sát biểu hiện của ông xem sao, xem biểu hiện sau này của ông. Nếu sau này ông biểu hiện không tệ, có lẽ tôi sẽ suy nghĩ lại. Dáng vẻ này. Tô Thần Binh và Thạch Ngọc Yến lúc mới quen biết, Thạch Ngọc Yến chính là mang dáng vẻ này. Đại tiểu thư không nói lý lẽ, thua Tô Thần Binh nhưng lại không phục, cho nên đã cứng rắn quấn lấy Tô Thần Binh, muốn đánh thêm một lần nữa, kết quả, cuối cùng bản thân lại dính vào người ta. Tô Thần Binh vừa nhìn thấy dáng vẻ này của vợ mình, trong nháy mắt nhận ra được vợ mình đang nói giỡn với mình. Cho nên nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Hay lắm, vợ à, bà dám đùa giỡn ta, xem tôi xử lý bà thế nào. Tô Thần Binh thẳng thừng ôm lấy Thạch Ngọc Yến, hai người thể hiện tình cảm, vô cùng ngọt ngào. Tô Dực Cân đứng ở xa cũng nở nụ cười, không nghĩ tới cô ấy còn có thể nhìn thấy cha mẹ thể hiện tình cảm, cảnh tượng để đời ấy nhỉ. Có điều, cảnh tượng tình cảm này, đối với Tô Kiền Khôn cô đơn hơn phân nửa quãng đời mà nói thì rất không thân thiện. Ông ấy đen mặt nói, được rồi, hai con phải suy nghĩ đến cảm nhận của người già như cha chứ, đừng ôm nữa có được không? Lời này vừa nói ra, Tô Thần Binh và Thạch Ngọc Yến nhất thời có chút xấu hổ, mặt hai người đều hơi phiếm hồng. Mẹ! Ngay sau đó, Tô Dực Cân chạy tới, thẳng tay kéo Tô Thần Binh ra, sau đó nhào vào ôm lấy Thạch Ngọc Yến. Con gái ngoan! Thạch Ngọc Yến ôm chặt lấy Tô Dực Cân, hai mắt ửng đỏ. Nghẹn ngào nói, chia xa 5 năm, con đã thay đổi rất nhiều, mẹ cũng sắp không nhận ra con rồi. Nữ đại thập bát biến sao mà mẹ, đầu Tô Dực Cân tựa vào vai Thạch Ngọc Yến. Sao nữ đại thập bát biến, ngoại hình của người con gái thay đổi rất nhiều trong quá trình trưởng thành. Đúng vậy, càng ngày càng trở nên xinh đẹp hơn, Thạch Ngọc Yến nhẹ nhàng cười nói. Sao chuyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên app Metroid Hot? Nếu bạn đọc ở các trang web khác. Đó là metruinhot.vn. Vui lòng đọc tải app Metruin Hot để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất. Ngọc Yến, sao con lại đột nhiên tới đây, có chuyện gì sao? Lúc này, Tô Kiền Khôn hỏi, hay, con muốn bước lên tinh không cổ lộ? Quả thật con có chuyện, lại còn là chuyện quan trọng. Thạch Ngọc Yến nghe nói như vậy, lập tức trở nên nghiêm túc. Bà ấy nghiêm túc nói, con tới đây chủ yếu là muốn khuyên mọi người tiến vào tinh không cổ lộ, rời khỏi trái đất. Lời này vừa nói ra, biểu cảm của người nhà họ Tô đều thay đổi, rõ ràng ai nấy cũng đều không tình nguyện, chủ yếu là lo lắng cho Tô Thương. Nhưng mà, Thạch Ngọc Yến lại phân tích quan hệ lợi hại trong đó, khuyên bọn họ đến ngoại vực, núi xanh còn đó, lo gì thiếu củi đốt. Cuối cùng, Thạch Hạo Hãn vỗ ván. Quyết định để cho Tô Dực Cân từ tinh không cổ lộ đi ra ngoại vực, còn về phần những người khác của nhà họ Tô thì ở lại núi Côn Luân. Chấm chấm chấm. Kết cấu của thiên hạ, bởi vì linh khí thức tỉnh mà đã xảy ra thay đổi rất lớn. Nhưng trên toàn thế giới, có rất nhiều nơi đều có người không hành đi đâu cả, bọn họ kiên trì sứ mệnh của mình, muốn vào lúc được kêu gọi, sẽ khởi động trận pháp mà mình phụ trách. Chấm chấm chấm. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Bất chi bất giác đã đến ngày hôm sau. Trong cung điện, dưới núi Cửu Phong, Tô Thương ở trong đã tu luyện 5 tiếng trong cột ánh sáng, chuyển đổi thành thời gian của cột ánh sáng là khoảng 1.000 năm.
1000 năm này, Tô Thương không ăn không uống, vẫn duy trì tư thế khoanh chân ngồi thiền. Trong thời gian đó, anh đã tốn 500 năm để tìm hiểu làm thế nào mới dung hợp ký ức ba đời được, nhưng đáng tiếc anh lại không thu hoạch được gì. Dung hợp ký ức ba đời, vốn dĩ không đầu không đuôi, cho nên Tô Thương không biết bắt đầu từ đâu. Và đương nhiên, 500 năm này cũng không tính là lãng phí vô ích. Lúc trước Tô Thương đột phá quá nhanh, cho nên trong khoảng thời gian 500 năm này, cảnh giới của anh đã trở nên vô cùng vững chắc, đương nhiên những người có cảnh giới bằng anh, không ai có thể là đối thủ của anh. 500 năm sau, Tô Thương đã bắt đầu đi ngược lại với đạo trời, anh muốn phá vỡ đế cảnh áp chế, tiến tới đế cảnh. Chỉ khi anh trở thành vị đế cảnh thứ hai của trái đất, khi đối mặt với Vương Dương Minh thì anh mới có sức mạnh so tài một trận. Đế cảnh áp chế của trái đất quả thật rất mạnh, cho dù anh tạo ra cột ánh sáng ở trong tháp hư không và chìa khóa của Đông Phủ, nhưng vẫn sẽ bị đế cảnh của Vương Dương Minh áp chế. Dứt khoát, vào 500 năm cuối cùng, Tô Thương có chút thành tựu, bây giờ đã đạt được lực lượng hùng mạnh. Mặc dù vẫn còn kém một chút so với thời điểm đỉnh phong của anh, nhưng nếu gặp phải Vương Dương Minh, cũng sẽ không thua một cách thảm hại, thậm chí còn có con đường sống. Soạt! Bỗng nhiên, trong nháy mắt, Tô Thương mở hai mắt ra, kết thúc tu luyện đã duy trì ngàn năm. Tô Thương, cậu thành công chứ? Nhìn thấy Tô Thương bước ra khỏi cột ánh sáng, Ngô Thanh Ảnh vội vàng tiến lên hỏi, trong mắt tràn ngập hy vọng. Ừm, Tô Thương gật đầu, anh đã bế quan ngàn năm, sau khi xuất quan, phong độ của anh cũng đã xảy ra thay đổi vô cùng lớn, Ngô tiền bối, chuyện tiếp theo cứ giao cho tôi đi, hung thủ sát hại Tuyết Nhi, tôi khiến cho người đó nợ máu phải trả bằng máu. Tô Thương, Ngô Thanh Ảnh thật lòng nhắc nhở, cậu đừng liều lĩnh, vẫn là câu nói kia, nghĩ cho thật kỹ rồi hẳn làm. Tôi hiểu rồi. Tô Thương gật nhẹ đầu, đang chuẩn bị nói thêm gì đó. Nhưng đúng vào lúc này, trong đầu anh đột nhiên có một giọng nói vang lên. Tô Thương, núi Côn Luân, bên cạnh Hỗn Nguyên Vô Cực Trận, tôi muốn nói với cậu về chuyện hợp tác. Hửm. Giọng nói này, vô cùng xa lạ. Tô Thương nhíu mày, cũng không biết người mời mình bàn bạc chuyện hợp tác là ai. Tôi chính là thiên đạo ý chí mà Vương Dương Minh nói đến, tôi ở núi Côn Luân chờ cậu. Giọng nói này lại vang lên một lần nữa. Thiên đạo ý chí. Ánh mắt Tô Thương lập tức trở nên sắc bén, sau một hồi suy nghĩ, anh quyết định đến tìm hiểu cho đến cùng. Sau khi nói lời tạm biệt với Ngô Thanh Ảnh, Tô Thương mở truyền tống trận ra, đi thẳng tới núi Côn Luân. Trước đây, Tô Thương không chỉ bố trí truyền tống trận ở núi Cửu Phong, mà ở núi Côn Luân cũng có. Khi đó, vì để phòng ngừa chuyện không may, Tô Thương định nhờ vào Hỗn Nguyên Vô Cực Trận. Hy vọng vào thời điểm mấu chốt có thể bảo vệ bản thân. Bởi vì, Tô Thương có thể tiến vào Hỗn Nguyên Vô Cực Trận, nhưng những người khác thì lại không thể. Có điều sau đó, Tô Thương muốn giả chết thoát thân, khiến cho Vương Dương Minh nghĩ rằng anh đã chết, từ đó buông lỏng cảnh giác. Hơn thế nữa, nếu như đến núi Côn Luân, mặc dù xác suất lớn là Vương Dương Minh sẽ không giết được anh, nhưng ông ấy sẽ ra tay với những người khác ở núi Côn Luân. Người nhà Tô Thương đều ở núi Côn Luân. Cho nên sau khi cân nhắc, anh quyết định không mở ra truyền tống trận đi đến núi Côn Luân. Bù! Truyền tống trận mở ra, rất nhanh, Tô Thương đã xuất hiện ở núi Côn Luân, anh bước ra khỏi truyền tống trận. Cậu tới rồi! Tô Thương còn chưa kịp ôn chuyện với người thân, bên tai đã truyền đến giọng nói của thiên đạo ý chí. Anh đưa mắt nhìn qua, Tô Thương phát hiện phía sau mình có một người đàn ông trung niên mặc áo màu xanh. Hắn ăn mặc thư sinh, khí chất nho nhã. Mặt tươi cười nhìn Tô Thương. Thiên đạo ý chí, Tô Thương nhíu mày hỏi. Không sai. Người đàn ông mặc áo xanh cười nói, hoặc là cậu có thể gọi tôi là Diệp Miễn, Miễn trong Miễn Lịch sao? Sao Miên Ly, động viên? Diệp Miễn? Ừm. Người đàn ông mặc áo xanh gật đầu nói, tất cả thiên đạo ý chí đều là người tu hành chí cường, có người tu chân, có người luyện võ cổ đại. Những điều này tôi sẽ không nói quá nhiều, Tô Thương. Tôi biết lai lịch của cậu, hai kiếp trước của cậu đều rất tài giỏi xuất chúng, hơn nữa còn nhận được lời mời của tôi. Người đàn ông mặc áo xanh nhìn về phía Tô Thương, khẽ cười nói, tôi muốn khiến cho bọn họ tiếp nhận tôi, trở thành thiên đạo ý chí, nhưng đáng tiếc, bọn họ đều không đồng ý. Bây giờ, tôi muốn mời cậu thêm một lần nữa. Tô Thương, cậu có bằng lòng thay thế tôi không? Người đàn ông mặc áo xanh nghiêm túc nói. Tôi có bằng lòng hay không thì cũng không có ý nghĩa gì.
vì ông đã tìm được người thay thế rồi. Tô Thương bình tĩnh nói, anh có thể cảm nhận được sự chênh lệch giữa anh và Diệp Miễn, cho nên anh không dám liều lĩnh ra tay. Người cậu nói là Vương Dương Minh đúng chứ? Thiên đạo ý chí Diệp Miễn nghe anh nói vậy, thì lắc đầu nói, người kia mang tâm tư quá nặng, tôi không thích chút nào. Tô Thương, trên trái đất có vô số thiên tài, nhưng người có thể được tôi lựa chọn, lại chỉ có cậu. Diệp Miễn cười nói, hơn nữa, có thể được tôi chọn đã là vinh hạnh của cậu, kiếp này, cậu, có đồng ý hay không? Đồng ý không? Nghe Diệp Miễn nói, Tô Thương rơi vào trầm mặt, trong đầu hiện lên vô số suy nghĩ. Anh đã từ chối mấy lần, cho dù là Tổ Long đời thứ nhất, hay là Huyền Thiên Tiên Đế đời thứ hai, đều không đồng ý. Kiếp này, dựa theo tính cách của anh thì sao có thể từ bỏ đây? Nhưng mà, Tô Thương hiểu rất rõ, một khi anh từ chối, rất có thể sẽ bị thiên đạo ý chí xóa sổ. Mà mình lại không hề có sức đánh trả, dù sao cảnh giới của đối phương cũng cao hơn đế cảnh, sức mạnh vượt xa anh. Tô Thương, cậu không cần trả lời, tôi đã biết suy nghĩ trong lòng cậu rồi. Diệp Miễn thấy vậy, nhẹ nhàng cười nói, Tổ Long không đồng ý, Huyền Thiên Tiên Đế cũng không đồng ý, mà cậu, Tô Thương, chắc chắn cũng sẽ không đồng ý. Nhưng mà, tôi muốn nói cho cậu biết, cậu chỉ có hai lựa chọn, hoặc là chết, hoặc là sống. Tiếp nhận tôi, trở thành thiên đạo ý chí, ngang hàng với tôi, sau này chúng ta chính là đồng nghiệp với nhau, cậu sẽ có được tuổi thọ vô hạn. Diệp Miễn nói tiếp, lựa chọn thứ hai, chính là từ chối tôi. Cậu cứ yên tâm, rằng tôi sẽ không giết cậu, nhưng Vương Dương Minh thì không chắc. Hôm nay, tôi chắc chắn phải chọn ra một người kế nhiệm, nếu cậu không đồng ý, tôi đành phải lựa chọn Vương Dương Minh. Tôi có thể nhìn ra, cậu đã đặt chân vào đế cảnh hậu kỳ rồi, với sức mạnh trước mắt của Vương Dương Minh, muốn xóa sổ cậu thì có hơi tốn sức, nhưng ông ta vẫn có thể làm được. Diệp Miễn cười nói, nếu như tôi mở ra thiên môn, giúp ông ta đặt chân lên đế cảnh, vậy ông ta giết cậu sẽ là chuyện vô cùng dễ dàng. Đến cuối cùng, kết cục của cậu chỉ có một con đường chết, không có khả năng nào khác. Là sống hay chết, tôi cho cậu thêm một cơ hội lựa chọn nữa, hy vọng cậu không khiến tôi thất vọng. Diệp Miễn bình tĩnh nói, đồng thời biểu cảm cũng trở nên nghiêm túc. Nếu tôi tiếp nhận ông, trở thành thiên đạo ý chí, vậy thì những người thân và bạn bè của tôi có thể thoát khỏi được sự sụp đổ của kỷ nguyên hay không? Lúc này, Tô Thương hỏi. Không thể. Diệp Miễn nghiêm túc trả lời, kỷ nguyên sụp đổ, cho dù ai cũng không tránh được. Và đương nhiên, cậu với tư cách là thiên đạo ý chí, là người khởi động cho kỷ nguyên sụp đổ, cậu có thể sống. Chạy ra ngoại vực, cũng không thể sống sót sao? Tô Thương hỏi thêm. Đúng vậy. Diệp Miễn nói, chỉ cần sinh ra ở trái đất, sẽ có dấu ấn của trái đất, cho dù có trốn đến ngoại vực hay là thứ nguyên không gian cao cấp đi chăng nữa, thì cũng không thể thoát khỏi kỷ nguyên sụp đổ. Vũ trụ thương khung bao la mênh mông, chỉ có người đạt từ đế cảnh trở lên mới có thể ở trong thời kỳ kỷ nguyên sụp đổ mà sống sót. Diệp Miễn nói tiếp, mà muốn thăng cấp từ đế cảnh trở lên, chỉ khi thông qua được sự cho phép của tổ chức chúng tôi, mở ra thiên môn. Cho nên, Tô Thương, gia nhập tổ chức của chúng tôi, đối với cậu mà nói là một lựa chọn vô cùng chính xác. Bạn bè và người thân đều chết hết, sao tôi có thể sống một mình? Tô Thương nghe vậy, lại khinh thường chất vấn. Vậy thì tính là cái gì, cho dù là tình cảm gì thì cũng không ngăn được sự xâm nhập của năm tháng. Diệp Miễn nghiêm túc nói, tình thân, tình yêu, tình bạn, thậm chí là cơ tình, thời gian dài cũng sẽ chậm rãi biến mất, cuối cùng không còn sót lại chút gì. Huống hồ gì, sau khi kỷ nguyên sụp đổ, cậu vẫn còn sống, cậu có thể chờ kỷ nguyên mở ra, xây dựng gia đình, kết bạn, cảm nhận cuộc sống mới một lần nữa. Sao sao chuyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên app Metruin Hot? Nếu bạn đọc ở các trang web khác, đó là metruinhot.vn. Vui lòng đọc tải app Metruin Hot để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất. Diệp Miễn nhìn Tô Thương, tràn đầy thương cảm nói, thế nhưng tôi tin rằng, sau khi trải qua vài lần, cậu sẽ không còn lối suy nghĩ này, bởi vì cậu sẽ nhìn thấu hết tất cả, tìm hiểu cái gọi là tình cảm. Đây chỉ là quan điểm tình cảm của ông, không nên lấy quan điểm của ông về tình cảm áp đặt lên tôi. Tô Thương lạnh lùng nói, Diệp Miễn, bây giờ tôi nói rõ ràng cho ông biết, tôi từ chối lời mời của ông. Ha ha! Diệp Miễn nghe anh nói như vậy, biểu cảm lập tức trở nên lạnh lùng, trầm giọng nói, tôi đã đoán được cậu sẽ từ chối tôi,
chỉ là tôi không nghĩ tới, lý do cậu từ chối tôi lại giống y như đúc lý do của hai kiếp trước. Cậu ở đời thứ nhất, tôi đã xuất hiện hỏi cậu có đồng ý tiếp nhận tôi hay không, trở thành người bất tử chân chính, vĩnh viễn khống chế trái đất, không cần lo lắng triều đại sẽ thay đổi. Nhưng lý do cậu từ chối, chính là sau khi kỷ nguyên sụp đổ, sống một mình không hề có ý nghĩa, vì thế cậu đã đến ngoại vực, đi để tìm một con đường sống, mà tôi cũng không ngăn cản cậu, nhưng tôi nghĩ mãi cũng không hiểu. Diệp Miễn tò mò nói, rốt cuộc cậu là một người như thế nào, trên đời này, thật sự có người sẽ vì bạn bè và người thân mà lựa chọn từ bỏ ký ức bất tử sao? Tôi không hiểu, cho nên tôi chẳng những không ngăn cản cậu, thay vào đó còn giúp cậu một tay, đánh cậu rơi vào thời không hỗn loạn, cho cậu đi tới tinh vực 10 vạn năm trước, bây giờ tinh vực đó đã được cậu đặt tên là Huyền Thiên Tinh Vực. Diệp Miễn nói tiếp, lúc đó, tôi rút mất một phần ký ức của cậu, muốn xem nếu như cậu đạt đến đỉnh cao một lần nữa, thì cậu sẽ lựa chọn như thế nào. Nhưng quả nhiên cậu không khiến cho tôi thất vọng, lại một lần nữa bước lên đỉnh phong. Thiên đạo ý chí của Huyền Thiên Tinh Vực là sư đệ tôi, có quan hệ vô cùng tốt với tôi đã giao cho ông ấy thăm dò cậu, kết quả cậu vẫn vì không thể vứt bỏ tình thân, mà thẳng thừng từ bỏ gia nhập vào tổ chức của chúng ta. Diệp Miễn nói tiếp, nhưng tôi vẫn không thể nào hiểu nổi, cậu làm cho tôi rất mất mặt. Vì thế tôi đã bảo thiên đạo ý chí của Huyền Thiên Tinh Vực âm thầm dẫn cậu vào cửu u địa ngục, tôi trốn ở nơi đó, rút đi một phần ký ức của Huyền Thiên Tiên Đế cậu, giam giữ cậu ở cửu u địa ngục. Vốn dĩ tôi nghĩ rằng, cậu vĩnh viễn sẽ bị phong ấn, nhưng tôi không hề ngờ tới, cậu lại trở về trái đất, thậm chí sức mạnh còn khôi phục đến đỉnh phong. Ký ức hai đời của tôi, là do ông rút mất. Tô Thương lạnh lùng hỏi. Không sai. Hình một. Diệp Miễn khẽ cười nói, cậu trở lại trái đất, nơi này thuộc phạm vi quản lý của tôi, ở chỗ này tôi là người khống chế tất cả mọi thứ. Tiếp sau đó Vương Dương Minh xuất hiện, tôi thấy hai người đối chọi gay gắt, nhưng cũng không để ý tới Diệp Miễn nói tiếp, tôi khinh thường, cũng không muốn để ý tới, bởi vì tôi thật sự không thích Vương Dương Minh. Cậu chính trực hơn ông ta, còn ông ta, thì quá bị ổi, tôi không thích, cho nên tôi đã cho cậu cơ hội 5 lần 7 lượt. Diệp Miễn nói đến đây. Sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói, nhưng đáng tiếc thật đấy, cậu lại từ chối tôi lần nữa, mà lần này, tôi rất tức giận. Nhiệm kỳ của tôi trên trái đất cũng đã kết thúc, và đó là lúc để chấm dứt tất cả. Nếu cậu không đồng ý, vậy tôi đành phải tìm đến Vương Dương Minh để làm người thay thế. Dứt lời, Diệp Miễn hướng lên trời cao, hét lớn một tiếng, Vương Dương Minh, ra đây cho tôi. Bù! Ngay sau đó... Bầu trời bị một bàn tay xé toạc lộ ra một lỗ hổng, ngay sau đó Vương Dương Minh bước ra từ trong khe nứt. Bái kiến Diệp tiền bối. Sau khi đi tới bên cạnh Diệp Miễn, Vương Dương Minh quỳ xuống. Biểu cảm đầy vẻ kính sợ và thành kính, hoàn toàn giống như một con chó vậy. Diệp Miễn gật nhẹ đầu, sau đó nhìn về phía Tô Thương, cười lạnh nói, Tô Thương, cậu thấy chưa, đây là thái độ của cậu đối với tôi, và thái độ của ông ta đối với tôi. Ông ta giống như một con chó của tôi, vốn dĩ không thích hợp làm đồng nghiệp của tôi. Nhưng mà, cậu lại mạnh mẽ nhường cơ hội này cho ông ta. Diệp Miễn khẽ cười nói, bây giờ cậu đổi ý, vẫn còn kịp. Đừng có mơ. Tô Thương lạnh lùng nói, nếu tôi đã quyết định, thì chưa bao giờ đổi ý. Hừ, ngu xuẩn hồ đồ. Diệp Miễn tức giận nói, Vương Dương Minh, bây giờ tôi sẽ mở ra thiên môn sẽ duy trì trong vòng nửa tiếng. Ông hãy nhanh chóng vào đột phá trên đế cảnh đi. Nhớ kỹ, quy tắc mở ra thiên môn rất nhiều, tôi đã nhậm chức ở trái đất hơn 10 vạn năm, nhưng cũng chỉ mở ra cơ hội có một lần mà thôi, hơn nữa chỉ có thể mở ra trong vòng nửa tiếng. Trong vòng nửa tiếng đồng hồ, nếu ông không thể đặt chân lên đế cảnh, thì đó là do ông không đủ cơ duyên, vậy thì cứ bỏ mạng trong đó đi. Diệp Miễn lạnh lùng nói, sau đó vung tay lên, trên bầu trời lập tức truyền đến tiếng ầm ầm. Thiên môn. Mở ra rồi. Đây chính là cơ hội để thăng cấp lên đế cảnh. Giờ phút này. Trên không trung, bầu trời xuất hiện một cái động hình tròn màu đen, trong đó có ngôi sao chuyển động, tỏa ra sức hấp dẫn vô tận. Đây chính là thiên môn. Chỉ cần bước vào thiên môn, là sẽ có cơ hội đặt chân đến trên cảnh giới tiên đế. Thiên môn. Vương Dương Minh nhìn thấy thiên môn mở ra, trong mắt hiện lên sự hưng phấn vô cùng, tôi đợi ngày đã quá lâu rồi. Không ngờ đến bây giờ, cuối cùng tôi có thể nhìn thấy thiên môn rồi. Tiền bối Diệp, cảm ơn ông đã tác thành,
tôi nhất định sẽ không phụ sự mong đợi của mọi người đâu, chắc chắn sẽ đặt chân đến trên cảnh giới tiên đế. Vương Dương Minh phấn Diệp Miễn, lễ phép nói, đợi tôi đặt chân đến cảnh giới đế, chắc chắn tôi sẽ quản lý thật tốt trái đất, và chỉ nghe sự sai khiến của một mình ông thôi. Diệp Miễn khẽ cười nói, tuy tôi không thích ông, nhưng không thể không nói, khi ông nịnh hót, khiến tôi cảm thấy rất dễ chịu trong lòng, có đồ chó má như ông, cũng có thể coi như không phải chuyện xấu gì. Cảm ơn sự công nhận của tiền bối Diệp, có thể làm chó của tiền bối, cũng là niềm vinh hạnh của tôi. Vương Dương Minh thành tâm nói. Ha ha! Diệp Miễn hài lòng cười cười, rồi nói, Vương Dương Minh, ông không nên vui mừng quá sớm, ông chỉ còn nửa tiếng nữa, mau đi vào nhanh lên. Tuy thiên môn đã mở ra, nhưng khi tiến vào thiên môn, cũng có khả năng không thăng cấp lên trên cảnh giới tiên đế. Tôi thấy cơ hội của ông rất lớn, tích lũy nhiều sử dụng ít, chắc chắn có thể thành công, bản thân phải nỗ lực nhiều đấy. Diệp Miễn nói ra, nếu ông thất bại, sẽ là sự tổn thất vô cùng lớn đối với tôi, cho dù ông còn sống sót trở về, thì tôi cũng không bỏ qua cho ông đâu. Vâng. Vậy, tiểu nhân vào bên trong đây ạ, tiền bối Diệp hãy chờ tin tốt của tôi. Vương Dương Minh lễ phép hành lễ, sau khi tạm biệt, liền nhún người nhảy vào bên trong thiên môn. Ầm ầm. Đi cùng với âm thanh phát ra từ bên trong thiên môn, là tiếng sét vang dội, tiếng kêu vô cùng lớn. Vương Dương Minh. Tô Thương đưa mắt nhìn theo bóng người của Vương Dương Minh tiến vào thiên môn, biểu cảm có chút phức tạp, không biết anh ấy đang suy nghĩ đến điều gì. Tô Thương, cậu đã hết cơ hội rồi. Lúc này, Diệp Miễn nhìn về phía Tô Thương, khẽ cười nói, khi Vương Dương Minh ra ngoài, chính là ngày chết của cậu. Cậu cũng đừng mơ tìm người nhà để chào tạm biệt, tôi đã niêm phong nơi này lại rồi, tôi sẽ không để cậu được như ý nguyện đâu, giống như cậu đã từ chối thế chỗ của tôi, không để tôi được toại nguyện. Sự trả thù của Diệp Miễn rất thâm độc, ông ta lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Thương, muốn tìm ra cảm giác trả thù trên người của Tô Thương. Nhưng, rất đáng tiếc, Tô Thương không hề để ý tới Diệp Miễn, mà ngồi khoanh chân, hai mắt khép hờ lại. Hả? Diệp Miễn thấy vậy, giọng lạnh lùng nói, Tô Thương, chuyện đã đến nước này rồi, cậu còn giả bộ cái gì nữa, ông thật sự tưởng rằng còn có người sẽ cứu được cậu sao? Tại sao lại không? Tô Thương nhíu mày, không hề sợ hãi nói. Ha ha! Diệp Miễn lạnh lùng cười nói, những tên trợ thủ bên cạnh cậu, đến cảnh giới tiên đế cũng không đặt chân đến, thì dựa vào cái gì mà đòi đối phó với Vương Dương Minh, huống hồ, bây giờ chỉ có mỗi mình tôi ở đây. Không cần dựa vào bọn họ, mà chỉ dựa vào chính cậu, ha ha, thật là nực cười, Vương Dương Minh của cảnh giới trên tiên đế, khua tay một cái là có thể giết được cậu. Nghe thấy vậy, Tô Thương cũng không giải thích, mà chỉ lặng im vận công, không coi ai ra gì. Hừ, để tôi xem cậu kiêu căng ngạo mạn được đến khi nào. Diệp Miễn lạnh lùng hừ một tiếng, sau đó đứng ở một bên, đợi kết quả của Vương Minh Vương. Cứ như vậy, sau 20 phút, đi kèm với tiếng nổ vang trời, Vương Dương Minh đi ra từ bên trong thiên môn bên trong đi ra, khí tức quanh người vô cùng mạnh mẽ và kinh khủng, hoàn toàn giống như một người khác vậy. Không nghi ngờ gì nữa, ông ta, đã thành công. Cảnh giới trên tiên đế. Bây giờ, Vương Minh Dương đã đặt chân đến cảnh giới trên tiên đế. Cuối cùng cũng đã chạm tới vị trí cảnh giới ý chí thiên đạo. Vương Dương Minh, không sai, ông đã thành công rồi đấy, quả nhiên ông không khiến tôi phải thất vọng. Diệp Miễn cười cười, sau đó hướng về phía Tô Thương, giọng lạnh lùng nói, bây giờ, giết nó đi, tôi sẽ đem món quà của ý chí thiên đạo này tặng cho ông, đến lúc đó, ông chính là người của tổ chức chúng tôi rồi. Được. Vương Dương Minh nghe vậy, không một chút do dự nào, lập tức liền điều động toàn bộ sức mạnh của mình. Đột nhiên hướng thẳng về phía Tô Thương. Ngược lại, Tô Thương, thì vẫn ngồi ngay ngắn tại chỗ, lông mày không hề nhúc nhích, cũng không có ý muốn đánh trả. Ngồi chờ chết sao? Ha ha! Tô Thương, coi như tôi đã nhìn nhầm cậu rồi. Diệp Miễn lạnh lùng cười liên tục, đương nhiên vô cùng thất vọng về Tô Thương, kết luận chắc chắn Tô Thương sẽ chết ngay tức khắc. Nhưng vào lúc này, Vương Dương Minh đột nhiên thay đổi hướng tấn công. Trực tiếp hướng về phía Diệp Miễn, uy thế ngút trời. Hả? Diệp Miễn tất nhiên đã nhận ra, có chút nghi ngờ, sau đó liền đánh một chưởng. Một tiếng vang đùng đoàng qua đi, liền bộc phát ra luồng sóng chiến đấu kinh khủng. Ngay sau đó, Vương Dương Minh không hề rút lui,
mà đứng vững vàng trên mặt đất, tất nhiên là không ở thế yếu. Còn về Diệp Miễn, ông ta cũng không chùn bước, đứng ngay tại chỗ lạnh lùng nhìn chằm chằm Vương Dương Minh. Vương Dương Minh, ông dám ra tay với tôi à? Diệp Miễn tức giận gào thét lên. Ha ha! Vương Dương Minh nghe vậy, đường đường chính chính nói ra, Diệp Miễn, chính ông là người đã nhìn nhầm tôi đấy. Tôi là thiên tài của trái đất, sinh sống ở đây rất nhiều năm, sao lại nịnh nọt, vì bản thân mà chọn cấu kết với ông để làm việc xấu chứ? Tất cả mọi thứ tôi làm, đều là muốn mượn tay của ông, để đặt chân đến trên cảnh giới tiên đế thôi. Vương Dương Minh nói ra mục đích của mình. Còn về Tô Thương, lúc này anh ấy đứng lên, trên mặt không hề bất ngờ gì, bởi vì anh ấy đã đoán được kết quả này từ lâu. Cậu Tô, cậu bình tĩnh như vậy, xem ra kỹ xảo của tôi quá kém rồi, chưa từng lừa được cậu. Vương Dương Minh vừa cười vừa nói. Không. Tô Thương lại lắc đầu, khẽ cười nói, ông diễn rất tốt. Lần sau ông không được phép diễn nữa, không tôi sẽ bóp chết ông đấy. Nhưng sau này, tôi muốn tu luyện ngàn năm ở một không gian khác, muốn nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện. Tô Thương nói tiếp, ông cố tôi đã từng nói, người có thể tin tưởng duy nhất ở trái đất này, chính là Vương Minh Vương ông. Câu nói này, kiếp trước Huyền Thiên Tiên đã nói, tôi tin tưởng bản thân của thời kỳ đỉnh cao, sẽ không nhìn nhầm người đâu. Nhưng ngay từ đầu, tôi nghĩ mãi mà không ra. Tại sao ông lại phải giết Thiên Sơn Tuyết, về sau thì tôi đã nghĩ thông suốt rồi. Tô Thương tiếp tục nói, có lẽ, đây chính là phương pháp hòa hợp trí nhớ hai kiếp của Tuyết Nhi sao. Lúc ấy, thủ đoạn tôi giả chết, tuy thông minh, nhưng ông đã là cảnh giới tiên đế đỉnh phong rồi, chắn sẽ không phát hiện ra khí tức của tôi, nhưng ông vẫn chọn rời đi, trước khi đi đã nói một đống chuyện không thể giải thích được. Tô Thương khẽ cười nói, kết hợp những thứ này lại. Tôi lại không đoán ra được ý đồ của ông, vậy là tôi ngốc nghếch rồi. Ha ha! Vương Dương Minh nhìn về phía Tô Thương, nói như muốn khoe khoang, cậu Tô, đừng nói mấy thứ này nữa, không không biết, trên cảnh giới tiên đế, thật sự vô cùng mạnh đấy, cả người tôi tinh thần sảng khoái. Cậu còn 10 phút nữa, sau 10 phút thiên môn sẽ mở ra, cậu mau vào thiên môn đi. Ba người chúng ta dùng 20 phút, đã đặt chân lên cảnh giới trên thiên đế. Cậu đừng xem thường tôi, cho cậu 10 phút, chắc là đủ rồi nhỉ? Vương Dương Minh vừa cười vừa nói. Đủ rồi. Tô Thương ngẩng đầu, chăm chú nhìn thiên môn, trầm giọng nói, thậm chí là không dùng hết. Vừa nói xong, Tô Thương liền bay lên không trung, hướng thẳng về phía thiên môn. Dừng lại. Tôi bảo cậu tiến vào sao? Đúng lúc này, Diệp Miễn bỗng nhiên ra tay, muốn giết hại Tô Thương, Tô Thương đã phá vỡ quy tắc. Hung hăng xông đến thiên môn, nên giết. Đối thủ của ông, là tôi. Nhưng Vương Dương Minh liền đứng dậy, đứng chặn ở phía trước Tô Thương, ngăn cản Diệp Miễn. Vương Dương Minh. Diệp Miễn không kiềm chế được cơn giận, nghiến răng nghiến lợi nói, ông phản bội tôi còn chưa tính toán với ông đâu, bây giờ ông còn dám ngăn cản tôi, muốn chết thật sao hả? Ông vừa đặt chân đến cảnh giới trên tiên đế, cảnh giới còn chưa vững hẳn. Mà tôi đã đặt chân đến cảnh giới đó 10 vạn năm rồi, ông dựa vào cái gì mà đòi so sánh với tôi? Diệp Miễn tự tin hỏi lại. Một mình ông ta không được, vậy thì thêm cả tôi nữa, thì sao đây? Bỗng nhiên, có một người phụ nữ mặc váy dài màu trắng, bay ra từ trong thiên môn, đứng ngang hàng với Vương Dương Minh. Người đến kia không phải là ai khác, mà chính là Lý Nguyệt, tà váy tung bay, khí chất trầm tư, cô ấy đã đặt chân đến cảnh giới trên tiên đế. Còn có cả tôi. Đúng lúc đó, lại có một người phụ nữ đi ra từ trong thiên môn, cô ấy mặc chiếc váy màu xanh lam, lạnh lùng như băng, gương mặt xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Thiên Sơn Tuyết. Thiên Sơn Tuyết đã hồi sinh rồi, không, nói trắng ra là cô ấy chưa chết, chỉ là tiến vào một trạng thái khác thôi. Lời tiên đoán lúc trước của Tô Thương không sai, đó là phương pháp dung hợp ký ức của hai kiếp của Thiên Sơn Tuyết, chính là phá hủy trước để tái sinh sau. Bây giờ Thiên Sơn Tuyết đã đặt chân đến trên cảnh giới đế cảnh, giống với thực lực của Vương Dương Minh, Lý Nguyệt. Thanh Hoàng Nữ Đế, Thiên Viên Thần Am. Diệp Miễn đương nhiên nhận ra Lý Nguyệt và Thiên Sơn Tuyết, ngạc nhiên nói, hai người các ngươi, sao lại đi ra từ bên trong thiên môn? Ha ha, cái này đương nhiên là công trạng thuộc về tôi rồi. Vương Dương Minh khẽ cười nói, tôi tốn sức nịnh hót ông, còn làm chó của ông nữa, bỏ ra công sức lớn như vậy. Cũng không thể chỉ có một mình tôi đặt chân đến cảnh giới trên tiên đế, như thế không phải là tôi bị thua thiệt rất lớn sao?
Vương Dương Minh. Diệp Miễn không kiềm chế được cơn giận, khàn giọng gầm thét lên, tôi phải giết ông. Chị em đâu, đấu với ông ta một trận, để tranh thủ thời gian cho Tô Thương. Vương Dương Minh nói ra. Không cần ông ta nhắc nhở, Lý Nguyệt và Thiên Sơn Tuyết đã xông ra ngoài, cùng nhau chiến đấu với Diệp Miễn. Vương Dương Minh theo sát phía sau, cũng tham gia chiến đấu. Cứ như vậy, ba người bọn họ cùng chiến đấu với Diệp Miễn, nhưng kết quả lại không như ý muốn. Thực lực của Diệp Miễn rất mạnh, dù gì thì ông ta cũng đã tu hành cảnh giới trên đế cảnh nhiều năm, mà ba người Dương Minh Vương, Lý Nguyệt, Thiên Sơn Tuyết, chỉ là mới đặt chân đến cảnh giới này. Nếu như bất kỳ người nào trong bọn họ, đơn độc đánh nhau với Diệp Miễn, chưa đến một phút, sẽ thua ngay tức khắc. Ba người bọn họ ở cùng một chỗ, hiệu quả tốt hơn một, nhưng như vậy cũng không kiên trì được bao lâu. Rất nhanh. Khoảng 5 phút, Diệp Miễn ra đòn tấn công mạnh nhất, trực tiếp đẩy lui ba người Vương Dương Minh ra. Ngay sau đó, ông ta thừa thắng xông lên, bịch bịch bịch, ba trưởng được tung ra, ba người bọn Vương Dương Minh ngã ra đất, thi nhau nôn ra máu, sắc mặt tái nhợt, dường như đã mất đi sức chiến đấu. Đế cảnh phía trên chênh lệch cũng là rất lớn. Vương Dương Minh, Lý Nguyệt, Thiên Sơn Tuyết, ba người họ có thể kiên trì đến bây giờ, đã là rất tốt. Ha ha! Diệp Miễn thấy vậy, lạnh lùng cười nói, sức mạnh kinh khủng ở trước mặt này, bất kỳ âm mưu quỷ kế gì đều không thể dùng được, tôi bế quan trước, rồi sẽ giết Tô Thương, sau đó sẽ dần dần tra tấn các người. Nói xong, hai tay Diệp Miễn liền co lại, định đóng thiên môn lại, muốn dùng thiên môn để nhốt chết Tô Thương. Các vị, thời cơ đã đến, đại trận phạt thiên, đã đến lúc mở ra rồi. Đúng lúc này, Vương Dương Minh đột nhiên phát ra một âm thanh, giống như nhạc khí, vang vọng khắp trời đất. Bất kỳ ngóc ngách nào của trái đất, cũng có thể nghe được âm thanh của ông ta, đây chính là sức mạnh của cảnh giới trên tiên đế. Thạch hạo hãn của vùng núi tế trời, nhận lấy, coi thường cái chết. Lão nhân ở núi Lao Sơn của vùng đất giữa núi và biển, nhận lấy, tranh luận đạo giáo, chung quy cũng chỉ là tôi lo nghĩ mà thôi. Từ thiện sư thái ở núi Nga Mi, nhận lấy, thận trọng dùng một chút sức mọn, thay đổi đại cục thiên hạ. Viên thông hòa thượng ở núi Bồ Đề, nhận lấy, thị phi đúng sai, người đời sau sẽ phán xét. Quân vô ưu của núi Lão Quân, nhận lấy, Tô Thương, kiếp này, tôi làm mai mối cho cậu, vì tôi biết có cậu ở đây, người ở ngoại vực chắc chắn sẽ không dám đụng đến trái đất, đây là tâm nguyện của cả đời tôi, giao cho cậu hết đấy. Chấm chấm chấm. Trong chốc lát, mọi nơi trên thế giới, quần chúng đang đợi thông báo, có thái độ coi thường cái chết, đồng thời mở ra trận pháp. Hơn 1000 tòa trận pháp, đồng thời mở ra, cục diện kinh khủng như vậy, liền chấn động khắp mọi nơi. Rất nhanh, những trận pháp này liền đan xen lẫn nhau, tạo thành một mạng lưới vô cùng lớn, từ trên trời giáng xuống, trực tiếp vây quanh Diệp Miễn. Hả? Diệp Miễn nhíu mày, không đợi ông ta kịp phản ứng, thì ngay lập tức đã có vô số tiếng kiếm đao truyền đến. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Sau đó, từng nhát kiếm sắc phóng tới, uy thế khiếp sợ. Sát trận. Cái gì, sát trận kinh khủng như thật đấy. Diệp Miễn giật nảy mình, không dám tin nói, Tô Thương vậy mà lại dùng thực lực của cảnh giới tiên đế, bố trí một trận pháp có thể đả thương được cả cảnh giới trên tiên đế luôn. Trình độ về phương diện trận pháp của cậu ta, quá là kinh khủng, nếu sư tôn mình biết, chắc chắn sẽ mừng như điên, rồi nhận cậu ta làm đệ tử chân truyền. Ánh mắt Diệp Miễn lạnh lùng, nghiêm túc nói, không được, Tô Thương phải chết, nếu không địa vị của mình sẽ bị ảnh hưởng. Cái sát trận còn con này, mặc dù có thể khiến mình bị thương, nhưng mình không tiếc một cái giá nào, thì chắc chắn nó cũng không nhốt được mình. Vừa nói xong, cuối cùng Diệp Miễn cũng bộc phát ra, khí tức mạnh hơn trước đó không hề ít. Sau đó, ông ta trực tiếp lao tới, chưa tốn đến 2 phút đồng hồ, liền phá được đại trận phạt thiên. Cùng lúc đó, tất cả những người tham gia mở trận pháp, đã tử vong, toàn bộ, không ai may mắn thoát khỏi được. Thạch Hạo Hãn, lão nhân của núi Lao Sơn, Từ Thiện Sư Thái, Viên Thông Chủ Trì, Quân Vô Ưu, Ngô Thanh Ảnh, chấm chấm chấm. Đây đều là những người có tiếng tăm và không có tiếng tăm. Bọn họ biết mở trận pháp, thập tử nhất sinh, nhưng vẫn không chùn bước, chỉ vì một tiếng thơm của trái đất. Vương Dương Minh, ông đã chọc giận tôi, nếu đã như thế,
thì tôi sẽ giết ông trước. Còn các người nữa, Thanh Hoàng Nữ Đế, Hiên Viên Thần Am, các cô là người phụ nữ được Tô Thương để ý, tôi muốn các cô chết không có chỗ chôn. Diệp Miễn bị đại trận phạt thiên làm cho bị thương, cuối cùng liền nổi giận lôi đình, muốn giết ba người bọn Vương Dương Minh, để xả mối hận trong lòng. Nhưng vào lúc này, Tô Thương đi ra từ bên trong thiên môn, thực lực thâm sâu vô bờ bến, không yếu hơn so với Diệp Miễn. Cảnh giới trên tiên đế. Cậu ấy đã thành công, dùng không hết 8 phút, là có thể dung hợp trí nhớ của ba kiếp lại. Bây giờ Tô Thương, đã siêu mạnh rồi. Tô Thương. Diệp Miễn nhìn thấy Tô Thương, khẽ cắn môi, liền không kiềm chế được cơn giận nên đã lao tới. Diệp Miễn, thời đại của ông đã kết thúc rồi. Tô Thương lạnh lùng trả lời, sau đó chiến đấu với Diệp Miễn. Thực lực của hai người, tương đương nhau, đánh qua đánh lại, công lực tỏa ra xung quanh. Tô Thương và Diệp Miễn, đánh từ trên trời xuống dưới đất, đánh từ ban ngày đến ban đêm, đánh 7 ngày 7 đêm, cuối cùng cũng phân ra thắng bại. Không nghi ngờ gì nữa, Tô Thương, đã thắng. Không, Tô Thương, cậu không thể giết tôi được, tôi là một thành viên của tổ chức các vị thần, sư tôn tôi ở tổ chức các vị thần, nắm giữ quyền lực trong tay, nếu cậu giết tôi, vũ trụ thương khung, sẽ không còn chỗ nào để cậu dung thân nữa đâu. Sau khi mất đi sức chiến đấu, Diệp Miễn luống cuống vô cùng, muốn ra oai để trấn áp Tô Thương. Đáng tiếc, Tô Thương không thèm để ý chút nào, mà trực tiếp ra tay giết Diệp Miễn. Nhìn thấy Diệp Miễn biến một cỗ thi thể, Tô Thương lạnh lùng nói, tôi đã nói, thời đại của ông, đã kết thúc rồi mà. Bây giờ trái đất, là do tôi khống chế, nơi này thuộc về tôi, thuộc về tất cả những linh hồn sinh ra ở chỗ này, không ai có thể định đoạt quyền sống chết của bọn họ cả. Kỷ nguyên sụp đổ, từ giờ trở đi, vĩnh viễn sẽ không xảy ra ở trái đất. Nói xong, Tô Thương vung tay lên, liền phá hủy thi thể và hồn phách của Diệp Miễn. Bụi về với bụi, đất về với đất, tất cả đều đã kết thúc, thiên hạ đã ổn định. Sau trận chiến này, linh khí khôi phục đã mở ra toàn diện. Điểm xấu, đã được giải trừ. Áp chế cảnh giới tiên đế, đã giải trừ. Tất cả người tu chân, đều có thể không lo sợ chuyện thăng cấp. Tô Vô Kỵ, Tô Ma, Bạch Khởi, Thương Ưởng, đông đảo người có cảnh giới chuẩn đế đỉnh phong, cũng cuối cùng đã được như ý nguyện, thực sự đặt chân đến cảnh giới tiên đế. Còn về Thạch Hạo Hãn, lão nhân của núi Lao Sơn, Từ Thiện Sư Thái, Quân Vô Ưu, vân vân. Tuy cơ thể của bọn họ đã bị phá hoại, nhưng sức mạnh linh hồn đã bị kiếm thiên đế của Vương Dương Minh thu lại. Cuối cùng Tô Thương đã lấy ra một loại bí thuật, hỗ trợ bọn họ hồi sinh. Trái đất bước vào thời kỳ hòa bình, Tô Thương và vợ con cũng có được sự yên bình. Hết chuyện, tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên, Tô Thương. Chúc các bạn thật nhiều sức khỏe để thưởng thức những bộ truyện khác của mình. Thân tất cả.